Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 301, Tầm Long giả Hoàng Thế Kiệt. Ngô Bình cười lạnh nói, ông vác thêm một người sống sờ sờ trên lưng đi hóng mát à. Bỏ cái túi xuống, sau đó trả lời câu hỏi của tôi, không thì tôi sẽ giết ông ngay tại chỗ. Dứt lời, Ngô Bình đã lấy kiếm sát ra, bày sẵn tư thế chiến đấu. Cảm nhận được sự sát phạt quả quyết của Ngô Bình, người đàn ông trung niên cau mày rồi bỏ cái túi xuống đất, nói, đường chủ Hồ Bất Lương của phó đường thuộc cái bang. Cái bang là một tổ chức giang hồ khá rời rác, đến một phần tư những người ăn xin trong giang hồ đều từng được cái bang đào tạo, vì thế dù chỉ là một bang phái toàn ăn xin, nhưng họ cũng thu lợi khá nhiều. Ngô Bình, người của cái bang ư, ông vác ai trên lưng kia? Hồ Bất Lương mở cái túi ra, bên trong có một bé gái khoảng 7 tuổi đang hôn mê, trông cách ăn mặc thì giống người thành phố. Ông ta ho khan rồi nói, lúc tôi lên núi thì nhìn thấy cô bé này bị người ta nhét trong túi, sợ đó là nhóm bắt cóc nên tôi đã cứu cô bé rồi cõng xuống núi. Ngô Bình cười lạnh, nhưng rõ ràng là ông đi lên núi, ban nãy mới chuyển hướng xuống dưới mà. Hồ Bất Lương đảo mắt nói, cậu không tin thì thôi, nói rồi, ông ta nhấc chân lên đạp vào đầu bé gái, vẻ mặt cũng tỏ rõ sự hung tợn. Tránh xa tôi ra, không thì tôi sẽ đạp chết nó, Hồ Bất Lương hung ác nói, chân đã nhấc lên cao. Ngô Bình thở dài một hơi, nếu tôi là ông thì tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi đếm đến năm, nếu cậu không đi thì tôi sẽ giết nó, Hồ Bất Lương bắt đầu đếm, 1, 2, 3. Sau khi đếm đến 3, Hồ Bất Lương chợt nghe thấy bé gái dưới chân hét lên với mình, ông ta cúi xuống nhìn thì lại thấy là đứa con trai 15 tuổi của mình đang sợ hãi nhìn ông ta. Hồ Bất Lương sợ xanh mặt, vô thức giơ chân ra chỗ khác. Đúng lúc này, một quyền nhanh như điện đã bay tới, quyền đó nhanh, chuẩn và tràn đầy sức mạnh. Bụp! Hồ Bất Lương vô thức giơ tay lên đỡ, nhưng ông ta nào phải đối thủ của Ngô Bình, xương tay lập tức gãy nát, lồng ngực cũng bị đấm lún xuống, ông ta bay lùi lại rồi đập mạnh vào một cái cây. Bụp! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lá cây rơi lả tả, Hồ Bất Lương hộc ra một ngụm máu, ngay sau đó Ngô Bình đã xuất hiện trước mặt ông ta rồi hỏi, nói ngay, cô bé này là ai? Trước đó vì chúng ảo thuật, còn giờ thì đã bị thương nặng nên Hồ Bất Lương đã bị thôi miên, ông ta đờ đẫn đáp, nó là con gái của Hoàng Thế Kiệt, bang chủ lệnh cho tôi đi bắt cóc. Hoàng Thế Kiệt là ai? Ngô Bình hỏi tiếp. Tầm Long giả mới, ông ta rất giỏi tìm mộ, bang chủ của chúng tôi muốn lôi kéo anh ta đến núi Tiên Hạc để tìm động tiên. Ngô Bình, núi Tiên Hạc có động tiên ư? Đúng, bang chủ của chúng tôi đã nhận được thông tin chính xác. Hình như ngày xưa Thần Linh và Trương Huyền Thanh đi vào động phủ nên mới mất tích. Ngô Bình, có bao nhiêu người của cái bang đến đây rồi? Hơn chục người chia ra mọi ngả. Tôi phụ trách dụ Hoàng Thế Kiệt đến, sau đó bắt anh ta hợp tác với chúng tôi, Hồ Bất Lương nói. Ngô Bình gật đầu, sau đó đi tới cạnh bé gái rồi khẽ ấn vào trán cô bé để cô bé tỉnh lại. Trông thấy Ngô Bình, cô bé ngạc nhiên hỏi, chú ơi, đây là đâu ạ? Ngô Bình nói, cháu đừng sợ. Cháu bị kẻ xấu bắt cóc, chú vừa cứu cháu đấy, cháu có nhớ số điện thoại của bố không? Cô bé gật đầu, có ạ, sau đó thì đọc một dãy số cho Ngô Bình. Anh ấn gọi vào dãy số đó thì có người nghe ngay. Alo, ai đấy, phía bên kia truyền tới một giọng nói trầm ấm của nam. Ngô Bình, tôi là Ngô Bình của Thần Võ Ti, con gái anh bị người của cái bang bắt cóc, tôi đã cứu được cô bé, anh mau tới đón con về đi. Người kia vô cùng sửng sốt, con gái tôi không sao chứ? Ngô Bình, anh yên tâm, cô bé rất an toàn. Cảm ơn, người đó thở phào một hơi rồi liên tục cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình, đừng khách sáo, tôi đang ở trên núi Tiên Hạc, nếu anh rảnh thì tới đón con gái về ngay đi. Được, tôi sẽ đến ngay. Ngắt máy, Ngô Bình bế bé gái lên bằng một tay, tay còn lại anh xách Hồ Bất Lương rồi quay trở lại đỉnh núi, mọi người vẫn đang chờ anh ở đó. Thấy anh quay về, còn dẫn theo hai người khác nữa, mọi người đều ngạc nhiên, Tiêu Hà hỏi, đội trưởng Ngô, ai đây? Ngô Bình kể lại mọi chuyện, Tiêu Hà nói, xem ra cái bang cũng có ý đồ với động tiên. Ngô Bình hỏi, anh có biết Hoàng Thế Kiệt không? Tiêu Hà gật đầu, có, Tầm Long giả Hoàng Thế Kiệt rất nổi tiếng, ngang với đạo nhân rời núi đấy, hơn nữa tu vi còn rất cao thâm, hiếm ai dám động tới anh ấy. Cái bang phe này xui rồi. Ngô Bình, phúc đường của cái bang là thế nào? Tống Tiểu Lương nói, đội trưởng, cái này tôi biết. Năm ngoái, tôi nhận lệnh điều tra về cái bang. Ngoài mặt thì đây là một tổ chức ăn mày,
nhưng thực chất là một tổ chức tình báo bí mật. Không biết bao nhiêu tên ăn xin sống ở mọi ngõ ngách trên khắp thế giới, họ đều là các tai mắt, không một chuyện gì qua mắt họ được. Vì thế, ngoài việc tranh giành sản nghiệp ngầm ra thì còn bán tin cho bên ngoài. Thi thoảng thần võ ti chúng ta cũng phải mua tin của họ. Ngô Bình hỏi, thực lực của cái bang ra sao? Họ giàu lắm, theo tôi điều tra được thì năm nào họ cũng có thu nhập cả trăm tỷ. Bang chủ là cao thủ cảnh giới tiên thiên, bên dưới có bốn đại đường là Phúc, Tài, Nghĩa và Võ. Tứ đại hộ pháp của ông ta đều là cao thủ cảnh giới thần, nói chung không thể coi thường được. Tiêu Hà gật đầu, đại khái là thế, nói rồi, anh ta lục lọi trên hồ bất lương thì tìm thấy một lệnh bài bằng trúc. Anh ta đưa tấm lệnh bài cho Ngô Bình rồi nói, đội trưởng Ngô, đây là lệnh bài đường chủ của cái bang, các thành viên thấy nó như thấy đường chủ. Ai có nó thì có thể sau khiến những người khác. Ngô Bình liếc nhìn rồi cất đi, chờ một chút, Hoàng Thế Kiệt đang tới rồi. Tiêu Hà, Hoàng Thế Kiệt cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên, nhưng tính tình quái gở. Nghe nói anh ta đã tìm được khá nhiều mộ cổ, động tiên. Anh ta khó tính lắm, đội trưởng đã cứu được con gái anh ta, không biết có thể nhờ anh ta tìm động tiên cho không. Ngô Bình nói ngay, chuyện đó tính sau. Gần 20 phút sau, Hoàng Thế Kiệt đã xuất hiện trên đỉnh núi. Anh ta mặc đồ màu đen, khoảng 35 tuổi, gương mặt tuấn tú hơi gầy, đôi mắt thì sáng quắt như chim ưng. Nhìn thấy con gái mình, anh ta lập tức chạy tới rồi bế cô bé vào lòng, bé gái ôm cổ bố mình rồi nói, bố ơi, là chú kia cứu con. Hoàng Thế Kiệt nhìn Ngô Bình rồi gật đầu, cảm ơn cậu, tôi là Hoàng Thế Kiệt. Ngô Bình gật đầu, đừng khách sáo, tôi là Ngô Bình. Anh Hoàng, trên này gió lớn, anh mau bé con xuống núi đi. Hoàng Thế Kiệt tỏ vẻ kỳ lạ, sau đó nhìn Ngô Bình, nói chắc cậu biết tôi là ai rồi đúng không? Cậu đã cứu con gái tôi nên có thể đưa ra một yêu cầu với tôi. Chương 302, động tiên cấp vương. Ngô Bình đáp một tiếng, cho tôi cái bật lửa. Hoàng Thế Kiệt ngẩn ra, sau đó lấy một cái bật lửa ở trong túi ra rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình cầm lấy xong thì tự châm cho mình một điếu thuốc, sau đó nói với mọi người, chúng ta chờ ở đây rồi tùy cơ hành động. Hoàng Thế Kiệt không nói gì nữa, chỉ cúi người với Ngô Bình rồi bế con gái xuống núi. Hoàng Thế Kiệt đi rồi Tiêu Hà mới thở dài nói, đội trưởng Ngô, có cơ hội tốt như vậy sao cậu không giữ anh ta ở lại giúp chúng ta? Ngô Bình nói, tôi không yên tâm khi để người lạ giúp. Anh ngồi xuống, lặng lẽ hút thuốc, nhưng tai vẫn dựng lên để lắng nghe tiếng động ở xung quanh. Nửa tiếng sau cũng không có động tĩnh gì, đột nhiên có một chàng tiếng bước chân rất khẽ vang lên, đã thế còn tiến về phía họ. Chẳng mấy chốc đến Tiêu Hà cũng nghe thấy rồi đứng bật dậy. Ngô Bình nói, bình tĩnh, là Hoàng Thế Kiệt. Quả nhiên chỉ vài phút sau, Hoàng Thế Kiệt đã quay lại, anh ta nói với Ngô Bình, cậu ra đây nói chuyện với tôi một lát được không? Ngô Bình cười đáp, được chứ. Hai người đi ra sau, xung quanh rất yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Hoàng Thế Kiệt nhìn trái ngó phải, khi chắc chắn không có ai mới nói, cái bang bắt cóc con gái tôi vì muốn tôi tìm manh mối về động tiên cho họ. Ngô Bình nhìn anh ta, tại sao anh lại nói cho tôi biết chuyện này? Hoàng Thế Kiệt bình thản nói, Hoàng Thế Kiệt tôi không thích mang ơn người khác, giờ tôi nói cho cậu biết chuyện động tiên coi như hai bên không nợ gì nhau nữa. Ngô Bình gật đầu, được, vậy anh nói cho tôi biết đi. Hoàng Thế Kiệt, nhiều năm trước, Thần Linh và Trương Huyền Thanh đã đại chiến ở núi Tiên Hạc, cậu có biết tại sao họ lại đánh nhau không? Ngô Bình nảy ra một suy nghĩ, vì tranh giành động tiên. Hoàng Thế Kiệt gật đầu, đúng vậy, hai đại cao thủ đánh nhau để xem ai được vào trong trước, nhưng kết quả cuối cùng là cả hai đều bị thương nặng và mắc kẹt bên trong. Ngô Bình, động tiên này ở thời đại nào? Anh có manh mối gì không? Hoàng Thế Kiệt, tôi đã từng đi tới lối vào xem thử, chắc là thời Tiên Quốc. Với kinh nghiệm của tôi thì động tiên này rất nguy hiểm, cho nên tôi mới không dám vào. Ngô Bình ngạc nhiên nói, tầm long giả như anh mà cũng không dám vào ư. Hoàng Thế Kiệt gật đầu, vì tôi có con gái nên không dám làm những việc quá nguy hiểm. Ngô Bình đưa cho anh ta một điếu thuốc rồi nói, anh biết đạo nhân rời núi chứ, thế trình độ của ai cao hơn? So sánh giữa những người cùng nghề là một điều rất kỵ, song Hoàng Thế Kiệt không nghĩ vậy, anh ta tỉnh bơ đáp, mỗi người một ưu thế, tôi giỏi tìm kiếm, còn họ giỏi khai phá. Ngô Bình, nói vậy thì nếu hai bên kết hợp với nhau thì sẽ rất có lợi đúng không? Hoàng Thế Kiệt lạnh giọng nói, hai bên không thể hợp tác được. Ngô Bình ngẩn ra, tại sao? Đây là chuyện bí mật, tôi không thể tiết lộ, Hoàng Thế Kiệt nói.
Ngô Bình gật đầu, được rồi, chúng ta nói về động tiên tiếp đi, tại sao anh lại nói nơi đó nguy hiểm? Hoàng Thế Kiệt, Tầm Long giả truyền đến đời tôi là đã qua 139 đời rồi nên chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Từ các manh mối là tôi có thể đoán động tiên này thuộc cấp phương. Trong suốt 139 đời Tầm Long giả, chúng tôi mới tham gia 3 lần mở động tiên cấp phương và cả 3 Tầm Long giả tham gia đều chết, những người khác cũng bị thương nặng. Ngô Bình nổi hứng hỏi, sau đó thì sao? 3 động tiên đó đã được khai phá chưa? Hoàng Thế Kiệt gật đầu, rồi, 3 động tiên đó vào 3 thời Hán, Đường và Nguyên. Ngô Bình hít vào một hơi lạnh, 3 thời kỳ hưng thịnh nhất lại có động tiên ư. Hoàng Thế Kiệt nhìn anh, trong động tiên không chỉ có công pháp tu hành, mà còn rất nhiều truyền thừa của thời tiền sử, những thứ đó đủ giúp một triều đại trở nên lớn mạnh đấy. Ngô Bình trầm mặc vài phút rồi nói, trước kia, tôi cũng may mắn thoát nạn từ động tiên một lần, nhưng giờ xem ra không thể có lần thứ hai nữa rồi. Hoàng Thế Kiệt, chưa chắc, anh có hàm vị, có thực lực của quốc gia chống đỡ thì vẫn có thể mở được động tiên cấp phương mà. Ngô Bình, vấn đề là tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chưa đủ tư cách tham gia. Hoàng Thế Kiệt cũng hít một hơi thuốc, cũng đúng, muốn vào được đó thì ít cũng phải tu vi ở cảnh giới võ thần. Ngô Bình, à, Côn Luân có tham gia vào vụ này không nhỉ? Hoàng Thế Kiệt nói, có chứ, tầm ảnh hưởng của họ rất lớn, ví dụ thần võ ti, thiên long ít nhiều đều ảnh hưởng bởi họ đấy. Ngô Bình thầm chửi thề một câu, thế thì khó chơi rồi. Hoàng Thế Kiệt chỉ lên một ngọn núi thấp tè ở phía trước rồi nói, đi từ ngọn núi đó xuống 35 bước sẽ thấy một tảng đá rất lớn ở chỗ bóng râm, bên trên bám đầy rong rêu, lối vào ở ngay bên dưới. Ngô Bình cười nói, anh Hoàng, anh nói cho tôi biết một việc lớn như thế không sợ thiệt à? Hoàng Thế Kiệt bình thản nói, tôi rất muốn đi khai phá nhưng không dám, vì thế mong có người đi thử, như vậy tôi cũng được xem. Ngô Bình nhả ra một làn khói, cảm ơn. Hoàng Thế Kiệt, đừng khách sáo, dứt lời, anh ta ngậm thuốc rồi rời đi. Ngô Bình ngồi lại hút thêm vài điếu thuốc nữa rồi mới gọi cho Diệp Thiên Tông, đại sư huynh, hình như em tìm thấy lối vào động tiên rồi. 3 tiếng sau, Diệp Thiên Tông đã dẫn nhiều người tới. Trong số đó có cả Đoàn Long, anh Long của Thiên Long. Nhìn thấy Ngô Bình, Đoàn Long vui vẻ bắt tay anh, thần y Ngô, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngô Bình nói, không ngờ anh cũng đến đây. Diệp Thiên Tông, sư đệ, chuyện này lớn quá nên một mình thần võ ti không xử lý được. Không chỉ có Thiên Long đâu, mà các môn phái lớn khác cũng sẽ đến ngay, để cùng mở nơi này, xem có thể thay đổi vận mệnh quốc gia được không. Ngô Bình hỏi, vậy là không cần đến em nữa đúng không? Đoàn Long, không, tôi và anh Diệp đều tiến cử cậu tham gia vào lần hành động này. Ngô Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi cũng được tham gia ư. Diệp Thiên Tông cười nói, ừm, sư đệ rất giỏi trận pháp và y thuật, cho nên cậu là người thích hợp nhất. Ngô Bình nói, tốt quá rồi. Diệp Thiên Tông đưa một tờ chi phiếu 200 triệu cho Ngô Bình, Nhiệp Sơn Hà nhờ anh đưa cho cậu quà cảm ơn. Ngô Bình cười nói, ông ta cũng biết điều ra phết. Diệp Thiên Tông lại lấy một tờ chi phiếu khác trị giá 50 triệu ra rồi nói, đây là phần thưởng cho công lao của cậu lần trước, anh định thăng chức cho cậu, nhưng chức vụ của cậu đã cao lắm rồi nên anh đành đổi sang tiền. Ngô Bình cười nói, chỉ anh hiểu em. Diệp Thiên Tông, lần trước cậu chữa khỏi cho Triệu Vương Tôn nên còn một phần thưởng nữa, chắc cũng sắp có rồi. Đoàn Long cười nói, thần y Ngô giỏi thật, đến bệnh của Triệu Vương Tôn cũng chữa khỏi được. Ngô Bình, có gì đâu. Đoàn Long hỏi, cậu Ngô, chuyện tôi nói lần trước, cậu nghĩ đến đâu rồi? Lần trước, Đoàn Long đã mời anh tham gia vào đội Thiên Long. Chương 303, 15 người. Ngô Bình, để tôi nghĩ thêm đã, việc này khá quan trọng nên tôi chưa thể quyết ngay được. Đoàn Long cười nói, được, hy vọng sẽ sớm nhận được câu trả lời của cậu. Trong lúc đó, ngày càng có nhiều người tới hơn, tạo ra một khung cảnh còn hoành tráng hơn cả lần đào được ma trận bạch cốt lần trước. Vì quá nhàn rỗi nên Ngô Bình đi vào trong một căn lều rồi khóa cửa tu luyện tị thức. Trước đó, anh đã luyện thành nhãn thức, nhĩ thức và ý thức rồi, bây giờ có thể tu luyện 3 bộ phận khác. Tị thức là khứu giác, nếu luyện thành công thì khứu giác của Ngô Bình sẽ rất thính, anh có thể ngửi ra được thành phân tử của vật chất trong không khí. Ngô Bình tĩnh tâm tu luyện, trời sáng lúc nào cũng không hay, sau đó bên ngoài vang lên tiếng mưa tí tách. Đội trưởng, xếp Diệp gọi anh. Ngô Bình đi ra ngoài thì thấy nhóm Diệp Thiên Tông đang họp trong một căn lều rất rộng, có hơn 20 người đang ở đây, Đoàn Long cũng vậy. Trong số những người ở đây, Ngô Bình là người có tu vi thấp nhất,
còn hầu hết mọi người đều ở cảnh giới võ hương, võ thần, thậm chí có người còn ở cảnh giới cao hơn. Việc anh xuất hiện ở đây khiến không ít người tỏ thái độ, thắc mắc không biết anh là ai mà được vào đây. Diệp Thiên Tông cười nói, thưa các vị, đây là tiểu sư đệ của tôi, chính cậu ấy đã chữa khỏi vết thương cho tiền bối Triệu Vương Tôn. Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó thì gật gù nhìn Ngô Bình. Dẫu sao đã là người trong giang hồ thì không thể tránh khỏi việc bị thương, khi ấy mà được một thần y như Ngô Bình cứu chữa thì còn gì bằng, cho nên họ cần kết thân với anh. Đoàn Long nói, mọi người, lối vào động tiên đã được dọn rồi, tất cả những cao nhân có thể giúp sức cũng đã được mời tới, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Một ông lão đứng dậy rồi hắng giọng nói, thưa các vị, tôi có điều này cần nói rõ trước khi đi vào động tiên, đó là mở động rồi thì ai sẽ được vào. Diệp Thiên Tông, thần võ ti chúng tôi phát hiện ra động phủ nên ít nhất phải được 3 người vào. Đoàn Long, Thiên Long cũng có cống hiến trong việc tìm ra động tiên, chúng tôi yêu cầu được 2 người vào. Ông lão kia gật đầu, hai người nói có lý, nhưng thần võ ti và Thiên Long không phải dân trong nghề, tổng hai bên đã có 5 người rồi, như vậy không thấy thừa sao? Ngô Bình không nhịn được nói, càng đông càng tốt chứ sao? Đoàn Long nói, cậu Ngô, theo kinh nghiệm thì càng ít người vào càng tốt. Cho nên chúng tôi đã định số người đi vào động tiên là 15 người. Đương nhiên Ngô Bình không tin vào mấy lời lừa phỉnh này, họ nói vậy là muốn hạn chế người vào bên trong, tránh gây chiếm đoạt lợi ích của nhau. Diệp Thiên Tông, tôi không biết, nhưng thần võ ti phải có ít nhất 3 người, 3 người mà ông ấy nói đến chính là ông ấy, Dương Mộ Bạch và Ngô Bình. Đoàn Long cũng nói, Thiên Long cũng vậy. Ông lão kia hừ nói, thế thì chỉ còn 10 người nữa thôi, mọi người bắt đầu phân chia đi. Mang tiếng là phân chia, chứ thực chất là cãi nhau. Cả đám tu sĩ cảnh giới võ thần, võ vương tranh cái nảy lửa, có người còn nói đến mức bắn nước miếng, nhìn chung rất hỗn loạn. Sau đó, Ngô Bình đã lấy điện thoại ra chơi điện tử, anh chơi xong 3 ván rồi mà mọi người vẫn chưa phân chia xong. Cuối cùng, 15 người được chọn đi vào động tiên ở lại, những người khác phải lui ra ngoài, chỉ huy lần này là Diệp Thiên Tông. Lần trước, Diệp Thiên Tông đã tiêu diệt độc Phật. Triệt phá tiên cơ nên gây chấn động một thời. Ngoài ra, nhờ các sự kiện như Đông Phật Tiên sinh tiến vào cảnh giới địa tiên, đào được ma trận bạch cốt và chữa khỏi bệnh cho Triệu Vương Tôn nên danh tiếng của ông ấy ở Thiên Kinh đã tăng vọt. Việc phát hiện ra động tiên lại là công lao của thần võ ti nên dĩ nhiên Diệp Thiên Tông được làm chỉ huy cho lần hành động này. Sau khi bàn bạc vài câu, mọi người đã đi tới vị trí của động tiên ở đỉnh núi. Bấy giờ, Ngô Bình mới phát hiện nơi này đã bị cho nổ thành một hang đá rất lớn, bên trong có một con đường đá rất dài, sâu hun hút xuống dưới. Hai bên lối đi có đèn nên chiếu xuống đường đi sáng tỏ, một đoàn người đi xuống dưới được hơn 100 mét thì vào một hang động rất rộng. Hang động này có diện tích hơn 2.000 mét vuông, cao khoảng 5 mét, tường đá xung quanh nhẵn bóng, bên trên có các hình khắc mang phong cách cổ xưa. Trách một bên là một vách tường bằng kim loại, các khối kim loại ở đây đều có hình lập phương. Bên ngoài đều được khắc các bùa chú kỳ lạ. Lúc này, đang có mấy người đứng nghiên cứu trước bức tường này, người ấn người gõ để tìm cơ quan ở phía sau. Diệp Thiên Tông bước tới hỏi, ông địch, phát hiện ra gì chưa? Một người đàn ông trung niên cúi chào với Diệp Thiên Tông rồi đáp xếp, đây là thần tiên của thời thượng cổ nên tôi không thể hiểu được hàm nghĩa, đành thử nghiệm từng chút một thôi. Cần bao lâu nữa, Diệp Thiên Tông hỏi. Ông địch, phải xem vận may thế nào thôi. Nếu may thì vài ba hôm là xong, không thì khéo cả chục năm mất. Nghe thấy thế, mọi người khác đều đen mặt, một người đàn ông trung niên nổi cáu nói, địch nhiễm, sao bảo truyền thừa của Mạc Môn là vô địch thiên hạ? Nếu cần đến chục năm thì tôi còn cần ông làm gì, dùng thuốc nổ luôn cho xong. Địch nhiễm bình tĩnh nói, thuốc nổ không ăn thua đâu, kim loại này chịu nhiệt và axit tốt, hơn nữa bên trong còn là một bản chỉnh thể, khéo dùng đến bom nguyên tử cũng không làm gì được, nữa là thuốc nổ. Người vừa chế nhạp địch nhiễm ngẩn ra, bom nguyên tử cũng phải bó tay ư. Diệp Thiên Tông thở dài nói, ông địch, ông cứ làm bình tĩnh, một ngày không được thì 10 ngày, 10 ngày không được thì 3 tháng, chúng tôi chờ được. Ngô Bình chợt nói, để em thử xem nào. Địch nhiễm ngoảnh lại nhìn anh rồi tỏ vẻ coi thường, cậu là ai mà đòi thử hả? Ngô Bình không giận mà đáp, ông địch, tôi cũng biết một chút về cơ quan, nếu ông trông chờ vận may thì chi bằng để tôi thử xem sao. Địch nhiễm hừ một tiếng rồi không để ý tới anh nữa. Ngô Bình coi như ông ấy đã đồng ý nên bước tới bức tường kim loại, anh có thể đọc hiểu hết các ký hiệu bên trên, thật ra đây là một vài nguyên tố cơ bản của trận pháp.
Nhờ khả năng nhìn xuyên thấu nên Ngô Bình có thể nhanh chóng đoán ra đây là một thế trận thế nào, sau đó anh nhanh chóng ấn vào 40 miếng kim loại bên trên. Lực ấn, thời gian và khoảng cách của Ngô Bình khác nhau, nhưng ngay sau đó bức tường đã vang lên tiếng kéo kẹt rồi tách ra làm đôi, lộ ra một con đường rộng và cao 3 mét, phía sau đó là một đại điện bằng kim loại khổng lồ. Tất cả mọi người đều sững sờ, vậy là thành công rồi ư? Sao tên này giỏi thế? Địch Nhiễm đứng im như trời trồng, sau đó nhìn Ngô Bình đăm đăm, hỏi, sao cậu làm được? Ngô Bình cười đáp, chắc tôi ăn may thôi. Nói rồi, anh đi vào con đường đó đầu tiên, anh dẫm lên sàn đá bằng tinh thạch màu trắng, bên mặt đá cũng được khắc bùa chú, khi anh bước lên thì chúng lập tức phát sáng. Chương 304, Tiên Phủ Chân Dương. Người phía sau đứng ở vị trí lối vào, không dám đi tới, Diệp Thiên Tông liền hỏi, sư đệ, thế nào? Ngô Bình nhìn phù văn, nghĩ một lúc rồi nói, không ổn, mỗi một lần chỉ có thể đi qua được một người, hơn nữa mỗi lần thì con đường đều khác nhau. Để em xem đã, có lẽ sẽ chỉ có không quá 10 cơ hội, thế nên chúng ta chỉ có thể vào nhiều nhất là 9 người. Mọi người đều kinh ngạc, nhiều nhất 9 người, vậy 6 người còn lại phải làm thế nào? Diệp Huyền, thần võ ti của ông nên nhường thêm một suất nữa, ông già trước đó lại nói. Ngô Bình đã lặng lẽ nghe ngóng, ông già này là Vân Tẩu, quản lý một đơn vị bí mật, có quyền lực rất lớn, nhưng chẳng mấy quan tâm đến chuyện thế tục. Diệp Thiên Tông nói, được, tôi và sư đệ của tôi sẽ rút lui, nhường cơ hội cho mọi người. Vân Tẩu lập tức im miệng, Ngô Bình chỉ cần nhìn một cái đã có thể nhìn ra có 9 con đường, đi như thế nào, bản lĩnh này khiến họ kinh ngạc bởi trình độ của Ngô Bình vượt xa họ. Nếu như không có Ngô Bình thì lần thám hiểm này khả năng cao sẽ thất bại. Mà nếu có Ngô Bình, khả năng thành công sẽ rất lớn. Diệp Thiên Tông nói tiếp, thế này nhé, chuyến này bên tôi chỉ tôi và Ngô Bình đi vào. Đoàn Long nghĩ một lúc, cũng nói, Thiên Long chúng tôi cũng nhường một suất. Sau đó lại có 4 người tuyên bố rút lui, thế nên giảm chỉ còn 9 người. Ngô Bình thấy họ đã quyết định liền nói, tôi sẽ đi qua trước, sau đó dùng bút laser chiếu lên nền đất, khi nào chấm đỏ vòng 3 lần tại một vị trí nào đó thì mọi người liền nhảy qua. Cứ từng người một. Nói xong anh không dài dòng nữa, tung người nhảy lên, sau khi nhảy liên tiếp 33 lần thì thành công vượt qua khu vực này, đi vào một đường hầm rộng rãi. Nền đường hầm làm bằng kim loại, cả đường hầm là một khối kim loại thành hình. Sau đó anh lấy bút laser ra khoanh 3 vòng trên một mảnh kính, Diệp Thiên Tông lập tức nhảy qua. Cứ như thế Diệp Thiên Tông cũng nhảy 33 bước, an toàn đi tới bên cạnh Ngô Bình. Người thứ ba là Đoàn Long. Khi Ngô Bình dùng bút laser đánh dấu, Diệp Thiên Tông phía sau liền bí mật truyền âm với anh, sư đệ, tên Đoàn Long này không phải hạng lương thiện gì, cậu có thể nhân cơ hội trừ khử anh ta. Ngô Bình lạnh nhạt nói, sư huynh, trước mắt anh ta vẫn chưa tỏ thái độ thù địch. Diệp Thiên Tông nói, anh chỉ đề xuất thế thôi, cậu cứ tự quyết định. Cuối cùng Ngô Bình vẫn để Đoàn Long an toàn đi tới bên cạnh mình. Anh ta mỉm cười, nói cậu Ngô, bản lĩnh của cậu khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Hơn nữa tôi rất cảm ơn cậu đã không giết tôi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tại sao tôi phải giết anh? Đoàn Long bật cười, đúng vậy, chúng ta có thể trở thành bạn bè. Nói xong anh ta nhìn Diệp Thiên Tông với ánh mắt sâu xa, còn Diệp Thiên Tông thì mặt không biểu cảm. Ngô Bình không nói gì, tiếp tục dẫn đường cho mọi người an toàn đi qua. Chẳng mấy chốc cả 9 người đều đã đến đường hầm, sau đó tiếp tục đi. Trong vô thức, Ngô Bình đã trở thành người dẫn đường của mọi người. Anh đi đầu tiên, hơn nữa lời của anh là trên hết, không một ai hoài nghi. Đường hầm dài khoảng 50 mét, đi đến cuối thì có một vòng tròn kim loại, một người đứng vừa. Xung quanh có khắc tiên văn, Ngô Bình đọc xong liền biết tác dụng của nó. Tiên văn nói rằng nơi này dùng để Chân Dương Tông tuyển chọn đệ tử, bên trong có truyền thừa mạnh mẽ của Chân Dương Tông. Sau khi được tuyển chọn có thể tự mình tu luyện, nếu tu đến địa tiên hậu kỳ thì có thể báo cho Chân Dương Tông. Chính thức trở thành thành viên của Chân Dương Tông. Bên trên này còn nói nơi này chỉ có đúng 100 suất, nếu dùng hết số lượng thì nơi này sẽ bị hủy, lối vào tự động đóng lại. Sau khi xem xong, anh nói với mọi người, đây là nơi để tuyển chọn truyền nhân của một tông môn nào đó, tiếp theo có thể tiến hành thử nghiệm, người nào không phù hợp chỉ có thể ở lại đây, không thể đi vào sâu trong. Diệp Thiên Tông nói, sư đệ, phải làm thế nào? Ngô Bình chỉ vào trong khu kim loại hình tròn, hãy đứng vào đây. Diệp Thiên Tông là người đầu tiên đứng vào. Trên đầu ông ấy xuất hiện một cột sáng. Cột sáng này chiếu xuống, vài giây sau thì biến mất,
sau đó không có thay đổi gì nữa. Diệp Thiên Tông nhíu mày, sư đệ, vừa nãy là phần kiểm tra sao? Ngô Bình gật đầu, sư huynh, anh không phù hợp. Diệp Thiên Tông khẽ thở dài, quay lại chỗ cũ. Đoàn Long liền đứng vào, sau đó một cột sáng cũng chiếu xuống. Mấy giây sau, hình tròn kim loại bỗng hạ xuống lộ ra một cái hố, Đoàn Long liền theo đó mà đi xuống. Mọi người nhìn xuống, bên trong đen nhánh, chẳng nhìn thấy cái gì, ngay cả thần thức cũng không đi vào được. Mấy phút sau, vòng tròn kim loại quay về chỗ cũ, sau đó người thứ ba đứng vào, cột sáng xuất hiện. Đây hiển nhiên là một hình thức kiểm tra, nhưng tiếc là trong tất cả những người còn lại không ai có thể vượt qua bài kiểm tra. Ngô Bình là người thứ 9 đứng lên, cột sáng vừa chiếu xuống là anh đã cảm thấy một sức mạnh xuyên thấu cực mạnh đang rà soát khắp người anh. Sau khoảng 20 giây thì dưới chân anh nhẹ bấng, vòng tròn kim loại bắt đầu hạ xuống, trong đầu anh vang lên một giọng nói có đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa. Vòng tròn kim loại liên tục hạ xuống, xung quanh tối om, gió lạnh vù vù. Mấy phút sau, anh xuất hiện trên một miếng ngọc hình lập phương phát sáng lơ lửng trên không trung. Anh đi xuống vòng tròn kim loại, nó liền tự bay lên. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ tiếng động gì. Trên đá ngọc có một luồng sương mù phát sáng bay ra, nó ngưng tụ thành hình người. Đó là một người đàn ông trung niên, mặt mày sống động như thật. Người đó mỉm cười nhìn Ngô Bình, hậu bối, chào mừng cậu trở thành đệ tử của Chân Dương Tông. Đối phương nói bằng tiên văn, nếu Ngô Bình chưa từng đọc thứ trên ngọc bội và trên gạch ngọc thì anh hoàn toàn không hiểu ông ta nói gì, chỉ nghe thấy một loạt những âm tiết kỳ lạ mà thôi. Ngô Bình kinh ngạc, vội nói, kính chào tiền bối, anh cũng nói bằng tiên văn. Người đàn ông gật đầu, ta là Vũ Thiên Thành, trưởng lão Chân Dương Tông. Bây giờ thứ cậu nhìn thấy chỉ là ý niệm còn sót lại của ta, có thể trả lời một số câu hỏi đơn giản. Ngô Bình vội hỏi, tiền bối Vũ, Chân Dương Tông ở đâu vậy? Vũ Thiên Thành nói, Chân Dương Tông quản lý một tinh vực, hành tinh này chỉ là một bộ phận nhỏ. Ngô Bình gật đầu, anh cũng đã tìm hiểu trước, liền hỏi, tiền bối, trong Chân Dương Tông có cao thủ tiên thiên không? Vũ Thiên Thành nói, tất nhiên là có. Chân Dương Tông là tông môn ngũ tinh, trong môn có cao thủ tiên thiên chấn giữ. Ngô Bình nói, trên tiên thiên có ai mạnh hơn không? Vũ Thiên Thành nói, trên tiên thiên có kim tiên, trên kim tiên có đạo tổ. Nhưng chỉ có giáo phái lớn mới có kim tiên chấn giữ, thế lực vượt xa Chân Dương Tông. Còn đạo tổ chính là người bảo vệ đại đạo, người đặt ra trật tự. Ngô Bình vô cùng hưng phấn, câu trả lời này khiến anh càng quyết tâm tu hành. Anh còn muốn hỏi nữa nhưng Vũ Thiên Thành đã nói, cậu đã dùng hết câu hỏi, bây giờ bắt đầu truyền thừa. Nói xong ông ta liền giơ tay ra, vô số phù văn tụ thành ánh tiên bay ra từ ngón tay ông ta, trực tiếp bay vào ấn đường Ngô Bình. Vô số tin tức truyền vào đầu anh, đó là một hệ thống pháp môn tu luyện của Chân Dương Tông. Chương 305, đệ tử Chân Dương Tông. Nhưng những pháp môn này đều được viết dưới dạng tiên văn, nếu không biết tiên văn thì không thể nào tiếp nhận tin tức quý giá này. Cả quá trình khoảng 10 phút, Vũ Thiên Thành liền thu tay lại, cười hỏi, đã nhớ được chưa? Ngô Bình gật đầu, đệ tử đã nhớ rồi. Vũ Thiên Thành nói, rất tốt, giờ sẽ tiến hành bước cuối cùng, rót tiên lực. Sau khi rót tiên lực, sức mạnh của cậu cũng sẽ tăng vọt, việc tu luyện sau này cũng càng nhanh chóng hơn. Nói xong ông ta liền ấn xuống đá ngọc, một luồng tiên lực vô cùng tinh thuần liền luồn từ dưới chân anh vào trong cơ thể, nó khiến anh vô cùng thoải mái, không khỏi nhắm mắt lại. Anh không thể nào hấp thu những tiên lực này, dù sao thì tu vi của anh vẫn chưa là địa tiên. Nhưng cơ thể anh lại có cổ thần cơ tiểu thần có thể hấp thu linh khí, cũng có thể hấp thu tiên lực. Lúc này nó đang tham lam hấp thu tiên lực của đá ngọc không ngừng ùa vào, được tiểu thần hấp thu quá nửa. Cả quá trình đều được tiến hành tự động, cảm nhận được tiên lực bị tiêu hao, đá ngọc liền không ngừng thêm tiên lực vào tiếp. Bốn quá trình này chỉ kéo dài 5 phút, nhưng lại lên đến hơn một tiếng. Sau hơn một tiếng, tiểu thần cũng hút no tiên lực cũng không còn ùa vào cơ thể anh nữa. Vũ Thiên Thành nói, những đan dược, vật liệu sẽ đưa hết cho cậu, mong cậu nỗ lực tu luyện, sớm ngày đến Chân Dương Tông báo cáo. Nói xong, dưới chân anh xuất hiện một cái hố, ba bình đan dược, một cái túi màu đen và một thanh đao được đặt trong đó. Anh cúi người cầm đồ lên, Vũ Thiên Thành nói, kết thúc truyền thừa, sau này có duyên sẽ còn gặp lại. Nói xong luồng xương liền biến mất. Tất cả lại yên lặng. Lúc này anh nhìn thấy vòng tròn kim loại bay xuống, anh liền đạp lên đó rồi bay lên.
Trong lúc đi lên, anh để tất cả những thứ vừa có được vào trong nhẫn không gian của Bình Loạn Hầu, tránh bị người bên trên cướp đoạt. Mấy phút sau, anh quay về vị trí ban đầu, những người xung quanh đều đang đợi anh, bao gồm cả Đoàn Long. Đoàn Long vô cùng sốt ruột, hỏi, cậu Ngô, cậu có thu được gì không? Ngô Bình thở dài, đừng nói nữa, bỏ lỡ cả một cơ hội tốt. Tôi bị đưa đến một nơi, một bóng sáng nói chuyện với tôi, chắc là truyền thừa một công pháp nào đó, nhưng tôi hoàn toàn chẳng hiểu người đó nói gì. Thực ra Đoàn Long cũng gặp phải tình trạng như vậy, anh ta rơi xuống trên một khối lập phương, một bóng sáng nói chuyện với anh ta và cho truyền thừa. Tiếc là anh ta không hiểu, cũng không thể trả lời được. Anh ta cười khổ, xem ra người thời hiện đại như chúng ta không thể tiếp nhận truyền thừa ở đây được, tiếc thật, quá đáng tiếc. Vân Tẩu liền nhìn Ngô Bình, Đoàn Long chỉ 10 phút đã đi ra, tại sao cậu lại ở trong đó lâu như vậy? Ngô Bình thở dài, vì tôi không hiểu người đó nói gì nên đã dùng ngôn ngữ các nước để giao tiếp với người đó, vừa nói vừa dùng tay miêu tả, nhưng người đó vẫn không hiểu, thế nên tôi mất rất nhiều thời gian. Vân Tẩu nửa tin nửa ngờ, hỏi cậu không lấy được thứ gì sao? Ngô Bình lạnh nhạt nói, ông dùng thần thức giả soát người tôi cũng phải 6 lần mà không phát hiện ra gì à? Mặt Vân Tẩu đỏ bừng, khụ một cái rồi nói, cái nhẫn trên tay cậu được đấy, là một món đồ cổ. Diệp Thiên Tông cười lạnh, Vân Tẩu, ý ông là gì? Lúc tới đây là sư đệ tôi đã đeo chiếc nhẫn này rồi, chẳng lẽ cậu ấy biết trước nên đã làm một cái giả, sau đó đi vào để đổi cái thật ra sao? Vân Tẩu nói, Diệp Thiên Tông, ông đừng hiểu lầm, tôi chỉ tiện mồm nói thế thôi. Ngô Bình nói, mọi người vào đây cũng coi như vô ích rồi, tiên phủ này chẳng mấy chốc sẽ đóng lại, mọi người mau quay về đường cũ đi. Mọi người cũng không nhiều lời nữa, theo Ngô Bình đi ra khỏi tiên phủ. Khi ra đến bên ngoài, mọi người đều chán nản ủ rũ, dù sao có nhiều người đến đây như vậy, trận thế hoành tráng như thế mà cuối cùng lại không thu hoạch được gì cả, thực sự khiến mọi người rất bực mình. Nhưng mọi người cũng chẳng thể nói gì, dù sao tiên phủ cũng có thật. Không thu được gì là vấn đề của tất cả mọi người, cũng không liên quan đến Ngô Bình, cũng không liên quan đến Diệp Thiên Tông. Chẳng mấy chốc những nhân vật lớn cũng ra về. Ngô Bình định mời Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch về nhà mình uống rượu, nhưng hai người đều có việc nên không lâu sau cũng rời đi. Đoàn Long thì lại khá nhàn nhã, anh ta cười nói, cậu Ngô, tôi có thể uống ly rượu với cậu không? Ngô Bình cười nói, anh khách sáo quá, rượu thì tôi đầy, xin mời. Họ liền đưa theo người của mình cùng xuống núi Tiên Hạc. Tin tức không thu được gì trong tiên phủ đã được truyền ra, những người giang hồ trên núi Tiên Hạc cũng ra về. Lần này họ không còn ẩn giấu hành tung nữa, trực tiếp đi xuống núi theo con đường lớn. Đi đến sườn núi, một người đàn ông cao to đi lướt qua bên cạnh. Ngô Bình liếc mắt nhìn thì thấy trên người kẻ đó giấu một thứ hình tròn, bên trên có hai màu đỏ trắng. Anh quát lớn, đứng lại. Người đó đứng lại, quay đầu nhìn Ngô Bình. Đây là một người đàn ông với vẻ ngoài hết sức bình thường, người đó nghi hoặc hỏi, anh bạn có việc gì sao? Ngô Bình trầm giọng hỏi, bốn người nhà họ Mã là do anh giết sao? Đối phương liền biến sắc, đột nhiên nhảy vọt lên rồi định trốn xuống núi. Nhưng hắn vừa cất bước thì đã bị Đoàn Long túm lấy cổ. Sắc sắc, một tiếng giòn tan vang lên, đối phương là cao thủ tiên thiên mà lại bị bẻ gãy cổ, sau đó nằm dạp xuống đất, tè cả ra quần, ánh mắt tuyệt vọng. Đoàn Long không biểu cảm, nói thiên diện thái tuế, dám chạy trốn ngay trước mặt Đoàn Long này, cũng to gan đấy. Mặt thiên diện thái tuế tái xanh, kêu lên thảm thiết, anh là... Đoàn Long sao? Ngô Bình thầm kinh ngạc, Đoàn Long ra tay quá tàn nhẫn, vừa ra tay đã đánh người ta tàn phế. Đoàn Long lục ra được đĩa kim loại trên người thiên diện thái tuế, nghĩ rằng đây có thể là tiên cơ bản. Tống Tiểu Nương, Chu Vũ, đưa người về kết án đi, Đoàn Long nói. Rõ, hai người lên đưa thiên diện thái tuế xuống núi để báo cáo nhiệm vụ. Án giết người này cuối cũng được phá. Đoàn Long cười nói, hôm nay may mắn thật, còn bắt được tên phạm nhân cấp S cộng cộng. Ngô Bình, ồ, tên thiên diện thái tuế này bị phát lệnh truy nã sao? Đoàn Long gật đầu, kẻ này đã gây ra vô số tội ác, nếu không nhờ có cậu thì tôi không thể nhận ra được. Ha ha, cậu Ngô à, cậu lập được công lớn rồi, lần này tiền thưởng ít nhất cũng lên đến 1 tỷ. Ngô Bình kinh ngạc, nhiều vậy sao? Đoàn Long nói, là do tên này giết vô số người, quá nhiều kẻ thù, thế nên tiền thưởng cũng rất cao. Sau đó anh ta nhìn tiên cơ bản, nói, đây có lẽ là tiên cơ bản của nhà họ Mã, nghe nói là bảo bối có thể phát hiện tiên phủ, không biết có phải không?
Ngô Bình lạnh nhạt nói, là thật hay là giả cũng phải trả lại cho chủ nhân. Đoàn Long cười nói, cậu nói đúng. Ngô Bình mời Đoàn Long đến căn biệt thự số 1 ở Đông Hồ rồi lấy rượu mà Diệp Huyền cất chiêu đãi anh ta. Người của Đoàn Long không ăn cùng họ mà ngồi ở một bàn khác, trong phòng khách chỉ có hai người họ uống với nhau. Đoàn Long nâng ly, cậu Ngô, cảm ơn ngày hôm đó cậu đã cứu mạng tôi. Ngô Bình cũng ly với anh ta, cười nói, thực ra cho dù không có tôi thì có lẽ anh cũng có thể ép được Thi Độc. Sắc mặt Đoàn Long rất bình tĩnh, anh ta cười nói, quả nhiên không giấu được cậu. Đúng vậy, tôi hoàn toàn có thể ép được Thi Độc, nhưng nếu để loại bỏ hoàn toàn thì cũng phải cần một năm, thế nên cậu có ơn rất lớn với tôi. Ngô Bình nói, tôi chỉ là một thầy thuốc mà thôi, tôi không có hứng thú với những chuyện khác. Đoàn Long im lặng mấy giây rồi nói, chắc cậu cũng hơi hoài nghi, có phải tôi đã giết đồng đội của mình sau đó độc chiếm bảo vật, sau đó cố tình chúng Thi Độc để che mắt mọi người. Ngô Bình lạnh nhạt nói rồi, tôi không hề có hứng thú với chuyện này. Đoàn Long lấy điện thoại ra rồi tìm một lúc, mở một video ra. Ngô Bình tò mò liếc nhìn, phát hiện có Đoàn Long trong đó, thêm cả ba người Europa và người quay phim, tổng cộng có 12 người. Video rất dài, hơn nữa còn được quay liền, không hề cắt ghép. Chương 306, gia nhập Thiên Long. Ngô Bình nhìn lướt qua, nói anh không cần phải cho tôi xem cái này. Đoàn Long nói, cần đấy. Trên đời này thứ khó lường nhất chính là lòng người, nhưng tôi làm việc lúc nào cũng có giới hạn của mình, tôi sẽ không hại anh em của mình. Mời cậu xem tiếp. Ngô Bình xem tiếp, anh nhìn thấy một thứ rất đáng kinh ngạc. Họ đi vào ngôi mộ làm kinh động đến Thiên Thi. Thiên Thi mặc trang phục hoàng đế, hành động nhanh như chớp. Nó đánh bay Đoàn Long trước rồi bắt đầu tàn sát. Hiện trường toàn những tiếng kêu thảm thiết, máu thịt bay tứ tung, thảm không nỡ nhìn. Có thể nhìn thấy sau khi Đoàn Long đáp đất liền uống một thứ, sau đó toàn thân đen xì, cơ thể cứng ngắc. Nhìn đến đây, Ngô Bình hỏi, anh uống gì vậy? Sắc mặt Đoàn Long rất lạnh nhạt, anh ta nói, dầu thi. Uống dầu thi xong thì toàn thân tôi sẽ tỏa ra mùi xác chết, Thiên Thi sẽ coi tôi là đồng loại, không tấn công tôi. Khựng lại một chút rồi Đoàn Long nói tiếp, với khả năng của tôi thì hoàn toàn không phải đối thủ của Thiên Thi, chỉ có cách này mới có thể sống tiếp. Tất nhiên cậu có thể coi như tôi hèn nhát, tham sống sợ chết. Ngô Bình liền hiểu vì sao Thiên Thi lại không tấn công Đoàn Long nữa. Sau đó thì người quay video cũng bị Thiên Thi giết chết, máy quay rơi xuống đất, chỉ có thể quay được một ít. Nhưng Ngô Bình không cần xem tiếp nữa, anh có thể kết luận Đoàn Long không giết hại đồng đội của mình. Anh trả điện thoại cho đối phương, nâng ly rượu lên, người đã chết rồi, đừng quá đau lòng, tôi kính anh Đoàn một ly. Hai người liên tiếp cạn ba ly. Đoàn Long cười nói, còn nữa, cảm ơn cậu đã không giết tôi ngày hôm nay, đây là lần thứ hai anh ta nói điều này. Ngô Bình khựng lại, nói, ồ, tại sao tôi phải giết anh Đoàn? Đoàn Long nói, tôi hiểu rõ Diệp Thiên Tông là người thế nào. Lúc đó chắc chắn ông ta đã khuyên anh hãy nhân cơ hội giết tôi. Ngô Bình mỉm cười, anh Đoàn nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó. Đoàn Long bật cười lớn, nhưng dù thế nào tôi cũng phải cảm ơn cậu. Hai người uống rất nhiều rượu, hai vò rượu hết veo mà họ không hề say. Đột nhiên Đoàn Long cười nói, tôi xin mời cậu Ngô gia nhập Thiên Long chúng tôi một lần nữa. Ngô Bình im lặng một lúc rồi nói, vì sao anh Đoàn lại cứ muốn tôi gia nhập Thiên Long? Đoàn Long nói, y thuật của cậu khiến tôi kính phục, Thiên Long chúng tôi chiến đấu ở tuyến đầu, tử vong hay bị thương là chuyện thường thấy. Có cậu ở đó có thể chữa trị cho những anh em liều chết bảo vệ đất nước. Ngô Bình hơi động lòng, ồ. Thiên Long thường chiến đấu với bên ngoài sao? Đoàn Long gật đầu, thế giới này không yên bình như vẻ bề ngoài. Thần Võ Ti phụ trách trong nước, Thiên Long phụ trách ngoài nước, chúng tôi còn ở tuyến đầu, hơn nữa còn đảm nhận nhiệm vụ tác chiến ở nước ngoài. Ngô Bình vô cùng nể phục, nói, mọi người đã vất vả rồi. Tôi tình nguyện gia nhập Thiên Long. Đoàn Long rất mừng, tốt, Thiên Long có 10 đội hành động, tôi có thể để cậu làm đội trưởng. Ngô Bình liền hỏi tình hình của những đội tác chiến này, 10 đội lần lượt phụ trách những khu vực Đông Doanh, Bán Đảo, La Sát, Ấn Địa, Mễ Quốc và Bán Đảo Trung Nam. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi mong rằng có thể gia nhập đội Đông Doanh. Đoàn Lăng xứng ra, nói cậu Ngô, không giấu gì cậu, đội hành động Đông Doanh là một trong những đội nguy hiểm nhất, vì người Đông Doanh có âm mưu xâm lược chúng ta, thường có những hành động nham hiểm, cậu chắc chắn muốn tiếp quản đội hành động Đông Doanh không? Ngô Bình gật đầu, chắc chắn. Đoàn Long cười nói, được,
tôi sẽ giao đội đông doanh cho cậu. Nhiệm vụ của cậu sẽ không mâu thuẫn với thần võ ti đâu. Ngoài ra thì cậu sẽ có quân hàm đại tá. Đại tá bằng với cấp chính sư, là chức vụ cao nhất. Có ba đãi ngộ, một là lương của cậu ở Thiên Long hàng năm sẽ khoảng 30 triệu tệ, chưa tính tiền thưởng, hai là tiền thưởng quân hàm của cậu mỗi tháng là 12.000 tệ, có thêm tiền phụ cấp, ba là nếu nhận việc thêm thì cậu kiếm được bao nhiêu là tùy vào năng lực. Ngô Bình nói, vậy cũng khá tốt. Còn nữa, phiên hiệu của đội Đông Doanh là Hắc Thạch, sau này cậu chính là đội trưởng của Hắc Thạch. Cậu có thể tự chọn nơi đóng quân của Hắc Thạch, không bị hạn chế, biên chế nhân lực hiện nay cậu có thể chọn để lại những người nào, sau này tôi sẽ cho người bàn bạc với cậu sau. Ngô Bình nói, được. Uống rượu xong, cũng thuyết phục thành công Ngô Bình gia nhập Thiên Long, Đoàn Long đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không lâu sau liền ra về. Sau khi tiễn Đoàn Long, ba người Tống Tiểu Nương cũng quay về báo cáo, Thiên Diện Thái Tuế đã được giao cho cấp trên. Ngô Bình liền bảo người đi chuẩn bị cơm rượu mời nhóm Tống Tiểu Nương ăn cơm. Họ đã bận rộn suốt một ngày một đêm, đến giờ vẫn còn chưa ăn gì. Ngay lúc này, Đường Băng Vân gọi điện cho anh. Có rảnh không, cô ấy hỏi, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Rảnh, nghe nói Đường Môn các người cũng tới núi Tiên Hạc rồi, anh nói. Đường Băng Vân nói, tôi đang ở huyện Minh Dương. Ngô Bình nói, vậy sao? Nếu mọi người tiện thì tới chỗ tôi đi, ở đây tôi có cơm có rượu, còn có chỗ nghỉ ngơi. Được, vậy chúng tôi không khách sáo nhé. Nửa tiếng sau, hai chiếc xe đi vào căn biệt thự số 1 ở Đông Hồ, chính là nhóm Đường Băng Vân. Vừa thấy Đường Băng Vân là Ngô Bình đã kinh ngạc, cô ấy đã bị thương, cả cánh tay trái rũ xuống, vết thương rất sâu, máu nhiễm đỏ cả băng gạc. Hoa Hồng, Khả Ái, Kinh Công, huyết đao đằng sau cô ấy đều bị thương. Đánh nhau với ai vậy, anh vội mời họ vào nhà, bảo Chu Vĩ đi lấy hòm thuốc tới. Đường Băng Vân rất bình tĩnh, nói, không sao cả, không may mắn nên chạm phải kẻ thù ở núi Tiên Hạc. Ai vậy, Ngô Bình hỏi. Hắc Liên, đó là một tổ chức sát thủ, họ luôn cạnh tranh với tổ chức sát thủ Đường Môn chúng tôi. Đường Băng Vân nói, tuy chúng tôi bị thương nhưng bên đối phương cũng có ba người chết, không lỗ. Ngô Bình liền lắc đầu, anh dùng dao găm rạch băng gạc ra. Bắt đầu xử lý miệng vết thương cho Đường Băng Vân. Vết thương này có độc, hơn nữa còn cắt đứt hai mạch máu khá lớn, hai sợi gân cũng bị cắt đứt, dây thần kinh chính cũng bị đứt. Đường Băng Vân bề ngoài thì bình tĩnh, thực ra trong lòng rất phiền muộn. Cánh tay của cô ấy coi như đã bị tàn phế, nhiều chiêu thức phức tạp dùng nhiều sức sau này e là không thể dùng nữa. Ngô Bình kiểm tra một lúc rồi mở hòm thuốc ra, bắt đầu tiến hành tiểu phẫu cho cô ấy. Trong hòm có những cây kim mảnh nhất thế giới. Đây là những thứ Ngô Bình thu thập được nhờ danh nghĩa thần võ ti, đường kính chỉ có 10mm, chỉ phẫu thuật cũng chỉ có 3mm. Anh dùng hai cái kẹp phẫu thuật, nhanh chóng khâu vết thương lại dưới sự phối hợp của thị lực và nhãn lực mạnh mẽ. Huyết quản nhỏ xíu, anh khâu cả trăm nhát, hơn nữa chỉ dùng chưa đến một phút. Vì khâu quá tốt nên máu còn không bị chảy ra ngoài. Tất nhiên anh đã dùng chân khí vàng kim để gia tăng tốc độ hồi phục cho Đường Băng Vân. Tiếp đó anh lại khâu lại các gân, dây thần kinh và cơ bắp. Đặc biệt là khâu dây thần kinh, anh dùng nhãn lực chuẩn xác để nối lại, để tránh di chứng về sau. Cuối cùng anh khâu ra lại, đường kim cực mảnh đó khiến Đường Băng Vân vô cùng nể phục, cô ấy không khỏi nói, thủ pháp của anh tuyệt thật, học của ai vậy? Ngô Bình trợn mắt với cô ấy, tôi là tiến sĩ ngành y của Đại học Thanh Hoa đấy, vết thương của cô chẳng nhằm nhò gì với tôi đâu. Nói xong anh liền cắt đứt chỉ, lại châm kim cho cô ấy. Bôi thuốc anh chế, nói, hãy nghỉ ngơi đi, trong vòng 3 ngày không được dùng võ. Đường Băng Vân hừ một tiếng, có tác dụng gì chứ? Dù sao cánh tay này cũng bị phế một nửa rồi. Vớ vẩn, tôi đây đã ra tay thì sao nó lại phế được? Tôi bảo đảm nếu trong 3 ngày cô không cử động lung tung thì sẽ như chưa hề bị thương vậy, Ngô Bình nói. Chương 307, hợp tác với đội ma ám. Đường Băng Vân sững sờ, hệt như chưa hề bị thương sao? Anh không lừa tôi chứ? Ngô Bình cười lạnh, ngốc nghếch. Đường Băng Vân tức tối, anh nói ai ngốc nghếch? Khả Ái khụ một tiếng, nói anh Ngô, em cũng bị thương rồi, anh mau giúp em chữa thương với. Vết thương của Khả Ái khá nghiêm trọng, sau lưng bị rạch một nhát. Tuy không ở chỗ hiểm nhưng phổi đã bị thương, hơn nữa còn bị đứt một mạch máu, tình trạng xuất huyết trong rất nghiêm trọng. Anh chữa thương cho mọi người, đến tận tối mới xong. Anh bảo người chuẩn bị đồ ăn để mời đám sát thần này. Đường Băng Vân có thể cảm nhận vết thương đang hồi phục rất nhanh, vô cùng cảm kích Ngô Bình nhưng lại cứng miệng,
nói, ở cái chỗ hẻo lánh này quả thực chẳng có chỗ gì chơi cả. Ngô Bình nói, đúng, chỗ chúng tôi khỉ ho có gáy, thế nên về sau cô đừng có tới đấy nhé. Đường Băng Vân ăn cơm bằng tay không bị thương, miệng dính toàn mỡ, nói, anh nghĩ tôi muốn đến sao? Nghe nói ở đây có tiên phủ nên tôi mới đến xem thôi. Ngô Bình nói, đi uổng phí một chuyến rồi đúng không? Tiên phủ biến mất mà còn bị thương nữa. Đường Băng Vân nhìn anh, tôi nghe nói người của thần võ ti cũng đến, anh có tham gia không? Ngô Bình gật đầu, tiên phủ đó là nơi truyền thừa của Chân Dương Tông, tiếc là tôi không may mắn, tay trắng ra về. Đường Băng Vân tò mò nói, vậy thì lạ thật, là thần linh và Trương Huyền Thanh ngày xưa sao? Ngô Bình nói, đó là chuyện từ rất nhiều năm trước. Tôi ngờ rằng hoặc là họ chết trong đó, hoặc là đã đột phá địa tiên hậu kỳ, đến Chân Dương Tông báo danh rồi. Đường Băng Vân liền thấy hứng thú, đến địa tiên hậu kỳ là có thể đến Chân Dương Tông báo danh sao? Ngô Bình gật đầu, có đường hầm riêng, sau khi tu vi đạt đến mức độ đó thì có thể đi qua đó đến Chân Dương Tông. Đường Băng Vân khẽ thở dài, lúc nào tôi mới có thể trở thành địa tiên đây? Ngô Bình rót một ly rượu cho cô ấy, cười nói, tôi muốn bàn bạc với cô một chuyện. Đường Băng Vân cảnh giác ngay, chuyện gì? Ngô Bình cười nói, tôi vừa gia nhập Thiên Long, các cô có muốn gia nhập không? Đường Băng Vân cười lạnh, anh đang nằm mơ đấy à? Lính đánh thuê chúng tôi đang làm ăn ngon nghẻ, tự dựng chạy đến Thiên Long làm cái gì? Ngô Bình nói rất nghiêm túc, dù mọi người có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là đại diện cho đường môn. Thiên Long lại khác, nó đại diện cho cả một quốc gia. Đường Băng Vân bật cười, được đấy, tôi có thể gia nhập Thiên Long, nhưng anh phải gia nhập nhóm lính đánh thuê ma ám của tôi. Được, thành giao, Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi đồng ý ngay. Đường Băng Vân sững ra, quyết định nhanh như vậy sao? Ngô Bình nói, gia nhập đội của cô tôi cũng không lỗ, còn có thể chia hoa hồng, tại sao lại không chứ? Nói xong anh liền phát hiện mấy người khả ái đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, anh liền hỏi tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Hoa hồng khẽ thở dài, nói chúng tôi vừa nhận một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, đó là thám hiểm lăng mộ của một vị Khalif của đế quốc Ả Rập. Ngô Bình chớp mắt, trong lăng mộ có thứ gì quan trọng sao? Hoa hồng gật đầu, có. Là truyền thừa của văn minh tiên quốc. Nghe nói ngày xưa đế quốc Ả Rập phất lên có liên quan đến truyền thừa văn minh này. Ngô Bình thở dài, thế nên lăng mộ này vô cùng nguy hiểm sao? Đường Băng Vân nói, sao thế, anh sợ à? Ngô Bình cười lạnh, chẳng lẽ cô không sợ sao? Đường Băng Vân im lặng, một lúc sau liền nói, tiền thuê 1 tỷ đô la Mỹ, còn thêm cả một số thứ trong lăng mộ nữa. Ngô Bình sững ra, hào phóng thế sao? Đối phương là ai vậy? Đường Băng Vân nói, một tù trưởng giàu có của nước Ả Rập, có tài sản 20 tỷ đô la Mỹ. Ngô Bình cắn mạnh một miếng thức ăn, nói trời. Đường Băng Vân nói, có rất nhiều món bảo vật quý giá được chôn cùng vị Khalif đó, ngay cả quan tài cũng được làm bằng vàng. Nếu lần này thành công thì đủ để chúng tôi sống cả 3 năm. Khả ái cười nói, hơn nữa vị tù trưởng đó có dã tâm rất lớn, nếu lần này thành công thì có thể người đó sẽ thuê đội ma ám để hỗ trợ người đó lên ngôi vị quốc vương. Ngô Bình hỏi, vậy lính đánh thuê kiếm được nhiều không? Không kiếm được nhiều, vì có rất nhiều khoản cần chi. Đường Băng Vân nói, lợi nhuận năm ngoái chỉ có 500 triệu đô la Mỹ, còn không nhiều bằng tiền nhiệm vụ của chúng tôi. Nhưng nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ của tù trưởng này thì mỗi năm ít nhất có thể kiếm được 2 tỷ đô la Mỹ. Ngô Bình nói, lúc nào hành động? 1 tháng sau, trong khoảng thời gian này phải chuẩn bị đầy đủ, Đường Băng Vân nói. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Gần đây tôi quá nhiều việc, cũng vừa hay thả lỏng một chút. Đã tối nên nhóm của Đường Băng Vân ở lại căn biệt thự. Sáng hôm sau mấy người đó liền tạm biệt ra về, nói rằng phải quay về đường môn. Sau khi tiễn họ, Ngô Bình liền bắt đầu kế hoạch nắm giữ giới võ lâm của thành phố Vân Đỉnh. Nhưng từ Quý Phi nói Vân Đỉnh có một thế lực thần bí, anh vẫn chưa rõ lắm, định tới thành phố Vân Đỉnh xem thế nào. Buổi trưa, Ngô Mi và Trương Lệ đi tỉnh đã quay về. Sau khi cùng ăn cơm thì anh cùng Hoàng Tử Cường lái xe đến thành phố Vân Đỉnh. Thành phố Vân Đỉnh là thành phố cấp trên của huyện Minh Dương, bên dưới còn có 4 khu, 3 huyện và 1 thành phố, tổng cộng có hơn 8 triệu dân, là một thành phố lớn. Khoảng thời gian trước, thị trường thành phố Vân Đỉnh là Chu Truyền Võ đã được điều lên tỉnh nhậm chức, hiện nay thị trưởng mới vừa lên chức, đang chuẩn bị thể hiện năng lực. Hoàng Tử Cường lái xe, Ngô Bình hỏi anh ta, Tử Cường. Anh biết gì về giới võ lâm thành phố Vân Đỉnh? Hoàng Tử Cường suy nghĩ một lát,
nói cậu chủ, thành phố Vân Đỉnh không có nhiều nhân vật lợi hại, trừ Ngô Hữu Tuyền thì chỉ còn một người tên là Ma Đô, hai người đều là cao thủ cảnh giới khí. Ngô Bình nói, nhưng tôi nghe nói thành phố Vân Đỉnh còn có một thế lực thần bí nữa, anh có biết không? Hoàng Tử Cường nói, ý cậu chủ nói nhà họ Trương sao? Nhà họ Trương rất thần bí sao? Hoàng Tử Cường do dự một lúc, nói, nếu nói thần bí thì cũng không hẳn. Nhà họ Trương làm nông, bao thầu đất rồi làm ruộng ở ngoại ô, làm một nông trại lớn. Xung quanh có rất nhiều nhà nông đều tới nông trại làm công, còn học thêm một ít quyền cước của chủ nông trại. Nhưng có một lần, một cao thủ cảnh giới khí từ thành phố Vân Đỉnh tới, vì uống say nên đã phát điên trong quán cơm, đánh cho mấy người bị thương, không ai có thể khống chế kẻ đó. Một đệ tử của nhà họ Trương đi ngang qua, chỉ tung một chiêu đã đánh ngã cao thủ uống say đó, chuyện này làm kinh động giới võ lâm của thành phố Vân Đỉnh. Từ đó về sau, các cao thủ trong tỉnh đến thăm nhà họ Trương, nhưng đều rất bí mật, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng kể từ đó, giới bên ngoài đều đồn nhà họ Trương thâm sâu khó lường, cao thủ nhiều như mây. Anh ta khựng lại một chút rồi nói, tôi nghe một người bạn trong giang hồ nói, nhà họ Trương có thể có cao thủ tiên thiên trần dữ. Ngô Bình nhướng mày, cao thủ tiên thiên sao? Hoàng Tử Cường nói, chỉ là đoán thôi, nhưng tôi cảm thấy nhà họ Trương chắc chắn không đơn giản, vì trong số những người đến thăm có mấy cao thủ tiên thiên. Ngô Bình liền hiểu, Ngô Hữu Tuyền và Ma Đô đều chẳng đáng là gì, kẻ có sức ảnh hưởng nhất ở thành phố Vân Đỉnh chính là nhà họ Trương. Nghĩ vậy anh liền nói, Tử Cường, chúng ta đến nhà họ Trương một chuyến. Hoàng Tử Cường rất kinh ngạc, cậu chủ, chúng ta đột nhiên qua đó không được ổn lắm đâu. Hay là để tôi nhờ bạn làm người trung gian nhé? Ngô Bình phất tay, không cần, cứ lái xe đến thẳng đó đi, tôi muốn gặp gia chủ nhà họ Trương. Anh đã có thể đoán ra, nhà họ Trương là một thế gia võ lâm sống ẩn giật ngay trong thành phố lớn. Chương 308, giữa đường gặp kẻ xấu. Xe đi vào khu vực thành phố Vân Đỉnh, có thể cảm nhận được nơi này phồn hoa hơn hẳn huyện Minh Dương. Ở huyện, trong số 30 cái xe chưa chắc đã có một chiếc siêu xe. Nhưng ở thành phố Vân Đỉnh gần như là siêu xe đầy đường, Hoàng Tử Cường mới lái có một đoạn mà Ngô Bình đã nhìn thấy 7-8 chiếc xe hơi có giá trị hàng triệu tệ trở lên. Thành phố Vân Đỉnh rất gần tỉnh, nếu đi đường thẳng chỉ có 100 km, thế nên nhờ vào ưu thế về con đường và vị trí mà nơi đây là mạch giao kinh tế của tỉnh Ca. Nơi đây có nền kinh tế phát triển, dân kinh doanh lên đến hàng trăm nghìn người. Khi xe đi tới lối qua đường, Hoàng Tử Cường liền dừng xe cho hàng người bên trái đi qua. Trong hàng người có phụ nữ có thai, có người già và trẻ nhỏ, đi khá chậm. Lúc này đằng sau có một chiếc xe BMW bấm còi, tiếng còi inh ỏi khiến Hoàng Tử Cường nhíu mày. 5 giây trôi qua, một tài xế đi xuống từ chiếc xe đằng sau, anh ta gõ cửa kính xe Ngô Bình. Hoàng Tử Cường hạ kính xe xuống, đối phương hung hăng nói, dừng xe cái quái gì hả? Không biết lái xe à? Đồ khốn! Người này khoảng 37, 38 tuổi, mặt mày dữ tợn. Trông rất hung hăng, ăn nói thô tục. Hoàng Tử Cường lại tính nóng nảy, liền giơ tay ra rồi tát lên mặt hắn ta. Bị tát một cái, hắn ta sững ra rồi điên lên, phất tay với chiếc xe đằng sau, xuống xe, làm việc. 3 người đi xuống chiếc xe đó, sau đó liền đá vào xe Ngô Bình. Chiếc xe MPV bị đánh lõm cả vào, đèn xe bị nát, gương chiếu hậu cũng bị đánh bay. Hoàng Tử Cường định xuống xe dạy cho mấy tên này một bài học thì Ngô Bình gọi lại. Anh lạnh nhạt nói, cứ để chúng đập, báo cảnh sát đi. Hoàng Tử Cường gật đầu sau đó liền gọi điện báo cảnh sát. Tên đàn ông hung ác kia đã lấy gậy bóng chày ra bắt đầu đập cửa kính, cửa xe liền vỡ tung. Ra đây, hắn ta gào lớn, nhưng Hoàng Tử Cường và Ngô Bình vẫn không động đậy, đợi cảnh sát đến. 10 phút sau, xe đã bị đánh nát tới nỗi không ra hình dạng thì còi cảnh sát mới vang lên, 2 chiếc xe cảnh sát dừng cạnh đó. 8 viên cảnh sát xuống xe, đi tới hỏi tình hình. Đám người đó lại không sợ chút nào, thậm chí còn huênh hoang hơn vừa nãy. Lúc này Ngô Bình mới mở cửa xe, nói, đám người này đập xe của tôi, khiêu khích gây sự, phá hoại tài sản cá nhân, mời các người đưa họ về điều tra. Ha ha, mày là cảnh sát đấy à? Mày nói đưa đi là phải đưa đi à? Tên đó đi tới định tát lên mặt Ngô Bình. Nhưng Ngô Bình đã vỗ lên vai hắn ta. Hắn ta kêu lên thảm thiết rồi mặt đập mạnh lên xe. Lúc này Ngô Bình mới đưa thẻ chứng nhận ra, nói tội thứ 3 là hành hung nhân viên công vụ. Mấy cảnh sát rất kinh ngạc, khi họ nhìn rõ thẻ chứng nhận của Ngô Bình liền vội nói, chào tổng đội trưởng. Đám người đập xe liền ngơ ngác,
tổng đội trưởng gì cơ? Ngô Bình nói, bắt những người này lại cho tôi, sau đó nói với sở trưởng của các người, làm việc xong thì gọi điện thoại cho tôi. Một cảnh sát khoảng 30 tuổi do dự một lúc rồi đi đến trước mặt Ngô Bình, nói tổng đội trưởng, chuyện này e là khó. Họ đều là người của Ma Đô. Ma Đô có thế lực rất lớn, còn có quan hệ với bên tỉnh, chúng tôi bắt hắn rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng phải thả. Ngô Bình cười lạnh, có quan hệ với bên tỉnh sao? Được, tôi muốn xem thử ai có thể bảo vệ được hắn. Thu thập bằng chứng đi, sau đó đưa tôi đến cục một chuyến. Nửa tiếng sau, tại cục trị an thành phố Vân Đỉnh, Ngô Bình và đám gây sự đều đã đến. Cục trưởng cục trị an là Hồ Hán Bân đã nhận được điện thoại từ sớm, thế nên đã đứng ở cổng xếp hàng tiếp đón. Hoan nghênh tổng đội trưởng Ngô, ông ta nhiệt tình đi tới bắt tay với Ngô Bình, sau đó tự giới thiệu. Ngô Bình nói, cục trưởng Hồ, ông có biết mấy người này không? Hồ Hán Bân nhìn họ rồi gật đầu, nhận ra, họ là khách quen của chỗ chúng tôi đấy. Tên này là Ma Hiểu Thông, là em họ của Ma Đô. Tôi bắt hắn rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng nhận được điện thoại của cấp trên, bảo tôi phải thả người. Tôi không còn cách nào, lệnh cấp trên mà, thế nên tôi chỉ đành thả. Nói rồi ông ta mời Ngô Bình vào phòng làm việc, sau đó tự mình châm trà. Ngô Bình chẳng có tâm trạng mà uống trà, anh hỏi, ai gọi điện cho ông? Hồ Hán Bân nhìn xung quanh rồi khẽ giọng nói, thưa cậu Ngô, người đó là sở phó dư của sở trị an. Ngô Bình híp mắt, người đó là chống lưng của Ma Đô sao? Hồ Hán Bân cười khổ, tất nhiên không chỉ có người đó, Ma Đô còn có quan hệ rất tốt với nhà họ Trương. Chính nhà họ Trương đã giới thiệu ông Dư cho Ma Đô. Nhà họ Trương sao? Ngô Bình cười lạnh, thú vị đấy. Anh nói với Hồ Hán Bân, tôi sẽ ở thành phố Vân Đỉnh vài ngày, ông tự xử lý án này đi, có ai gọi điện thì ông chuyển cho tôi. Hồ Hán Bân mừng rỡ, thầm nghĩ cuối cùng cũng có người dám trị Ma Đô. Vội nói, cậu Ngô yên tâm, tôi sẽ xử lý nghiêm, xử lý ngay. Thực ra ông ta đã bất mãn với Ma Đô từ lâu rồi, đã hay gây sự lại còn không coi cục trị an ra gì, bây giờ cuối cùng cũng có thể xử lý, thế nên ông ta vô cùng dốc sức. Trên đường Ma Hiểu Thông đã gọi điện, thế nên chẳng mấy chốc đã có cuộc gọi yêu cầu thả người. Khi thấy chuông điện thoại, Hồ Hán Bân vội nói với Ngô Bình, cậu Ngô, là sở phó dư. Ngô Bình cầm điện thoại lên, trầm giọng hỏi, tìm ai? Đối phương nói, tôi là Dư Đắc Thắng, bảo cục trưởng Hồ của các người nghe máy. Ông ấy không ở đây, có chuyện gì nói với tôi cũng được, anh nói. Cậu là ai? Dư Đắc Thắng rất bất mãn, lớn giọng chất vấn. Ngô Bình nói, cảnh giám cấp 2 của Bộ Trị An, Ngô Bình, đồng thời tôi còn đảm nhiệm tổng đội trưởng của tổng đội hình sự, có lẽ ông đã từng nghe nói đến tôi. Dư Đắc Thắng kinh ngạc, ông ta che điện thoại lại suy nghĩ một lúc. Sau đó cười nói, xin chào tổng đội trưởng Ngô. Dư Đắc Thắng là cảnh giám cấp 3, thấp hơn Ngô Bình một bậc, vì thế nói chuyện rất khách khí. Ngô Bình nói, người của Ma Đô phạm tội, tôi mong rằng ông có thể quý trọng thanh danh của mình, đừng có để những thế lực đen tối này biến thành chống lưng của chúng. Dư Đắc Thắng vội nói, không không, tôi gọi điện là mong rằng cục trưởng Hồ có thể xử lý nghiêm minh, đập tan thói hung hăng của chúng, không phải để cầu cạnh gì đâu. Thế sao? Ngô Bình cười lạnh, mong là ông không nói dối. Không đâu, tôi nói thật đấy. Dư Đắc Thắng vừa lau mồ hôi vừa nói. Ông ta đã từng nghe nói về Ngô Bình, không chỉ có quan hệ với nhân vật lớn trên tỉnh mà còn có chống lưng rất lớn, một kẻ như ông ta không thể nào đắc tội được. Dư Đắc Thắng vừa cúp máy, chưa đầy nửa phút đã có người gọi tới. Ngô Bình nghe máy, bên trong vang lên một giọng nói vô cùng hống hách, Hồ Hán Bân. Có phải ông không muốn ngồi trên cái ghế sở trưởng nữa không? Ngô Bình nhíu mày, nói, ai đó? Đối phương tức giận nói, mày là đứa nào? Bảo Hồ Hán Bân nghe máy đi. Ngô Bình nói, thằng nào đấy? Dám nói với tao như thế à? Đối phương thấy Ngô Bình còn hung dữ hơn cả mình thì sững ra, nói, tôi là Vương Bảo Toàn, người của sở giám sát tại Bộ Trị An. Ngô Bình chưa hề nghe nói đến Vương Bảo Toàn, anh nói, tôi là Ngô Bình, cảnh giám cấp 2 của Bộ Trị An. Tìm Hồ Văn Bân có chuyện gì? Vương Bảo Toàn cũng chưa từng nghe nói đến Ngô Bình, ông ta nhíu mày, nói cậu thuộc bộ phận nào? Tại sao lại ở Vân Đỉnh? Ngô Bình nói, bí mật quốc gia, ông không có tư cách để biết. Vương Bảo Toàn tức điên, nói, được, cậu không nói thì tôi tự tra. Chương 309, cô bạn học của Tô Phi. Đối phương cúp máy xong lập tức điều tra Ngô Bình, thế nên tin tức chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Triệu Chính Lệnh.
Ông ấy là nhân vật tầm cỡ của Bộ Trị An, tin tức vô cùng nhanh nhạy. Khi nghe thấy có người điều tra Ngô Bình, ông ấy rất tò mò, liền liên lạc với Ngô Bình ngay. Sau khi gọi ông ấy liền hỏi thăm tình hình, sau khi biết được có người bao che tội phạm liền tức giận vô cùng. Đám khốn kiếp này, Tiểu Ngô, cậu cứ yên tâm mà giải quyết, tôi sẽ làm hậu thuẫn cho cậu. Ngô Bình nói, Thủ tướng Triệu, chống lưng của người này khiến tôi kinh ngạc, đầu tiên là Sở Trị An, sau đó là Bộ Trị An, tôi thấy cần phải điều tra xem chống lưng thực sự của hắn là ai. Ừ, có lý đấy, tôi cho điều tra ngay. Cúp máy xong, anh nói với Hồ Hán Bân, tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Triệu rồi, giờ ông ấy chính là hậu thuẫn cho ông xử lý án, nếu có người nào gọi điện nữa thì ông cứ nói tên ông ấy ra. Hồ Hán Bân vô cùng chấn động, thầm kinh ngạc vô cùng. Đội trưởng Ngô còn quen biết cả Thủ tướng Triệu, người này có thế lực mạnh cỡ nào chứ? Ông ta vội vàng đứng nghiêm, rõ. Ngô Bình không có thời gian để lãng phí ở đây, anh gọi Hoàng Tử Cường đi ra khỏi Cục Trị An. Xe đã bị đập nát be bét, không thể nào lái được nữa, Hồ Hán Bân liền nhường xe của ông ta để Hoàng Tử Cường lái, còn đưa họ ra tận cổng. Hoàng Tử Cường lái được một đoạn thì bị tắc đường, xe lúc dừng lúc đi. Ngô Bình liền mở cửa kính nhìn ra bên ngoài. Trong 10 phút tắc đường này, anh phát hiện trong đám người bên trái quảng trường có một bóng dáng quen thuộc. Anh sững ra rồi bảo Hoàng Tử Cường lái xe qua đó, sau đó xuống xe đuổi theo đối phương. Đó là một cô gái mặc áo hoodie vàng nhạt, khoảng 21, 22 tuổi, da trắng nõn, rất xinh đẹp, đôi chân dài miên man, xinh đẹp không kém gì Bạch Băng. Tô Phi, anh gọi lớn. Tô Phi là bạn ở trường số 2 của anh. Là một trong ba hoa khôi của trường cùng với Hà Hân Di và Liễu Khinh Mi. Nhiều năm không gặp, cô ấy còn xinh đẹp hơn cả hồi trước. Thấy Ngô Bình, Tô Phi sững ra, cô ấy còn không nhớ Ngô Bình, chỉ lễ phép gật đầu, xin chào, anh là ai? Ngô Bình cười nói, tôi là Ngô Bình lớp bên cạnh, có lẽ cậu không còn nhớ nữa. Ồ, hóa ra là bạn học Ngô, xin chào, cô ấy cười chào hỏi. Tuy Tô Phi học ở trường số 2 nhưng nhà cô ấy ở thành phố Vân Đỉnh. Ngô Bình nói, Tô Phi, cậu làm việc ở thành phố Vân Đỉnh sao? À, không phải đâu, tôi làm việc ở Hải Thành. Hôm nay là cuối tuần, tôi về thăm nhà. Hải Thành rất tốt, Ngô Bình nói, có tiện trao đổi số điện thoại không? Tô Phi gật đầu, liền lấy điện thoại ra trao đổi số điện thoại, mà lúc Ngô Bình đang lưu số cô ấy chợt cắn răng, nói, Ngô Bình, cậu có thể giúp tôi một chuyện không? Ngô Bình cười nói, không vấn đề, cậu nói đi. Tô Phi chỉ vào phố đi bộ cách đó không xa, nói tôi mời cậu uống trà sữa, vừa uống vừa nói. Ngô Bình bảo Hoàng Tử Cường tìm chỗ nào đó đợi, anh và Tô Phi tới quán trà sữa ở đầu đường. Sau khi mua hai cốc trà sữa, hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện. Cô ấy thở dài, nói tôi bị mẹ lừa nên mới về, bà ấy sắp xếp cho tôi 10 buổi xem mắt, hôm qua đã có 6 buổi, hôm nay còn 4 buổi nữa. Tôi sắp sụp đổ đến nơi rồi. Ngô Bình cười nói, chắc bác gái cũng sốt ruột về việc hôn nhân của cậu, cậu cũng phải hiểu cho bác. Tô Phi liền trợn tròn mắt, khi nào cậu xem mắt 100 lần xong thì cậu sẽ hiểu tôi đau khổ cỡ nào. Ngô Bình kinh ngạc nói, trời đất, cậu đã xem mắt 100 lần rồi sao? Thế mà vẫn không gặp được ý trung nhân à? Tô Phi trầm mặc một lúc, nói thực ra cũng có những chàng trai rất xuất sắc, nhưng tôi cảm thấy không phù hợp, người thì muốn tôi làm bà nội trợ. Người thì muốn tôi sinh tận ba đứa, hoặc là nói chuyện không hợp, tam quan bất đồng. Tôi muốn phấn đấu ở Hải Thành, có sự nghiệp của riêng mình, như thế mới không uổng công tôi đã học 4 năm đại học, cô ấy vừa nói vừa siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng lấp lánh. Ngô Bình gật đầu, nói hay lắm, tôi ủng hộ cậu. Tô Phi gật đầu, nhưng bố mẹ lại muốn tôi nhanh chóng kết hôn, cậu nói xem, kết hôn có gì tốt. Cứ như đang đánh bạc vậy, thắng thì có lẽ sẽ hạnh phúc. Nếu đặt cược nhầm vậy cuộc sống chẳng khác nào địa ngục, giống như bố mẹ tôi vậy. Tô Phi lắc đầu. Ngô Bình giật mình, bố mẹ cậu làm sao vậy? Họ đã ly hôn trước khi tôi thi đại học, nhưng cứ giấu tôi mãi. Mẹ tôi tái giá với một ông chú rất giàu. Bố tôi thì ngày nào cũng uống rượu, đánh bài, mới mấy năm mà đã già đi trông thấy. Ngô Bình an ủi cô ấy, không phải lỗi của cậu. Tô Phi nói, thế nên tôi phải mạnh mẽ, tự lập. Phụ nữ phải trở nên mạnh mẽ mới không bị tổn thương. Ngô Bình gật đầu, có lý, vậy cậu muốn tôi giúp gì? Cùng cậu đi xem mắt, giúp cậu kiểm định sao? Tô Phi trợn trắng mắt, không phải, tôi muốn nhờ cậu đóng giả bạn trai tôi, còn phải tỏ ra rất giàu có.
như thế thì mẹ tôi mới không giục tôi đi xem mắt nữa, tôi có lẽ được tự do vài năm. Ngô Bình sững ra, giả làm bạn trai cậu, không ổn lắm nhỉ. Tô Phi quan sát anh một lượt ổn, mẹ tôi không yêu cầu cao với bạn trai tôi đâu, chỉ cần gia đình khá giả là được. Ngô Bình nói, vậy, có phải học thuộc lời thoại không? Tô Phi cười nói, không cần, cậu chỉ cần nói nhà cậu có mỏ là được, những cái khác không quan trọng. Ngô Bình nghĩ một lát, nói, được, vậy tôi sẽ giúp cậu. Tô Phi rất vui mừng, liền giơ tay ra đập tay với anh, nói, chúc cho chúng ta thành công. Bốp, còn chưa uống xong trà sữa, mẹ Tô Phi đã gọi đến. Tiểu Phi, con trai nhà người ta đã đợi con cả nửa ngày rồi đấy, sao con vẫn chưa đến? Bất lịch sự quá, mẹ không biết ăn nói với dì Chu của con thế nào đây. Tô Phi đã có khí thế hơn hẳn, cười nói, mẹ, bạn trai con đến rồi, con còn xem mắt làm gì? Cái gì, bạn trai con đào đâu ra bạn trai? Mẹ Tô Phi kinh ngạc, nói mau, có phải con tìm đại một người làm bạn trai giả không? Tô Phi nói, tất nhiên là thật, không tin con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ. Được, mẹ và dì Chu đang đợi con mau đến đây. Bỏ điện thoại xuống, Tô Phi bất lực nhún vai, ảnh đế à, giờ trông cậy vào cậu đấy, cậu nhất định phải cố gắng. Ngô Bình cười nói, cứ tin tôi. Tô Phi vốn đang đi xem mắt, mẹ cô ấy ở cách đây không xa, hai người liền đi tới đó. Địa điểm gặp mặt là tầng 6 của tòa nhà Vân Đỉnh. Tòa nhà Vân Đỉnh là một công trình tiêu biểu của thành phố này, có 68 tầng, tầng 6 là một nhà hàng xa hoa, tầng 7 đến tầng 9 là khu mua sắm cao cấp, hàng trăm nhãn hiệu cao cấp trên thế giới đều có cửa hàng ở đây. Ở đại sảnh tầng 6, Ngô Bình và Tô Phi vừa xuất hiện đã thấy hai người phụ nữ trung niên trang điểm đậm, đeo trang sức đá quý ngồi đợi. Thấy Tô Phi, người phụ nữ mặc áo trắng liền đi tới, nói Tiểu Phi, con làm mẹ tức chết mất, con xem giờ là mấy giờ rồi. Tiểu Lý nhà người ta là người có địa vị, không thể bất lịch sự như vậy. Tô Phi cũng tức giận, mẹ, không phải con đã nó sẽ đưa bạn trai đến sao? Sao còn bắt con xem mắt? Mẹ Tô Phi nhìn Ngô Bình, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ và chê bai, bà chỉ vào Ngô Bình, hỏi, là cậu ta sao? Đúng vậy, Tô Phi ôm lấy cánh tay Ngô Bình, cố ý dựa rất gần. Ngô Bình cảm nhận được một bộ phận ấm áp mềm mại nào đó, trái tim khẽ loạn nhịp. Mẹ Tô Phi lắc đầu, được rồi, trò xiếc này của con không lừa được mẹ đâu. Tên nhóc này là nửa đường con kéo tới để làm lá chắn chứ gì. Tô Phi vẫn mạnh miệng, mẹ đừng có nói bậy, Ngô Bình là bạn trai của con thật, bọn con đã hẹn hò một tháng rồi. Chương 310, đóng giả cậu ấm nhà giàu. Sắc mặt cô Chu cũng rất khó coi, bà ta nói với mẹ Tô Phi, chị à, mấy người làm thế này là có ý gì vậy, chị coi em làm trò đùa đấy à. Có bạn trai rồi còn xem mắt làm gì, chị bảo em phải ăn nói với Tiểu Lý thế nào. Mẹ Tô Phi vội nói, em à, em đừng sốt ruột, tên này chỉ là giả mạo thôi, chị sẽ đuổi cậu ta đi ngay. Sau đó sắc mặt bà ấy sầm xuống, nói với Ngô Bình, tên nhóc này, cậu cũng thấy rồi đấy, con gái tôi vừa có học thức, vừa xinh đẹp, nó còn biết đánh đàn piano, biết nhảy múa, cậu không xứng với nó đâu. Ngô Bình lạnh nhạt nói, thưa cô, cháu đúng là bạn trai của Tiểu Phi. Không lừa cô đâu ạ. Mẹ Tô Phi tức giận, cười lạnh, cậu là bạn trai nó sao? Được, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu không định tặng cho bề trên ít quà sao? Tô Phi kinh ngạc, thầm nghĩ thôi xong rồi, nơi đây toàn là những cửa hàng xa xỉ, mẹ mà bắt Ngô Bình mua đồ ở đây thì phải làm thế nào? Cô ấy đang định thoái thác thì ai ngờ Ngô Bình nói, cô nói đúng ạ, vừa nãy cháu vừa nói với Tiểu Phi. Vừa hay chúng ta đi dạo khu mua sắm đi, cô thích cái gì cứ chọn tùy thích. Tô Phi giật thót, điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt cho Ngô Bình, nhưng anh lại coi như không nhìn thấy, anh còn quay đầu ấn thang máy. Cô ấy tức tới nỗi dậm chân, thầm nghĩ e là năm nay phải cạp đất mà ăn rồi. Mẹ Tô Phi cười lạnh, liền kéo cô Chu đi vào thang máy, bà ấy muốn xem Ngô Bình có thể giả vờ đến bao giờ. Bà ấy rất quen thuộc với nơi này, thầm nghĩ chọn đại mấy cái túi là có thể dọa tên nhóc này. Họ lên tầng 8 của tòa nhà, ở đây có túi sách, có trang sức. Có quần áo và đồng hồ hàng hiệu, vô cùng nhiều mẫu mã, tất nhiên giá cả cũng đắt đỏ. Sắc mặt Tô Phi rất đau khổ, mẹ cô ấy thì lại cười lạnh, vừa ra khỏi thang máy đã đi đến cửa hàng Louis Vuitton. Tuy nhãn hàng này đâu đâu cũng có thể thấy hàng nhái chất lượng cao và hàng giả, nhưng giá của nó không hề bình dân. Nhìn khắp cửa hàng, cái rẻ nhất cũng phải 5-6 nghìn tệ, chọn đại một cái cũng phải 12 nghìn tệ,
có mấy cái bản giới hạn thì 100.000 tệ, mấy trăm nghìn tệ. Mẹ Tô Phi vừa đi vào liền nhìn lướt qua, sau đó chỉ vào cái túi trị giá 58.800 tệ, nói tôi thấy cái này được đấy, cậu mua tặng cho tôi đi. Tô Phi vội nói, mẹ, cái này không đẹp, đổi cái khác đi mẹ. 58.000 tệ, đó là tiền lương nửa năm của cô ấy đấy, cô ấy không nỡ mua. Ngô Bình cũng gật đầu, nói Tiểu Phi nó đúng, cô ạ, cháu thấy cái túi này không sang lắm, để cháu chọn cho cô nhé. Anh tới trước quầy kính chuyên dụng, bên trong chỉ để một cái túi duy nhất, kiểu dáng vô cùng sang trọng, liền gọi nhân viên tới, lấy cái này ra cho tôi xem. Nhân viên mỉm cười, nói thưa anh, đây là túi bản giới hạn, cần đặt trước mới có thể mua. Mẹ Tô Phi cứ nghĩ Ngô Bình không mua nổi, thế nên cố tình chọn chiếc thí giới hạn đó, vậy cũng được, cậu đưa tiền cọc đi, hôm khác tôi tới lấy. Tô Phi nhìn giá, 189.000 tệ, cô ấy suýt nữa ngất đi, liền nói, mẹ à, cái này kiểu dáng cũ quá, con thấy không đẹp. Nhân viên vẫn mỉm cười, thưa cô, đây là thiết kế mới của nhà thiết kế nổi tiếng, toàn cầu chỉ có 300 chiếc, nó kết hợp nguyên tố tự nhiên, nguyên liệu cũng là loại cao cấp nhất, tuyệt đối không cũ đâu ạ. Ngô Bình nói, tôi lấy cái túi này, hãy giúp tôi gói lại, nói xong anh liền đưa thẻ VIP mà Đinh Vi đưa cho anh ra. Nhãn hàng này vừa hay Đinh Vi lại là người đại diện, trong thẻ VIP của anh có mấy trăm nghìn tệ. Nhân viên nữ đang định từ chối, thấy tấm thẻ này thì vô cùng kinh ngạc, vội nói, hóa ra là khách VIP, vừa nãy tôi đã thất lễ rồi, anh không cần đặt trước cũng có thể mua được túi này ạ, xin hãy đợi một chút. Cô ấy đi quẹt thẻ, sau đó quản lý cửa hàng liền mang trà nước ra mời, vô cùng khách sáo với Ngô Bình, anh Ngô, cảm ơn anh đã ghé thăm cửa hàng của chúng tôi. Nếu chúng tôi phục vụ có chỗ nào chưa tận tình thì mong anh hãy bỏ qua cho. Đợt trước, quản lý này đã nghe ngóng được một câu chuyện trong nhóm làm việc, có một vị khách cầm thẻ VIP đi mua hàng ở Vân Kinh, kết quả bị phục vụ chậm, thế nên cả vừa hàng bị trụ sở chính trách phạt nghiêm khắc, quản lý bị trừ lương giáng chức, nhân viên bị ngừng lương một năm. Ngô Bình nói, không có gì không hài lòng cả, mọi người phục vụ rất tốt. Quản lý khẽ thở phào, nói thưa anh, thẻ VIP của anh rất quý giá. Là ông chủ của chúng tôi tặng anh đúng không ạ? Ngô Bình nói, ý anh là Đinh Vi sao? Đúng là cô ấy đã tặng tôi cũng chẳng dùng mấy, đây là lần thứ hai tôi dùng. Đinh Vi, quản lý hít sâu một hơi, quả nhiên là bà chủ tặng. Cô ấy càng cung kính hơn, hỏi Ngô Bình còn cần những dịch vụ khác không? Ngô Bình quay đầu hỏi mẹ Tô Phi, cô ơi, cô có thích chiếc túi nào khác không? Cô cứ chọn mấy cái nữa đi. Tô Phi và cô Chu đã nhìn đến ngây người. Chàng trai này có thẻ VIP, quản lý còn cung kính cậu ta như vậy, cậu ta rốt cuộc có địa vị như thế nào chứ? Tô Phi cũng rất kinh ngạc, Ngô Bình lấy đâu ra thẻ VIP vậy? Nhưng lúc này cô ấy không tiện hỏi, vội nói, không cần đâu, một cái là được rồi. Mẹ Tô Phi hoàn hồn lại, cũng nói, phải, mua một cái là được rồi, cảm ơn cháu nhé Tiểu Ngô. Sau đó bà ấy nhân lúc đang tính tiền liền kéo cô Chu đi vào nhà vệ sinh. Khi vào trong, bà ấy nói với vẻ hưng phấn, em à, không ngờ cậu ta lại giàu thế. Cái túi mấy trăm nghìn tệ mà mua không chớp mắt, xem ra chị đã hiểu nhầm cậu ta. Cô Chu nhíu mày, nói chị à, em thấy chị cần phải thử thêm. Không chừng cậu ta đi mượn cái thẻ đó, giả làm người giàu thôi. Chúng ta tìm một cửa hàng nào mà không thể dùng cái thẻ đó ấy, sau đó chọn một món đồ nào thật đắt. Nếu cậu ta vẫn mua được thì khả năng cao là thật. Mẹ Tô Phi nghe cũng có lý. Liền gật đầu, được, vậy để chị thử tiếp. Họ đi ra thì nhân viên đã đóng gói xong, Ngô Bình đang xách cái túi. Mẹ Tô Phi cười nói, Tiểu Ngô à, cảm ơn món quà của cháu. Cô vẫn luôn muốn mua một cái vòng tay phỉ thúy, cháu. Ngô Bình gật đầu, được, vậy chúng ta đi xem vòng ngọc phỉ thúy. Ở tầng 9 có một cửa hàng bán trang sức, anh nhìn biển hiệu tên cửa hàng trang sức Tam Sinh Duyên, thầm nghĩ thật là khéo. Cửa hàng này thuộc một công ty trang sức thuộc tập đoàn Đường Thị, quy mô không lớn lắm, chủ yếu kinh doanh vàng bạc trang sức, đồ ngọc đá quý, mỗi năm có doanh thu vài tỷ. Họ đến quầy bán vòng ngọc, Ngô Bình nhắn được một chiếc vòng tay khắc đầy hoa, giá 1.800.000 tệ. Anh bảo nhân viên lấy ra, nhìn lướt qua rồi nói, cô ơi, cái vòng ngọc này hơi bình thường, cô cứ đeo đã. Nếu cô thích phỉ thúy thì cháu sẽ bảo người làm cho cô một cái vòng đế vương lục, cái đó mới đẹp. Vòng ngọc này là bảo vật trấn tiệm ở đây, thế mà Ngô Bình lại nói nó trông bình thường, thế nên nhân viên hơi không vui, liền nói, thưa anh, đây là ngọc mãn lục băng trùng, được làm từ nguyên liệu tốt nhất.
Còn vòng tay đế vương lục mà anh nói thì giá trị lên đến hàng chục triệu tệ. Ngô Bình nói, đúng vậy, giờ rất khó mua được vòng tay đế vương lục, thường chỉ được bán đấu giá. Nhân viên ngớ người, thầm nghĩ người này cũng có chút am hiểu, liền hỏi, chẳng lẽ anh có nguyên liệu làm vòng đế vương lục sao? Ngô Bình nói, tôi tích góp được một chút, sau đó anh liền cầm thẻ bảo nhân viên gói vòng tay lại. Thấu Ngô Bình làm thế, tôi phi suýt thì ngất đi. Cô ấy cắn răng, nói, mẹ, con nói thật nhé, con. Ngô Bình vội ngắt lời cô ấy, nói rất nghiêm túc, thưa cô, để cháu nói, thực ra cháu là con nhà giàu, nhà cháu có hàng chục tỷ. Tiểu Phi vẫn luôn giấu cô vì sợ cô không chấp nhận cháu. Xin cô hãy tin cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Phi. Tô Phi sững người, mẹ cô ấy thì cười tươi rạng rỡ, nói, được, được, con nhà giàu thì có gì không tốt. Đó là kết quả phấn đấu của cha ông cháu mà. Hơn nữa cháu cũng rất tốt, trung thực, tinh tế, hài hước, cô rất vừa lòng. Chương 311, đánh người trước đám đông. Dì Chu cũng cười nói, em đã bảo rồi mà, Tiểu Phi sinh thế kia thì thiếu gì thanh niên ưu tú theo đuổi con bé chứ. Chị ơi, giờ thì chị yên tâm rồi nhé. Mẹ Tô cười đến mức không khép được miệng rồi vội nói, ừ, chị vừa nhìn đã biết Tiểu Ngô này là thanh niên xuất sắc rồi. Dì Chu huých bà ấy một cái rồi nói, chúng ta mau đi thôi, đừng quấy rầy con trẻ. Ừ, Tiểu Ngô, Tiểu Phi, mẹ với dì đi trước đây, nhớ mai về nhà ăn cơm nhé, bà ấy vẫy tay rồi rời đi cùng Dì Chu. Hai người vừa đi thì Tô Phi lập tức rút tay ra khỏi tay Ngô Bình, cô ấy nhìn anh với vẻ kỳ lạ rồi nói, 2 triệu mình không trả nổi đâu, hay để hỏi xem có trả đồ lại được không nhé. Ngô Bình mỉm cười nói, cậu bảo mình đóng giả cậu ấm con nhà giàu cơ mà. Thế thì phải diễn đến nơi đến chốn. Cậu nhìn xem, mẹ cậu không hề nghi ngờ gì luôn, còn tiền thì coi như mình cho cậu vay. Tô Phi lắc đầu, không được đâu, mình. Ngô Bình giữ cô ấy lại, đi ăn đi. Hai người quay lại nhà hàng, Ngô Bình chọn chỗ rồi gọi món. Lúc này, Tô Phi có vẻ hơi mất tự nhiên, cô ấy có cảm giác cậu bạn cũ này của mình không phải người bình thường. Anh hào phóng cho cô ấy những 2 triệu, không lẽ anh định theo đuổi cô ấy hay sao? Hai người vừa ngồi xuống thì đã có một đôi nam nữ đi tới. Trông thấy họ, Ngô Bình ngẩn ra, vì anh biết hai người này, đó chính là Triệu Kỳ Lượng và Tôn Tinh. Triệu Kỳ Lượng nhăn nhó mặt mày, còn Tôn Tinh thì lạnh tanh đi tới rồi ngồi xuống cạnh bàn của Ngô Bình, vì có tấm bình phong nên họ không biết Ngô Bình ngồi ở kế bên. Tiểu Tinh, đồ ăn ở đây đắt lắm, một bữa phải cả nghìn đấy, hay mình đổi chỗ khác đi, Triệu Kỳ Lượng nhỏ giọng nói. Tôn Tinh tức giận nói, nãy mua có cái túi thôi mà trông anh xót của như bố chết không bằng. Triệu Kỳ Lượng vội nói, Tiểu Tinh, chúng ta mới đi làm, lương có bao nhiêu đâu thì phải tiết kiệm chứ. Tôn Tinh, nhà anh có 5 căn hộ được đền bù cơ mà, mình ở 1 căn, bố mẹ anh ở 1 căn, những căn còn lại thì bán hết đi, ít cũng phải được 5 triệu đấy. Triệu Kỳ Lượng vội nói, không bán được, có 1 căn để cho chị gái anh, 1 căn thì đã bán cho chú anh trước đó rồi nên chỉ còn bán được 1 căn thôi, thế thì thả để dành cho con mình sau này còn hơn. Tôn Tinh nổi giận, nói mãi thì anh vẫn là thằng cùng đinh, biết thế này thì còn lâu tôi mới yêu anh. Cô ta càng nghĩ càng tức và vô cùng hối hận. Ngày xưa, dù Ngô Bình vào tù, nhưng về sau tháng nào cũng chuyển cho cô ta vài chục nghìn, nhờ đó mà khoảng thời gian ấy cô ta sống rất đủ đầy. Triệu Kỳ Lượng cúi đầu xuống rồi không nhịn được nói, tháng thứ 2 sau khi Ngô Bình đi tù, chính em chủ động theo anh còn gì. Hôm đó, em bất ngờ đến phòng ký túc rồi bổ nhào vào lòng nói thích anh cơ mà, không lẽ em thích anh vì nhà anh có nhà đền bù ư? Tôn Tinh nổi đóa, anh vẫn dám nhắc lại à? Ngô Bình ngồi tù đến tháng thứ 3 đã gửi tiền cho tôi rồi, tháng bảo cũng hơn chục nghìn. Còn anh thì sao, lúc đó anh nói với tôi thế nào? Anh bảo Ngô Bình muốn giữ tôi nên toàn mượn tiền anh rồi gửi cho tôi. Anh đúng là cái loại không biết xấu hổ, lừa tôi bao lâu nay. Triệu Kỳ Lượng ngẩng đầu lên, em định hồi tâm chuyển ý à? Anh khuyên em từ bỏ ý định ấy đi. Anh đã lên mạng tra rồi, Ngô Bình đang là cổ đông của nhiều công ty lớn, cậu ta không cần em nữa đâu. Tôn Tinh chợt bật khóc, tất cả là tại anh lập mưu kế với tôi, không thì sao tôi lại rời xa Ngô Bình chứ? Triệu Kỳ Lượng nhăn mặt, liên quan gì đến anh? Là em theo đuổi anh cơ mà. Em tưởng anh không hối hận chắc. Anh với Ngô Bình vốn là bạn thân, nếu bọn anh vẫn là anh em tốt thì chỉ cần cậu ta kéo một cái thôi là anh lên tận mây xanh rồi. Hai người chợt trầm mặc, nội tâm vô cùng phức tạp, còn Ngô Bình và Tô Phi thì đã nghe thấy toàn bộ những gì họ nói.
Tô Phi tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, sau đó dùng khẩu hình nói với Ngô Bình, chúng ta đổi chỗ nhé. Ngô Bình gật đầu, ngồi đây nghe hai người này nói về quá khứ của mình khiến anh thấy hơi ngại. Vì thế, anh và Tô Phi đã đổi sang chỗ khác xa họ hơn. Đổi sang bàn mới, Tô Phi hỏi, người họ nhắc đến là cậu đấy à? Ngô Bình thờ ơ nói, chuyện ấy không quan trọng, họ chỉ là người qua đường trong cuộc đời mình thôi. Tô Phi gật đầu, không ngờ cậu đã trải qua nhiều chuyện như thế, cậu còn tự mở công ty à? Ngô Bình, không, mình chỉ đầu tư chút thôi. À, cậu làm gì ở Hải Thành thế? Tô Phi, mình làm quản lý thương hiệu cho một công ty nhỏ về mỹ phẩm. Ngô Bình nói, siêu thế, vừa tốt nghiệp mà đã được làm quản lý rồi, chứng tỏ cậu rất giỏi. Tô Phi lắc đầu, có gì đâu, chỉ là một công ty nhỏ thôi mà, mang tiếng là quản lý nhưng mình chỉ có 3 nhân viên thôi. Mình đang muốn nhảy việc sang một công ty lớn hơn đây, không biết có được không nữa. Ngô Bình, cậu giỏi mà, chắc chắn sẽ thành công thôi. Hai người đang ăn thì Tô Phi nhận được điện thoại của dì Chu, bà ấy khóc lóc nói, Tiểu Phi, cháu mai về đi, mẹ cháu bị người ta đánh. Tô Phi hoảng hốt rồi đứng dậy đi ra ngoài, Ngô Bình nhanh chóng đuổi theo. Một tốp thanh niên dân xã hội bặm trợn đang đứng ở sảnh tầng 1 của tòa nhà lớn Vân Đỉnh, họ đang ẩu đả với mẹ Tô, còn dì Chu thì trốn ở xa. Tô Phi hét lên rồi chạy tới cạnh mẹ mình, nhưng Ngô Bình chạy nhanh hơn cô ấy, sau khi đến nơi, anh lập tức đánh bay lũ côn đồ kia. Mẹ Tô bị đánh cho bầm dập, miệng vẫn đang chảy máu, Ngô Bình vội đỡ bà ấy dậy kiểm tra, may là không bị thương nặng. Tô Phi cũng đã chạy tới nơi rồi hỏi, mẹ, mẹ có sao không? Có thấy đau ở đâu không? Ngô Bình liếc nhìn một người thanh niên, tên đó sợ hãi nhìn anh rồi nói, hóa ra mày là người luyện võ. Dì Chu chạy chậm tới rồi chỉ vào tên thanh niên ấy, Tiểu Ngô, đó chính là đối tượng xem mắt Tiểu Lý, dì bảo với cậu ta Tiểu Phi không đến. Thế là cậu ta gọi người tới đánh bọn gì? Người thanh niên hừ lạnh nói, mẹ kiếp, dám chơi xỏ tôi à, biết tôi là ai không hả? Sau đó, hắn chỉ vào mặt Ngô Bình, còn mày nữa? Dám đánh anh em của tao, mày chết chắc rồi. Nói rồi, hắn lấy điện thoại ra rồi bắt đầu gọi thêm người tới, anh rể, em bị người ta đánh, vâng, là người biết võ, em đang ở sảnh tầng 1 của tòa nhà lớn Vân Đỉnh. Ngô Bình không quan tâm tới hắn mà nói với mẹ Tô, cô ơi, cô với dì Chu về trước đi, chuyện ở đây để cháu xử lý. Tô Phi nóng lòng nói, họ đánh mẹ mình phải báo cảnh sát. Ngô Bình nói, yên tâm, cậu sẽ hài lòng với kết quả thôi. Mẹ Tô và dì Chu đi trước, Tô Phi không yên tâm nên đi cùng họ luôn, nhưng lại bị người thanh niên kia chặn lại, hắn cười lạnh nói, cô là đối tượng xem mắt của tôi đúng không? Hôm nay, cô cũng không được đi đâu hết. Tô Phi nổi giận, anh không cho tôi đi ư, anh nghĩ mình là ai hả? Khốn kiếp! Ngô Bình tức giận rồi xách cổ hắn lên, sau đó vả tới tấp. Chát chát chát! Sau 3 cái tát, mặt tên đó đã sưng phù, hắn vừa tức vừa giận nhưng lại không thể phản kháng, cuối cùng đã bị Ngô Bình ném xuống đất. Ngô Bình đạp vào mặt hắn rồi hỏi, định giữ ai lại hả? Chương 312, nhà họ Trương ở Vân Đình. Người thanh niên sắp khóc đến nơi. Quả nhiên không dám mạnh miệng nữa, mắt hắn hẳn đầy tia thù hận, chỉ mong anh rể mình đến thật nhanh để xử lý Ngô Bình. Tô Phi đưa mẹ mình lên xe về nhà, song vẫn lo lắng hỏi Ngô Bình có cần báo cảnh sát không? Ngô Bình đáp, không cần đâu, người hắn gọi tới rồi. Có hai người xuất hiện ở lối vào đại sảnh, người đi đầu khoảng hơn 30 tuổi, để đầu đinh, cao 1m7, nhìn dáng đi là biết người luyện võ, nếu quan sát kỹ hơn sẽ biết là cao thủ cảnh giới thần. Ngô Bình khá ngạc nhiên, ở cái đất Vân Đỉnh bé tẹo này mà cũng có cao thủ cảnh giới thần ư. Sao anh không biết nhỉ? Người đàn ông đầu đinh vừa đến, tên thanh niên bị Ngô Bình đã bỏ dậy rồi hét toáng lên, anh rể, là nó đánh em. Người đàn ông đầu đinh cau mày nhìn Ngô Bình, bốn mắt nhìn nhau, gã híp mắt hỏi, cậu là ai? Tại sao lại đánh em tôi? Ngô Bình, tôi đang thắc mắc sao cậu ta dám ngông nghênh như thế, hóa ra vì có ông anh rể là cao thủ cảnh giới thần. Ban nãy, cậu ta đánh người trước, tôi chưa đập nát người cho là may rồi đấy. Người đàn ông đầu đinh cười lạnh nói, chưa ai ở cái đất Vân Đỉnh này dám nói với người nhà họ Trương tôi như thế đâu. Nhà họ Trương, Ngô Bình gật đầu, ra là người nhà họ Trương, vừa hay tôi cũng đang muốn tìm các người đây. Người đàn ông đầu đinh cau mày, tìm tôi ư. Ngô Bình, về bảo với gia chủ nhà họ Trương là sáng mai tôi sẽ đến chào hỏi. Người đàn ông đầu đinh nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, cậu là ai?
Ngô Bình đáp, tôi là Ngô Bình, sau này sẽ là người có quyền phát ngôn nhất ở đây. Người đàn ông đầu đinh cười phá lên, thế cơ à? Chứ không phải tên điên ư. Nhưng gã không cười được lâu, vì Ngô Bình đã phóng một luồng quyền ý ra, người đàn ông đầu đinh biến sắc mặt rồi nói, tông sư cảnh giới thần. Ngô Bình, về mà chuẩn bị cho tốt đi, còn nửa ngày nữa thôi. Người thanh niên nằm dưới đất tái mặt, trời ơi, sao hắn lại chọc vào tông sư cảnh giới thần chứ? Người đàn ông đầu đinh hít sâu một hơi rồi nói, cậu là tông sư cảnh giới thần mà vẫn để mắt đến Vân Đỉnh bé tẹo này à? Ngô Bình, thế sao nhà họ Trương Anh vẫn cắm rễ ở đây? Người đàn ông đầu đinh trầm mặc, sau đó chắp tay nói, tôi là Trương Lăng, bố tôi Trương Cửu Hàn là võ giả cảnh giới tiên thiên. Trương Lăng nhắc đến cảnh giới của bố mình để Ngô Bình biết khó mà lui. Nhưng Ngô Bình liếc gã một cái rồi nói, hay đấy. Trương Lăng biết có nói gì cũng vô ích, vì thế dẫn người của mình bỏ đi ngay. Bọn họ vừa đi thì Tô Phi đã kinh ngạc hỏi, cậu vừa nói gì với họ thế? Cảnh giới thần, tông sư, quyền ý, cậu là cao thủ võ lâm à? Ngô Bình cười đáp, cũng có thể coi là vậy, chúng ta đi ăn tiếp đi. Hai người quay lại nhà hàng, vừa hay đi ngang qua chỗ của Triệu Kỳ Lượng và Tôn Tinh, Ngô Bình cố ý quay đi để tránh bị họ nhận ra. Nhưng Triệu Kỳ Lượng đã nhìn thấy anh ta ngẩn ra rồi chợt đứng dậy gọi, Ngô Bình. Ngô Bình mặc kệ, cứ thế kéo Tô Phi về chỗ cũ. Tôn Tinh nhìn thấy Ngô Bình thì ngạc nhiên rồi hỏi Triệu Kỳ Lượng, sao cậu ta lại đến Vân Đỉnh? Hay tới trả thù bọn mình? Dù Triệu Kỳ Lượng đã trở mặt với Ngô Bình, nhưng anh ta hiểu rõ con người Ngô Bình nên chỉ thở dài nói, không, chắc cậu ta có việc gì đó thôi. Tôn Tinh ngẫm nghĩ rồi nói, hay anh sang đó chào hỏi một tiếng đi. Triệu Kỳ Lượng lắc đầu nói, thôi, ăn nhanh lên rồi về. Tôn Tinh, cô gái kia là ai? Trông xinh phết nhỉ? Triệu Kỳ Lượng lắc đầu, không biết. Tôn Tinh cười lạnh, bạn gái của Ngô Bình là Đường Tử Di cơ mà. Hừ, đàn ông có tiền cái là hư hỏng hết. Sau đó, cô ta nhìn Triệu Kỳ Lượng với vẻ chê bôi rồi nói, nhưng loại đàn ông không có tiền thì còn kém hơn cả loại hư hỏng. Triệu Kỳ Lượng nổi đóa rồi đập bàn nói, nếu em hối hận thì quay lại mà tìm cậu ta, chỉ e người ta không cần nữa thôi. Tất cả phụ nữ bên cạnh Ngô Bình đều đẹp, em từ bỏ ý định đi rồi sống với anh đi. Tôn Tinh giận run người, anh dám quát tôi à? Hai người lập tức cãi vã, Tôn Tinh đứng dậy bỏ đi, Triệu Kỳ Lượng cũng đuổi theo ra ngoài. Tô Phi ngồi ở phía xa đã trông thấy hết cảnh này, cô ấy nói, họ đi rồi. Ngô Bình, kệ họ đi, đồ ăn nguội hết rồi, mình gọi món khác nhé. Ăn xong, Ngô Bình gọi Hoàng Tử Cường tới đưa Tô Phi về nhà. 10 phút sau, anh đã tới một khách sạn ở Vân Đình. Sau khi vào phòng, anh suy nghĩ một lát rồi gọi cho đại sư huynh. Anh thấy nhà họ Trương này có gì đó là lạ nên muốn nghe ngóng một chút. Diệp Thiên Tông đang rảnh, nghe thấy Ngô Bình nhắc tới nhà họ Trương thì nói ngay, sư đệ, nhà họ lại gây chuyện à? Ngô Bình, sư huynh, họ có lai lịch thế nào ạ? Diệp Thiên Tông, đó là một gia tộc võ lâm rất mạnh, bố của Trương Cửu Hàn là Trương Lập Thần ngày xưa đã tranh quyền gia chủ thất bại nên mới tới Vân Đỉnh. Không lâu sau thì Trương Lập Thần qua đời vì bị thương nặng, Trương Cửu Hàn sợ bị gia chủ mới lên chèn ép nên rất biết điều, nhưng dù sao ông ta cũng là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, vì thế hơn 20 năm qua đã đào tạo được khá nhiều nhân tài, có hai người làm trong bộ công an rồi đấy. Ngô Bình, vậy là Trương Cửu Hàn vẫn nuôi hy vọng trả thù ư? Diệp Thiên Tông, nhà họ Trương có cao thủ cảnh giới võ thần rồi, ông ta muốn lật đổ e cũng khó. Nghe ngóng xong, Ngô Bình đã có tính toán riêng và âm thầm lên kế hoạch. Chẳng mấy chốc, Hoàng Tử Cường đã về, anh ta hỏi, cậu chủ, khi nào tới nhà họ Trương? Ngô Bình nhìn đồng hồ, không cần đâu, họ sẽ tự tới tìm mình. Hoàng Tử Cường khó hiểu hỏi, họ tới tìm cậu ư? Ngô Bình gật đầu nói, Trương Cửu Hàn không phải kẻ ngốc. Chắc đã hỏi thăm được thân phận của tôi rồi. Trương Cửu Hàn vừa đi làm đồng về, mặt vẫn còn dính bùn đất, ông ta nhìn ông trai mình rồi hỏi, con vừa đi đâu đấy? Trương Lăng không dám giấu mà kể lại mọi chuyện ngay, Trương Cửu Hàn tức giận mắng, bố đã nhắc bao lần rồi, bảo em vợ con an phận chút đi, con không nhớ à? Trương Lăng nghiến răng, bố, cậu ta cũng chỉ là tông sư cảnh giới thần thôi, bố là cao thủ cảnh giới tiên thiên rồi cơ mà. Ngu dốt, cậu ta trẻ thế mà đã là tông sư cảnh giới thần rồi, thế có bình thường không? Trương Cửu Hàn tức điên, sau đó về phòng gọi điện thoại, lúc ra ngoài thì mặt đã xa sầm. Trương Lăng không dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu. Mãi sau,
Trương Cửu Hàn mới nói, chuẩn bị xe, bố đến chào Ngô Bình. Trương Lăng ngạc nhiên, bố đi gặp cậu ta ư. Trương Cửu Hàn lườm con trai mình, con đoán đúng rồi đấy, cậu ta là truyền nhân của Đông Phật Tiên Sinh. Trương Lăng hít vào một hơi lạnh, bố, thế mình phải làm sao bây giờ? Trương Cửu Hàn thở dài, đến đâu hay đến đó, để bố đến xem cậu ta muốn làm gì, đi thôi. Chương 313, nhà họ Trương thần phục. 10 phút sau, Trương Cửu Hàn đi ô tô đến nội thành. Lúc ngồi trên xe, ông ta bảo Trương Lăng lấy số điện thoại của Ngô Bình từ Hồ Hán Bân. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã nhận được cuộc gọi của Trương Cửu Hàn. Đối phương vô cùng khách sáo, bảo là muốn ghé thăm anh. Ngô Bình bèn nhắn địa chỉ cho Trương Cửu Hàn, chờ ông ta đến. Mấy chục phút sau, Trương Cửu Hàn và Trương Lăng đã gõ cửa phòng. Vừa gặp nhau, Trương Cửu Hàn đã chắp tay chào, xin chào Tông Sư Ngô. Dù đã là cao thủ tiên thiên, Trương Cửu Hàn vẫn thể hiện sự kính trọng trước Tông Sư cảnh giới thần Ngô Bình. Suy cho cùng thì tiên thiên không dễ đạt, Tông Sư khó thành. Nay Ngô Bình là Tông Sư, vậy sau này chính là Đại Tông Sư. Với người như vậy, ông ta buộc phải tôn kính. Ngô Bình chào lại, ông Trương khách sáo quá rồi. Mời ngồi. Đôi bên ngồi xuống, Trương Lăng đứng bên cạnh với vẻ e dè. Trương Cửu Hàn cười nói, Tông Sư Ngô à, trước đó con trai tôi, Trương Lăng, đã có va chạm với cậu. Tôi đưa nó đến đây để nhận lỗi với cậu. Ngô Bình mỉm cười, chuyện đã qua, tôi không để bụng. Trương Cửu Hàn gật đầu, Tông Sư Ngô đột ngột đến Vân Đỉnh, không biết vì có chuyện gì. Nếu cậu cần tôi giúp đỡ, tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. Ngô Bình gật đầu, ông Trương là người thẳng thắn, tôi cũng không vòng vo nữa. Chu Phật Sinh bị tỉnh lỵ đuổi đi, trật tự thế giới ngầm của tỉnh Ca hiện rất hỗn loạn. Phía thần võ ti hy vọng tôi có thể kiểm soát tỉnh Ca. Vân Đỉnh là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Ca, nhà họ Trương lại là vua thế giới ngầm của Vân Đỉnh, tất nhiên tôi phải đến đây chào hỏi ông Ngô rồi. Trương Cửu Hàn vội xua tay, Tông Sư Ngô à, nhà họ Trương chúng tôi chỉ ẩn cư tại đây, không có tham vọng gì, cũng không có năng lực lo chuyện giang hồ nữa. Ngô Bình nhìn ông ta, ồ, không có tham vọng ư, ông Trương cam lòng bị kẻ khác đuổi đi, sống chật vật cả đời sao. Cơ thể Trương Cửu Hàn hơi run lên, ông ta nhìn sang Ngô Bình, lạnh lùng nói, đây là chuyện của nhà họ Trương, không cần Tông Sư Ngô nhọc lòng. Vậy à, Ngô Bình cười, ông Trương, ông là đại cao thủ tiên thiên, chưa từng nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước nữa sao? Trương Cửu Hàn lạnh giọng, ai mà chẳng muốn trở thành nhân tiên. Nhưng chuyện này gian khó trùng trùng, tuy tôi đánh giá bản thân rất cao, nhưng cũng biết mình khó lòng vượt qua ải đó. Chưa chắc, Ngô Bình nói, tôi thấy khí huyết của ông Trương rất tốt, bão đan vững vàng, thật ra đã có điều kiện trở thành võ vương rồi. Nếu tôi đoán không sai, ông Trương đã trúc cơ 20 năm rồi nhỉ? Trương Cửu Hàn khẽ thở dài, còn một tháng nữa là tròn 20 năm. Năm ấy tôi 37 tuổi. Ngô Bình khen, 37 tuổi đã là tiên thiên, tư chất của ông Trương thật đáng ngưỡng mộ. Trương Cửu Hàn nhẹ nhàng đáp, thế thì đã sao? Không có phương pháp hít thở, không có tiền nhân chỉ điểm, cả đời tôi có lẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. Không đâu, ông vẫn còn cơ hội, tiền đề là tôi đồng ý giúp ông, Ngô Bình nói. Tim Trương Cửu Hàn đập điên cuồng, ông ta nhìn Ngô Bình chằm chằm, Tông Sư Ngô có ý gì? Ngô Bình trả lời, tôi có thể truyền dạy phương pháp hít thở cho ông, chỉ điểm ông đột phá lên võ vương một cách suôn sẻ. Nếu người khác nói câu này, Trương Cửu Hàn sẽ không bao giờ tin. Nhưng Ngô Bình là ai kia chứ? Anh là đệ tử của Đông Phật Tiên Sinh, ngay cả sư điệt của anh còn là đại cao thủ tiên thiên. Ông ta không thể không tin vào lời nói của anh. Hít một hơi sâu, Trương Cửu Hàn hỏi, Tông Sư Ngô à, tôi có bao nhiêu cơ hội? Ông ta hiểu biết rất ít về nhân tiên, không có ai truyền thụ kinh nghiệm, lại thiếu phương pháp hít thở. Vì thế, Trương Cửu Hàn không dám mơ mộng đến chuyện trở thành nhân tiên. Nhưng giờ đây, câu nói của Ngô Bình đã thắp lên niềm hy vọng cho ông ta. Ngô Bình nói thật chậm rãi, Trương Cửu Hàn, nếu tôi giúp đỡ, ông sẽ có ít nhất 90% cơ hội trở thành võ vương. Anh không hề khoác lác, Trương Cửu Hàn chưa quá lớn tuổi, tư chất lại tốt, tu vi ổn định, chỉ cần anh chỉ điểm chút thôi, ông ta sẽ dễ dàng tiến lên bậc võ vương. Cả người Trương Cửu Hàn đều chấn động, ông ta đứng dậy, khom người thật sâu trước Ngô Bình, mong Tông Sư Ngô giúp đỡ. Ngô Bình vừa nhìn ông ta vừa đáp, đạo không dễ truyền. Giúp ông cũng được thôi, nhưng từ nay về sau, ông buộc phải phục tùng tôi tuyệt đối. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ giúp ông.
Nếu không đồng ý thì ông cứ tiếp tục rụt đầu rụt cổ ở Vân Đình, nhưng phải cho giải tán toàn bộ con cháu, không được can dự vào chuyện giang hồ nữa. Trương Cửu Hàn im lặng, hồi lâu sau mới hỏi, tông sư Ngô muốn tôi làm đầy tớ cho cậu. Ngô Bình đáp, không phải đầy tớ, mà là đối tác. Tôi giúp ông quay về nhà họ Trương, lấy lại vị trí chủ gia đình. Còn ông phải hỗ trợ tôi thống nhất giang hồ tỉnh ca. Suy nghĩ của Trương Cửu Hàn thay đổi rất nhanh. Ông ta cảm thấy giao dịch này rất có lợi. Chống lưng của Ngô Bình là phe Đông Phật Tiên Sinh. Ông ta mà theo Ngô Bình thì đồng nghĩa với việc có sự trợ giúp của phía Đông Phật, vị trí gia chủ nắm chắc trong tay. Khi ý nghĩ ấy lóe lên, ông ta bèn cúi người thật sâu trước Ngô Bình. Tông sư Ngô, tôi đồng ý hợp tác với cậu. Ngô Bình mỉm cười, tốt. Ông Trương hãy về trước, nói với đồng đạo võ lâm ở Vân Đỉnh rằng tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi ở Tử Quang Lâu, Vân Đỉnh vào trưa mai, mong họ nể mặt tham gia. Tất nhiên anh sẽ không tùy tiện giúp Trương Cửu Hàn đột phá. Trương Cửu Hàn buộc phải thể hiện thành ý, để Ngô Bình thấy được sự nỗ lực của ông ta, sau này mới bàn đến chuyện hợp tác. Trương Cửu Hàn là người lão luyện trên giang hồ. Ông ta đáp ngay, tông sư Ngô cứ yên tâm, tôi sẽ làm tốt chuyện này. Ngô Bình gật đầu, không tiễn. Hai bố con nhà họ Trương vừa ra khỏi khách sạn, Trương Lăng đã không kìm được lời chất vấn, bố Đường Đường là cao thủ tiên thiên, sao phải nghe lời anh ta chứ? Câm mồm, Trương Cửu Hàn lạnh lùng trừng mắt nhìn con trai. Trương Lăng chưa từng thấy bố nhìn mình với ánh mắt đáng sợ đến vậy. Gã sợ sệt lùi lại mấy bước, mặt tái nhợt. Trương Cửu Hàn gằn giọng, chuyện này liên quan đến việc bố có thể thành nhân tiên không, còn liên quan đến việc bố con ta có trở về nhà họ Trương và lấy lại quyền lực hay không. Nếu con dám làm hỏng việc, bố sẽ đánh con tàn phế đấy. Con không dám, thưa bố, con hiểu rồi ạ, Trương Lăng vội vã trả lời. Gã biết lần này bố mình rất nghiêm túc và không thể ngăn cản. Tiễn Trương Cửu Hàn đi rồi, Ngô Bình khoan khoái nằm trên sofa, nói với Hoàng Tử Cường à, nắm chắc Vân Đỉnh rồi. Hoàng Tử Cường đáp, cậu chủ, Trương Cửu Hàn mà trở thành võ vương rồi, liệu có còn nghe lời cậu nữa không? Ngô Bình cười lạnh lùng, ông ta không phải kẻ ngốc. Hợp tác với tôi chỉ có trăm lợi chứ không hại, ông ta có lý do gì để đối chọi với tôi chứ? Hơn nữa, nếu ông ta muốn làm chủ nhà họ Trương thì vẫn cần tôi giúp đỡ. Hoàng Tử Cường cảm thán, nhân tiên đó, ngưỡng mộ thật. Ngô Bình nhìn anh ta, anh đã sắp đạt thành luyện khí thành sức mạnh, rất có tương lai trở thành nhân tiên. Hoàng Tử Cường cười hề hề, cậu chủ tài giỏi như vậy, có thể dễ dàng giúp ai đó trở thành võ vương, sao cậu không bồi dưỡng thêm nhiều cao thủ? Ngô Bình đáp, tùy duyên thôi, hơn nữa, tôi cũng không đủ sức dạy người khác. À phải, sao mấy hôm nay không thấy Cương Tử nhỉ? Hoàng Tử Cường nói, Cương Tử về quê nhà xem mắt rồi, chưa quay lại. Ngô Bình trợn tròn mắt, xem mắt, cậu ấy không có bạn gái à? Hoàng Tử Cường cười bảo, tính tình thẳng đuột như Cương Tử thì làm gì có bạn gái. Ngô Bình hỏi, tôi nhớ quê nhà Cương Tử ở Vân Đỉnh nhỉ? Hoàng Tử Cường đáp, ừ, ở Vân Đỉnh, hay để tôi hỏi Cương Tử xem mắt thành công hay không nhé? Ngô Bình cười nói, để tôi hỏi. Anh gọi cho Cương Tử, cậu ta vừa bắt máy đã nói, cậu chủ à, em đang xem mắt, anh có việc gì thì tìm anh Cường trước đi ạ. Ngô Bình bật cười, tôi cũng đang ở Vân Đỉnh đây, Cương Tử. Cậu đang ở đâu, để tôi đến làm, cố vấn cho. Chương 314, Cương Tử xem mắt. Cương Tử thở dài, cậu chủ à, hôm nay tôi đã xem mắt đến người thứ tư rồi. Mấy người trước đó đều thất bại cả. Ngô Bình thấy rất lạ, bèn hỏi, Cương Tử, mỗi tháng tôi đều trả cho cậu 100.000 tiền lương, vậy mà cậu chẳng quen được cô bạn gái nào. Đâu cậu làm bằng đậu phụ đấy à? Cương Tử lại thở dài, tôi không biết ăn nói mà, cậu chủ. Con gái nhà người ta nói chuyện với tôi được vài câu đã chán rồi. Ngô Bình hỏi, khi nào cô gái kia mới đến? Cương Tử đáp, chắc là một giờ nữa. Được, cậu ngồi đấy đợi tôi sẽ tặng cái này cho cậu, anh nói xong thì cúp máy. Hoàng Tử Cường tò mò hỏi, cậu chủ tính tặng gì cho Cương Tử vậy, tiền à? Ngô Bình đáp, tặng tiền cũng vô ích, tôi tặng hình tượng cho Cương Tử. Hoàng Tử Cường ngây ra, hình tượng. Anh thấy hình tượng đặc công có hợp không, anh hỏi. Hoàng Tử Cường gật đầu lia lịa, hợp. Thế là Ngô Bình gọi điện nhờ Chu Vũ làm giấy tờ cho mình. Quyền hạn trong tay anh rất lớn, giúp Cương Tử có một thân phận là chuyện cực kỳ dễ, thoát cái đã xong. Nửa giờ sau, Chu Vũ gửi một bộ giấy chứng nhận cho anh, Bộ Công an cũng có, Cục Bảo an Quốc gia cũng có, quân đội cũng có, phải mười mấy loại chứng chỉ.
Nhận được rồi, anh bèn cùng Hoàng tử Cường đi tìm Cương tử. Nơi Cương tử xem mắt chỉ cách đây ba dặm, đi bộ một lát là đến. Lúc này, cậu ta đang ngồi chờ cô gái kia trong một quán cà phê. Cậu trai ngốc này đến sớm một tiếng rưỡi, ngồi đợi đến tận bây giờ. Tìm được cậu ta, Ngô Bình bèn đập sấp giấy chứng nhận lên bàn rồi nói, nhớ lấy, tí nữa phải tỏ vẻ lạnh lùng một chút, nhưng thỉnh thoảng phải thể hiện sự dịu dàng. Cương tử nhìn mớ giấy tờ mà đưa ra, cậu chủ đưa mấy cái này cho tôi làm gì? Ngô Bình ngồi xuống, giải thích, nghe đây, bây giờ thân phận của cậu là một đặc công cao cấp, vô cùng bí ẩn. Số giấy chứng nhận này là cậu xin cấp để tiện hành động, toàn bộ đều dùng được. À phải rồi, lương năm của cậu ở mức hàng triệu, còn được thưởng lớn, chuyện này cậu phải nói rõ với cô gái ấy. Dù sao thì người thích đặc công cũng phải có cơm ăn áo mặc mà. Đoạn anh nhìn sang Hoàng tử Cường, căn dặn, anh tìm vài tên côn đồ, chờ họ uống cà phê xong thì diễn một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Rồi anh hướng dẫn Cương tử nên diễn màn kịch này như thế nào. Cương tử nghe mà hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa. Dặn dò xong xuôi, Ngô Bình và Hoàng tử Cường chuyển sang ngồi ở một bàn gần đó. Hoàng tử Cường gọi điện thoại để sắp xếp cho tiết mục sắp tới. Ngô Bình cười bảo, mong là cậu ngốc này không làm hỏng màn kịch. Anh khá để tâm đến chuyện của Cương tử. Ở cạnh nhau đã lâu, người nhà anh đều do Hoàng tử Cường và Cương tử chăm sóc, họ chẳng khác gì người thân của anh cả. 10 phút sau, một cô gái vừa xinh xắn vừa có vóc dáng đẹp đã xuất hiện. Nếu để Ngô Bình đánh giá thì anh sẽ chấm 9 điểm. Cương tử tốt số thật, cô này xinh ghê, Hoàng tử Cường thì thào. Ngô Bình tiếp lời, không chỉ vậy, cô này còn đang học thạc sĩ, năm nay mới 23 tuổi, nhỏ hơn Cương tử 1 tuổi. Hoàng tử Cường đang định hỏi anh nhìn ra bằng cách nào thì Cương tử đã mở đầu câu chuyện. Cậu ta đứng dậy với gương mặt lạnh tanh, hơi gật đầu với cô gái kia, mời ngồi. Thật ra ngoại hình của Cương tử khá ưa nhìn, chỉ hơi ngơ thôi. Có điều, vẻ ngơ ngác ấy khi kết hợp với thân phận đặc công sẽ biến thành ngầu ngay. Sau vài câu chào đơn giản, cô gái nọ cười nói, tôi tên là Tân Nguyệt, hiện là nghiên cứu sinh, năm sau tốt nghiệp. Cương tử gật đầu, tôi là Phương Cương, tạm thời tôi không thể tiết lộ công việc của tôi cho cô biết. Vô cùng tò mò trước câu nói này, Tân Nguyệt bèn hỏi, công việc cần bảo mật à? Nghiên cứu khoa học sao? Cương tử lắc đầu, đơn vị của tôi là một bộ phận bảo mật, chủ yếu chấp hành các nhiệm vụ cơ mật. Tân Nguyệt hơi kinh ngạc, anh là đặc công. Cương tử ho nhẹ, nhìn quanh quất rồi thì thầm, mong cô giữ bí mật giúp tôi. Cô gái vội gật đầu, anh yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai. Sau đó, cuộc trò chuyện của cả hai đều do Cương tử dẫn dắt, chủ yếu nói về các kiểu nhiệm vụ phải thực hiện, sự nguy hiểm trong công việc, đãi ngộ lương bổng, vân vân. Tân Nguyệt vừa nghe Cương tử nói rằng mức lương lên đến hàng triệu, còn có tiền thưởng thì cảm thấy ưng ý đối phương ngay. Suy cho cùng, hầu hết phụ nữ đều muốn có một cuộc sống sung túc và an toàn mà. Đang trò chuyện hăng say, Tân Nguyệt bèn hỏi, Phương Cương này, hiện giờ anh có thường đi làm nhiệm vụ không? Cương tử đáp, bây giờ khá ổn định, chủ yếu là lái xe cho chủ của tôi. Tân Nguyệt hào hứng hỏi, chủ của anh? Cương tử nhỏ giọng kể, bình thường tôi gọi là cậu chủ. Nhưng thực chất đó là một nhân vật cực kỳ tầm cỡ, nắm trong tay khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ và ba tổ chức bí mật. Ngoài mặt tôi là tài xế, nhưng thật ra là vệ sĩ riêng của anh ấy. Tân Nguyệt hỏi tiếp, nói vậy là công việc sau này của anh khá ổn định nhỉ? Cương tử gật đầu, có thể nói thế. Chủ yếu là làm việc ở huyện Minh Vương, được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Tân Nguyệt gật gù, cũng tốt. Phương Cương này, bây giờ tôi vẫn đang đi học ở tỉnh lỵ. Tôi muốn phát triển ở đó. Phương Cương đáp, không sao. Hai nơi cách nhau không xa, đi cao tốc 1 giờ thôi mà, rất thuận tiện. Tân Nguyệt hơi đỏ mặt, nhưng giá nhà ở tỉnh lỵ đắt đỏ lắm. Nhà ở khu vực tốt phải hơn 40.000 tệ. Phương Cương ngẩn ra, cậu ta theo Ngô Bình chưa lâu, khoản tiền tiết kiệm trong tay chưa đến 1 triệu, nếu phải mua một căn hộ có giá hơn 40.000 thì vẫn khá khó khăn. Đúng lúc này, điện thoại của cậu ta nhận được tin nhắn. Phương Cương đọc xong bèn hắng giọng nói, tôi có nhà ở tỉnh lỵ, ngay khu Thiên Thủy. Khu Thiên Thủy là khu vực trung tâm của tỉnh lỵ, giá nhà trung bình không dưới 40.000. Tân Nguyệt hơi bất ngờ, anh có nhà ở Thiên Thủy ư? Diện tích bao nhiêu? Phương Cương đáp, là một căn biệt thự nhỏ, hơn 600 mét vuông. Tân Nguyệt che miệng lại, hơn 600 ư, thế thì giá nhà phải 20, 30 triệu. Xem đến đây,
Ngô Bình đã biết cuộc xem mắt này thành công rồi. Hoàng tử Cường Lý Nhí bảo, cậu chủ thiên vị quá, tôi cũng muốn có biệt thự. Hôm nào anh đi xem mắt, tôi cũng sẽ tặng anh một căn, Ngô Bình trừng mắt nhìn anh ta. Nửa giờ nữa trôi qua, cả hai rời khỏi quán cà phê. Họ đi thẳng dọc theo con đường, sau đó rẽ vào một công viên. Lúc này công viên không quá đông người. Khi họ đi đến một đoạn vắng vẻ, bỗng nhiên có năm tên xuất hiện ở phía đối diện, vừa trông thấy Tân Nguyệt đã huýt sáo liên hồi. Chúng vô cùng xuồng xã, trên mặt viết rõ mấy chữ tao là kẻ xấu, lập tức dồn Tân Nguyệt và Cương Tử vào một góc. Tiếp theo tất nhiên là vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Cả năm tên đều bị Cương Tử đánh nhanh diệt gọn, ngã rạp xuống đất. Tân Nguyệt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, trái tim thiếu nữ đập loạn xạ, tay nắm chặt áo Cương Tử, gần như bám dính vào cậu ta. Cương Tử nhẹ nhàng nói, đừng sợ, Tân Nguyệt, sau đó gọi một cú điện thoại. Chưa đầy 5 phút sau, 8 chiếc xe cảnh sát đã xuất hiện. Vì màn kịch này, Ngô Bình còn gọi cho Hồ Hán Bân đến. Hồ Hán Bân mặc đồng phục, đi đến trước mặt Cương Tử. Sau khi kính cẩn chào, Hồ Hán Bân nói bằng giọng tự trách, xin lỗi sếp Phương, tôi đã không quản lý tốt khu vực này. Tôi vô cùng xin lỗi. Phương Cương đáp khẽ, không sao, chuyện nhỏ thôi. Phải điều tra thật kỹ mấy tên côn đồ này đấy, không được bỏ qua tên nào hết. Vâng, năm tên ấy bị áp giải lên xe cảnh sát và rời khỏi đó. Trong lòng vô cùng ngỡ ngàng, giờ đây Tân Nguyệt chỉ muốn nhào vào lòng Phương Cương để được đối phương bảo vệ. Chương 315, chuyện lạ ở bán đảo. Ngô Bình và Ngô Bình đứng theo dõi từ xa, thấy kịch đã diễn xong, anh bèn nhắn tin cho Cương Tử, tranh thủ thời cơ. Thấy tin nhắn ấy của anh, Hoàng Tử Cường nói, cậu chủ này, mới đi xem mắt mà đã ngủ với nhau hình như hơi nhanh quá. Anh thì biết gì, gạo nấu thành cơm mới yên tâm được, Ngô Bình đáp. Nhưng Cương Tử vẫn là Cương Tử, cậu ta không nhanh nhạy lắm, cuối cùng vẫn đưa Tân Nguyệt lên xe rồi tiễn đối phương về. Ngay khi bước đến trước mặt Ngô Bình, cậu ta đã bị anh đạp một cái, tôi bảo cậu tranh thủ thời cơ kia mà, cậu làm gì thế? Cương Tử gãi đầu, giải thích, mẹ cô ấy gọi điện, bảo là không được về muộn quá. Ngốc nghếch, Ngô Bình mắng, chẳng muốn quan tâm đến cậu ta nữa. Ba người rời khỏi công viên, Cương Tử hỏi, cậu chủ và anh Cường có muốn ghé nhà chơi một lát không? Hoàng Tử Cường cười nói, cậu chủ, nhà Cương Tử ở gần đây, hơn 1000 mét thôi. Ngô Bình gật đầu, ừ, ghé nhà cậu chơi. Cương Tử vui lắm, vội vàng gọi điện dặn ba mẹ chuẩn bị rượu thịt. Hoàng Tử Cường bảo, cậu chủ, cả gia đình Cương Tử đều rất cừ. Năm xưa bố Cương Tử gãy một cánh tay trong trận chiến An Nam. Ông nội năm nay đã 89 tuổi, vì trận đánh Mễ trên bán đảo mà bị thương nặng, là anh hùng chiến đấu cấp 2. Ngô Bình cảm thấy vô cùng kính nể. Anh biết chiến tranh bán đảo có ảnh hưởng rất lớn với cục diện thế giới. Là một trận chiến lập quốc. Anh nói, thế thì tôi phải kính họ vài ly rồi. Nhà của Cương Tử ở một khu dân cư mới xây dựng, gồm 3 phòng 2 sảnh. Căn nhà này được Cương Tử mua sau khi theo Ngô Bình. Khi cả ba đến nơi, bố mẹ và ông nội của Cương Tử đều có nhà. Bố mẹ Cương Tử đều đã gần 60 tuổi. Bố cậu ta chỉ còn một cánh tay, hiện giờ chủ yếu làm việc nhà. Mẹ là công nhân đã nghỉ hưu nhiều năm, hiện làm giúp việc, thu nhập không cao. Cả gia đình đều niềm nở vô cùng, vội vàng chào hỏi và mời Ngô Bình, Hoàng Tử Cường ngồi xuống. Bố Cương Tử xuống bếp nấu ăn, chẳng mấy chốc, 8 món mặn một món canh đã được bưng ra bàn. Ông nội khui một chai rượu, vừa ngửi mùi, Ngô Bình đã biết là rượu ủ mấy chục năm. Sau vài ly rượu, ông nội bắt đầu hoài niệm chuyện trên chiến trường, nói đến đoạn xúc động thì không kìm được nước mắt. Khi ấy, liên đội của ông vì bảo vệ trận địa nên cuối cùng chỉ còn 13 người sống sót. Tất cả đều bị thương. Nghĩ đến những đồng đội đã hy sinh, ông khó lòng bình tĩnh. Ông còn nhắc đến một chuyện rất quái lạ. Đêm đó, liên đội của ông chạm trán giặc Mễ, đối phương bắn pháo sáng, thế là họ bị lộ. Đôi bên bắt đầu giao chiến. Nhưng điều kỳ lạ là khi pháo sáng bay lên, họ đã nhìn thấy rất nhiều bóng trắng nửa trong suốt chạy tới chạy lui trên mặt đất. Khi ấy, hình như lính Mễ cũng trông thấy. Hai bên tạm ngừng chiến, cứ ngơ ngác nhìn những cái bóng ấy ở khắp núi đồi. Đến khi quả pháo tắt đi, trận chiến mới lại tiếp tục. Nhưng khi quả pháo sáng thứ hai được bắn lên thì những cái bóng trắng kia đã biến mất. Ngô Bình giật mình, bèn hỏi, ông ơi, mấy cái bóng trắng ấy có hình người ạ? Ông nội nghĩ một lúc mới đáp, có cái giống người, cái thì giống ngựa, cái thì giống chiến xa. Nói chung là loạn cào cào,
Bọn ông đều nghĩ là gặp phải ma, cũng không báo lên cấp trên. Ngô Bình hỏi ông địa chỉ cụ thể, vì đó là nơi từng chiến đấu nên ông nội nhớ rất rõ, bèn nói địa danh cho anh biết. Dùng bữa xong, Ngô Bình và Hoàng Tử Cường xin phép ra về. Trước khi đi, anh còn đưa một tấm chi phiếu 2 triệu cho Cương Tử, bảo cậu ta phải hiếu thảo với ông nội và bố mẹ. Cương Tử không nhận, nhưng bị Ngô Bình đá cho vài phát, đành phải ngoan ngoãn cầm lấy. Về đến khách sạn, Hoàng Tử Cường chớp mắt hỏi, cậu chủ này, mấy cái bóng trên chiến trường thật sự là ma ư? Anh ta rất thông minh, nhận ra Ngô Bình thay đổi sắc mặt nên mới hỏi vậy. Ngô Bình đáp, ma. Anh cũng là người tu hành đấy, có thể chuyên nghiệp một tí không? Hoàng Tử Cường cười khan, đúng đúng, không phải ma, người chết đèn tắt, không có sự tồn tại của ma. Ngô Bình nói, thông qua tu hành, con người có thần thức, thần niệm, thậm chí là nguyên thần. Người bình thường nếu gặp cơ duyên xảo hợp thì thần thức sẽ không mất, sống mãi ở nhân gian. Dân gian gọi đây là ma, còn chúng ta gọi là âm linh. Có những âm linh, nếu biết cách tu hành, sẽ trở thành quỷ tiên. Anh nói tiếp, những cái bóng trắng ở đó có lẽ là âm linh còn sót lại từ chiến trường thời cổ đại. Hơn nữa, số lượng lớn âm linh này cực kỳ bất thường. Hoàng Tử Cường giật mình, cậu chủ bảo là phải gặp cơ duyên xảo hợp mới có thể hình thành âm linh. Nói vậy, nơi đó hẳn là không bình thường. Ngô Bình gật đầu, tám phần là có thứ không bình thường. Chờ đến khi rảnh rỗi, tôi phải đến đó xem thử. Hoàng Tử Cường vội nói, cậu chủ phải đưa tôi theo nhé. Được. Gọi cả anh theo, Ngô Bình đáp. Tối ấy, anh chỉ điểm cho Hoàng Tử Cường vài câu rồi về phòng tu luyện. Trong đêm nay, anh phải luyện thành thân thức. Nhĩ thức, nhãn thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là 6 thức vô cùng quan trọng đối với tông sư quyền ý. Có thân thức rồi, cơ thể sẽ nhanh nhạy hơn, phản ứng nhanh hơn, vừa tiếp xúc đã cảm ứng được, xuất phát sau nhưng đến trước. Hôm qua anh luyện thân ý, tối nay tu hành thêm một chút thì đạt thành thân thức. Có thân thức rồi. Anh cảm thấy toàn thân đều trống rỗng và sáng tỏ, soi rõ bên trong và thế giới bên ngoài, vô cùng nhạy cảm. Sau thân thức là thiệt thức rất hữu ích, nếm và phân biệt dược liệu, đòi hỏi yêu cầu cực kỳ cao với vị giác. Mà tu luyện thiệt thức là nhanh nhất, trời chưa sáng, anh đã luyện thành công. Ngay lập tức, 6 thức đã hợp thành 1, anh chính thức có được thần thức hoàn chỉnh. Thành công đạt được thần thức rồi, anh lại tu luyện phương pháp hít thở. Có thần thức và không có thần thức. Hiệu quả của phương pháp hít thở đúng là có cách biệt rất lớn. Sau khi có thần thức, anh có thể thông qua phương pháp hít thở, thu về một số năng lượng mà mình chưa từng tiếp xúc từ trong hư vô. Năng lượng này cực kỳ hữu ích cho cơ thể và tinh thần của anh. Anh tu luyện một mạch đến 9 giờ sáng. Hoàng Tử Cường không dám quấy rầy, đến Tử Quang Lâu để chuẩn bị trước. Cương Tử cũng được anh ta gọi đến để bố trí ổn thỏa. Đến 10 giờ, những nhân vật giang hồ của Vân Đỉnh lục tục xuất hiện. Người có mặt đầu tiên chính là Trương Cửu Hàn. Không bao lâu sau, Ngô Bình cũng đến Tử Quang Lâu. Trương Cửu Hàn vội tiến đến, tông sư Ngô. Ngô Bình gật đầu, phát thiệp cả rồi chứ. Trương Cửu Hàn đáp, ừ, tôi đã sai người đưa thiệp cho tất cả bạn bè giang hồ. Ngô Bình nói, vất vả cho ông rồi. Sau đó, anh đi chào hỏi các vị đồng đạo giang hồ. Những người tham dự đều có tu vi kém anh, trừ mấy vị cảnh giới thần của nhà họ Trương. Thì những người còn lại mạnh nhất là cảnh giới khí, có người còn chưa đạt đến cảnh giới khí. Năng lực kêu gọi của Trương Cửu Hàn rất mạnh, đến 11 giờ, các nhân vật võ lâm hàng đầu Vân Đỉnh đều đã đến. Hoàng Tử Cường nói cậu chủ hãy khai tiệc, đúng lúc này, bỗng có một giọng nói sang sảng vang lên trước cửa, các cao thủ Vân Đỉnh đều tụ hội tại đây. Tốt lắm! Ngô Bình nhìn sang, thấy một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào. Vừa thấy người này, anh đã nheo mắt. Gần từng chữ Chu Phật Sinh. Ông còn dám xuất hiện. Chương 316, sát thủ huyết đồng. Ngô Bình thực ra chưa từng gặp Chu Phật Sinh nhưng đã từng thấy ảnh ông ta nên vừa nhìn đã nhận ra ngay. Lần trước Từ Quý Phi truy sát và đả thương, chặt đứt một cánh tay của ông ta. Thật không ngờ giờ Chu Phật Sinh lại xuất hiện ở đây. Chu Phật Sinh chưa tới 50 tuổi, thân hình tròn trịa, tai to hơn người thường, đầu chọc lóc, tay trái cuốn băng. Ông ta nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt sắc lạnh. Sao tôi lại không dám lộ mặt chứ? Cậu chính là Ngô Bình sao? Trẻ như vậy mà đã tu luyện đến cảnh giới thần, chẳng trách Từ Quý Phi xem trọng cậu như vậy. Ngô Bình đáp, Chu Phật Sinh, lần này ông đến đây có mục đích gì? Báo thù sao? Chu Phật Sinh cười hi hi đáp, tạm thời tôi vẫn chưa giết được Từ Quý Phi nên chỉ có thể giết bằng hữu của hắn.
Cậu và hắn ta là bằng hữu tâm đầu ý hợp, tôi giết cậu trước thì cậu thấy sao? Giết tôi, Ngô Bình mặt không cảm xúc, ông có đủ sức không? Chu Phật Sinh cười âm hiểm, đương nhiên tôi không làm được, nhưng cậu ta thì được. Dứt lời, từ sau lưng Chu Phật Sinh, một gã thanh niên bước ra. Đồng tử của hắn là màu đỏ của máu, sát khí nồng đậm bao trùm lên hắn ta. Gã thanh niên này vừa xuất hiện là nhiệt độ xung quanh như thể đột nhiên hạ xuống. Gã thanh niên này trừ đôi mắt đáng sợ nhìn vào ai thì người đó run rẩy ra thì tướng mạo bình thường. Có vài kẻ nhát gan nhìn hắn mà sợ tè cả ra quần, hai chân mềm nhũn ngồi phệt xuống đất. Gã thanh niên nhìn Ngô Bình, trong khoảnh khắc đó anh cảm nhận được một lực sát thương kinh hoàng đang ập tới. Ngô Bình cười lạnh bởi vì anh phát hiện ra đối phương đang dùng thần thức để tấn công anh. Anh vừa luyện xong thần thức, lập tức dùng phương pháp ghi chép trên phiến ngọc để phản công. Đoàng! Trong đầu gã thanh niên là một tiếng nổ vang trời như tiếng sấm khiến hắn lảo đảo đứng không vững. Gã thanh niên lập tức cúi đầu, khẽ nói, thần thức rất mạnh. Ngô Bình đột nhiên chuyển động, vọt tới nhanh như một cái bóng tấn công đối phương. Gã thanh niên cũng phản xạ rất nhanh, hắn vọt luôn ra ngoài, chạy lên con phố ở gần đó. Bên ngoài người xe như mắc cửi, Ngô Bình liếc nhìn đã thấy nản nên không đuổi theo nữa. Anh quay đầu nhìn Chu Phật Sinh rồi hỏi, hắn ta là ai vậy? Chu Phật Sinh mặt vô cùng khó coi, ông ta không ngờ Ngô Bình lại dọa cho gã thanh niên sợ hãi chạy mất dép, bỏ lại một mình ông ta ở đó. Vẻ mặt ông ta biến hóa ra vô số cảm xúc, sau đó đáp, cậu ta là Huyết Đồng, là sát thủ mới nổi mấy năm gần đây. Giang hồ đồn tất cả những cao thủ dưới tiên thiên cậu ta đều giết được. Ngô Bình, cho nên ông thuê cậu ta tới giết tôi. Chu Phật Sinh thở dài, tôi vốn đang ở Vân Đỉnh dưỡng thương. Nghe nói cậu đang mời các cao thủ võ lâm Vân Đỉnh tới đây, tôi cho rằng đây là cơ hội tốt nên mới đi tìm Huyết Đồng, bảo cậu ta trừ khử cậu, mượn thế tấn công từ Quý Phi. Ai ngờ được cậu ta đánh một chiêu không thành là chạy mất dép. Hắn ta mà không chạy thì sẽ chết trong ba chiêu, Ngô Bình lạnh lùng đáp. Chu Phật Sinh dùng mình, gật đầu đáp, tôi tin, trong khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được quyền ý của cậu. Ông quen Huyết Đồng sao, Ngô Bình hỏi. Cũng không thể nói là quen biết. Cậu ta chỉ biết tiền chứ không biết người. Chỉ cần đưa tiền thì cậu ta sẽ làm theo yêu cầu, Chu Phật Sinh đáp. Ngô Bình nhìn Chu Phật Sinh, hỏi, ông biết tôi là ai không? Chu Phật Sinh khẽ thở dài đáp, cũng biết sơ sơ, cậu là bằng hữu của Từ Quý Phi, tu vi cảnh giới thần, là đệ tử của Đông Phật Tiên Sinh. Ngô Bình, biết rõ vậy rồi mà còn dám thuê người giết tôi, gan ông quả không nhỏ đâu. Chu Phật Sinh thở dài, tôi không nghĩ được nhiều đến vậy. Cậu đến Vân Đỉnh này chính là ý của Từ Quý Phi đúng không? Hắn ta muốn cậu thay tôi lên nắm quyền giới võ lâm tỉnh ca. Tôi nói có đúng không? Ngô Bình cau mày đáp, ông muốn nói gì? Chu Phật Sinh, giới võ lâm của tỉnh ca còn phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều. Mọi người chỉ biết tôi là người của Liễu Trọng Hiên, nhưng không biết rằng Liễu Trọng Hiên vốn cũng chỉ là con cờ trong tay kẻ khác. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, đáp, đi theo tôi. Hai người họ đi tới một căn phòng đơn. Anh bảo Chu Phật Sinh ngồi xuống rồi hỏi, ông nói Liễu Trọng Hiên cũng chỉ là con cờ, vậy ai là người đủ bản lĩnh khiến một cao thủ tiên thiên trở thành một con cờ vậy? Chu Phật Sinh, đó là một thế lực vô cùng lớn. Nếu tôi không thể lấy lại quyền kiểm soát tỉnh ca trong thời gian quy định thì chỉ còn duy nhất con đường chết. Ông nói nghe xem, Ngô Bình đáp. Chu Phật Sinh lắc đầu, tôi không thể nói, chỉ có thể cho cậu biết cho dù là Đông Phật Tiên Sinh cũng không thể chống lại thế lực này. Ngoài ra, một khi cậu lên nắm quyền kiểm soát tỉnh ca thì thế lực này sẽ tìm đến cậu. Đến lúc đó chỉ có hai lựa chọn, hoặc cậu phải gia nhập và trở thành một trong số họ giống như tôi, hoặc bị giết. Ngô Bình cười lạnh, ông cho rằng tôi sẽ tin những lời ông nói sao? Cậu có thể không tin, nhưng thực tế sẽ chứng minh cho cậu thấy, những điều tôi nói đều là sự thật. Chu Phật Sinh nhìn Ngô Bình rồi nói tiếp, Từ Quý Phi bảo cậu ra mặt chẳng qua là đang lợi dụng cậu, để Đông Phật Tiên Sinh đứng ra đối kháng với thế lực kia. Sau đó hắn ta có thể trở thành người sau cùng hưởng lợi. Ngô Bình mặt không cảm xúc, đáp toàn là những lời hồ đồ, nếu Đông Phật Tiên Sinh đối phó với thế lực đó, Từ Quý Phi được lợi gì cơ chứ? Chu Phật Sinh, xem ra cậu vẫn không tin tôi rồi. Bất kể lời ông nói là thật hay là giả, hôm nay ông đều không thể dễ dàng rời khỏi đây. Chu Phật Sinh khẽ thở dài đáp, muốn chém muốn giết gì tùy cậu. Ngô Bình hỏi tiếp, ông tốn bao nhiêu tiền để mời Huyết Đồng? Chu Phật Sinh sững lại một lát rồi đáp, 150 triệu. Ngô Bình, để lại 300 triệu tệ thì ông có thể cút. Chu Phật Sinh sáng mắt lên,
lập tức lấy từ trong người ra ba tờ chi phiếu, tổng trị giá là 300 triệu tệ, ông ta nói cậu kiểm tra xem. Ngô Bình liếc mắt nhìn để xác định đó là chi phiếu thật rồi nói cút đi. Chu Phật Sinh không nói hai lời, quay lưng đi mất. Bước ra khỏi căn phòng, bữa tiệc vẫn đang được tổ chức, Trương Cửu Hàn bước tới, nói, Ngô Tông Sư, cứ thả ông ta đi như vậy sao? Ban nãy nếu Ngô Bình muốn thì Huyết Đồng còn lâu mới chạy thoát, nhưng Ngô Bình lại không bảo Trương Cửu Hàn ra tay. Tạm thời cứ tha cho ông ta một mạng, anh nói tiếp, đúng rồi, Trương Tiên Sinh có từng nghe đến thế lực sau lưng Liễu Trọng Hiên không? Trương Cửu Hàn nghĩ ngợi một lát rồi đáp, tôi có biết một chút. Nghe nói Liễu Trọng Hiên có sư phụ thuộc cảnh giới địa tiên, hơn nữa còn là người của một tổ chức nào đó vô cùng lớn mạnh. Mặc dù người của cảnh giới địa tiên không can dự vào việc của thế giới bên ngoài nhưng không có nghĩa là họ không có sức ảnh hưởng đối với thế giới bên ngoài. Cho nên tôi luôn nghi ngờ Liễu Trọng Hiên chỉ nghe lệnh hành sự. Ngô Bình khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi chúc rượu quanh bàn. Khi tiệc tàn thì đã là buổi chiều. Chuyện của Vân Đỉnh coi như tạm kết thúc tại đây. Ngô Bình đang chuẩn bị rời khỏi Vân Đỉnh để về huyện Minh Dương thì Tô Phi gọi điện thoại tới. Ngô Bình, cậu còn ở Vân Đỉnh không? Cô ấy hỏi. Ngô Bình, mình vẫn ở đó, đang chuẩn bị rời đi đây. Tô Phi im lặng một lát rồi đáp, tối nay cậu có thời gian không? Mình mời cậu ăn cơm để cảm ơn cậu lần trước giúp đỡ mình. Ngô Bình cười đáp, được, được đi ăn với Tô Mỹ Nhân thì mình cậu còn chẳng được nữa là. Tô Phi đỏ mặt đáp, vậy lát nữa mình gửi địa điểm cho cậu nhé. Họ nói chuyện thêm vài câu, Tô Phi liền cúp điện thoại. Lúc này, Tô Phi đang ngồi trên một chiếc xe ô tô thể thao màu hồng sang trọng, người lái xe là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, nhan sắc không hề thua kém Tô Phi. Cô gái kia cười nói, Tô Phi, được lắm, về nhà một chuyến mà câu ngay được cậu ấm con nhà giàu. Lát nữa mình sẽ giúp cậu thăm dò, nếu anh ta không phải một kẻ giả dối thì mình sẽ đánh giá rất cao. Tô Phi đỏ mặt đáp, Đinh Diệm, bọn mình chỉ là bạn học mà thôi. Hơn nữa, mình thực sự muốn cảm ơn cậu ấy. Cô gái tên Đinh Diệm kia bĩu môi cười đáp, được được được, vậy cậu cứ cảm ơn đi. Còn mình sẽ giả vờ đụng phải cậu, như vậy là được rồi đúng không? Tô Phi cảm thấy không yên tâm lắm, đáp Đinh Diệm, mấy người bạn của cậu chơi bời thác loạn quá, cậu ít qua lại với họ thôi. Đinh Diệm đảo mắt chán trường đáp, cái đó người ta gọi là vòng tròn bạn bè cậu hiểu không hả? Hơn nữa, tối nay sẽ có một nhân vật cực kỳ quan trọng xuất hiện, chính là thái tử của tập đoàn Bạch Mã Phương Thiếu Sung. Tô Phi do dự một chút rồi đáp, Đinh Diệm, mình sẽ không tham gia buổi tụ tập của các cậu đâu. Đinh Diệm lườm Tô Phi một cái, đáp sao cậu lại không tỉnh táo như vậy? Những người bạn đó của mình không phải con nhà giàu thì cũng là cán bộ nhà nước. Nếu có họ ở đó, bất luận Ngô Bình kia có thân thế thế nào thì cũng sẽ lộ nguyên hình. Như vậy thì cậu mới hiểu rõ được anh ta, không phải vậy sao? Chương 317, cuộc đấu khẩu trong group chat. Tô Phi do dự một lát rồi đáp, như vậy không hay lắm nhỉ. Ngô Bình chỉ đóng vai bạn trai mình mà thôi, mình không có lý do gì để dò xét người ta cả. Đinh Diệm vẫn lắc đầu, Tô Phi, sao cậu ngốc thế? Nếu Ngô Bình này thực sự có thân thế lẫy lừng thì tội gì không nắm bắt cơ hội này kia chứ? Thế nhưng... Được rồi, Đinh Diệm ngắt lời, đợi khi xác minh được thân phận của anh ta rồi mình sẽ giới thiệu cậu vào hội Thước Kiều để học lễ nghĩa và kỹ năng giao tiếp, đảm bảo cậu sẽ tóm được anh ta. Tô Phi từ lâu đã nghe Đinh Diệm nhắc tới Thước Kiều. Đó là một tổ chức chuyên đào tạo các cô gái để họ nắm giữ được trái tim các chàng trai giỏi giang và nhiều tiền, bên trong có rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này. Có sự trợ giúp của họ, những cô gái xinh đẹp dễ dàng tóm gọn những người đàn ông nổi trội kia. Đinh Diệm này là một nữ thợ săn bách phát bách chúng, nhắm anh nào là anh đó say như điếu đổ. Vốn cô gái này xuất thân từ gia đình phổ thông bình thường, nhưng sau khi qua lò đào tạo này thì chỉ trong 2 năm, Đinh Diệm đã biến thành một cô gái vừa giàu vừa đẹp. Nào là lái xe thể thao, dùng hàng hiệu đắt tiền, dùng bữa ở những nhà hàng sang trọng, bơi lội trong vòng tròn của giới thượng lưu như cá gặp nước. Tô Phi trong lòng thực ra không hề ủng hộ phương pháp này nên vội vàng nói, Đinh Diệm, mình thực sự không cần mà. Đinh Diệm cười đáp, được được, mình không ép cậu, nhưng cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội đấy. Trong một diễn biến khác, Ngô Bình tu luyện cả buổi chiều. Đến giờ hẹn anh mới đi tới quán cà phê. Lúc anh tới thì Tô Phi đã đợi ở đó rồi, anh vội vã hỏi, Tô Phi, mình không đến muộn đấy chứ. Tô Phi vội đáp, không muộn, là mình đến sớm, mau ngồi đi. Cậu muốn ăn gì nào? Gì cũng được,
anh đáp. Tô Phi gọi hai phần bít tết và vài món khai vị, hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Phi rất tò mò về Ngô Bình, cô hỏi, bạn học cũ, giờ cậu làm công việc gì vậy? Kinh doanh sao? Ngô Bình đáp, ngoài kinh nghiệm chơi chứng khoán và đầu tư ra thì mình chưa từng chính thức làm kinh doanh. Trước đó mình vẫn đi học. Tô Phi cảm thấy khá hứng thú, đúng rồi, cậu học trường nào vậy? Ngô Bình, mình học ở Vân Kinh, một trường đại học bình thường thôi. Về sau mình tự thi vào Đại học Hoa Thanh chuyên ngành y, lấy được hai bằng tiến sĩ trong lĩnh vực y và dược. Tô Phi nghe xong vô cùng sửng sốt, hai bằng tiến sĩ ư. Được quá, cậu giỏi thật đấy. Trường chúng ta có một nhân tài như cậu, bạn học như mình cũng được thơm lây. Không được, cậu giỏi thế này, mình phải nói cho mọi người biết mới được. Nói rồi cô lập tức mở nhóm chat của bạn cùng trường cũ ra, bên trong có khá nhiều người, chừng hơn 40. Trong nhóm chat này không có Ngô Bình nên Tô Phi kéo anh vào nhóm, sau đó gửi lên nhóm một tin nhắn. Các bạn học, mình kéo vào nhóm một bạn học cùng trường mình. Cực kỳ giỏi luôn, cậu ấy lấy được hai bằng tiến sĩ của Đại học Hoa Thanh. Ngô Bình liếc nhìn, trong nhóm có không ít người quen. Đa số là bạn học cùng khóa, bạn cùng lớp thì có chừng 7-8 người. Ôi vê sao y, hai bằng tiến sĩ thì trâu bò thật, là thần tiên trốn nào vậy, mau lộ diện cho bọn mình chiêm ngưỡng nào, có người phản hồi tin nhắn. Tô Phi, là Ngô Bình, có lẽ trong này nhiều người quen biết cậu ấy. Hả, Ngô Bình sao, một cô gái nhảy vào cuộc trò chuyện. Tô Mỹ Nhân, cậu không đùa đấy chứ. Thành tích của Ngô Bình chỉ thuộc hạng chung trong lớp thôi, làm gì có chuyện lấy được hai bằng tiến sĩ. Không biết cái gì gọi là, hoa nở muộn, hay sao? Bằng tiến sĩ của cậu ấy là hàng thật nhé, trên web của trường Hoa Thanh có thể tra được đó, không tin thì các cậu vào xem đi. Người vừa nhắn là Thôi Hưng Khải, lần trước Ngô Bình giúp anh ấy lấy được một công trình nên Thôi Hưng Khải vô cùng biết ơn. Vừa thấy mọi người nhắc đến Ngô Bình, anh ấy lập tức ra mặt bênh vực. Đúng vậy. Cậu ấy đúng là học bá trong truyền thuyết đó, Hà Hân Di cũng lên tiếng. Ha, cái bằng tiến sĩ thì có tác dụng quái gì cơ chứ? Trong công ty tôi mở có cả đống nghiên cứu sinh tiến sĩ, đột nhiên một người tên là Mạnh Nhất Vân Đỉnh nhảy vào. Thôi Hưng Khải lập tức đáp, Phan Chí Thần, không phải nhà cậu nhận thầu hai trạm thủy điện sao? Tiến sĩ mà thèm đến cái nơi tồi tàn đó à? Phan Chí Thần bị hạ bệ trước đám bạn học nên bực bội, Thôi Hưng Khải. Một tên có công trình như cậu thì tuổi gì so với tôi? Cậu hiểu cái méo gì hả? Thôi Hưng Khải, cậu coi thường những người như tôi sao? Công trình tôi nhận có giá 2 tỷ 7 tệ nhé, lãi 1 tỷ tệ. Cái trạm phát điện nhà cậu chạy đến khi mục có kiếm được doanh thu 1 tỷ như tôi không? Phan Chí Thần kinh ngạc. Cái gì, công trình 2 tỷ 7? Anh ta căn bản là không tin nên đáp, nói láo. Lần trước tôi gặp cậu, cậu vẫn là một thằng bô nhách chạy đi chạy lại trên công trường. Thế mà nhận được dự án 2 tỷ 7 ư? Cậu mà có tiền đổ vào đó sao? Thôi Hưng Khải, ha ha thật ngại quá, vì nể mặt Ngô Bình mà đối phương đồng ý trả trước 300 triệu tệ tiền xây dựng công trình. Nói rồi, anh ấy gửi hợp đồng và mấy bức ảnh chụp công trình đang thi công lên nhóm chat, sau đó nói một câu chí mạng, Phan Chí Thần, cậu có tức không? Tiền tôi làm một năm bằng tiền 10 kiếp cậu mới kiếm được. Phan Chí Thần sững sờ một hồi lâu không thốt nên lời. Anh ta ngồi đơ ra trước điện thoại. Quả thực trạm phát điện nhà anh ta mỗi năm chỉ kiếm được hơn 5 triệu tệ, hơn nữa thời hạn của gói thầu chỉ có 8 năm. Biết mình không thắng được nên Phan Chí Thần lập tức nghĩ đến một người khác. Anh ta nói, kiếm được chút tiền mọn mà đã ngông cuồng đến mức này. Có biết đàn anh cùng trường Trương Quảng Thái không? Anh ấy quản lý quỹ Thiên Thuận, giá trị hơn 30 tỷ tệ. Nếu so với anh ấy thì cậu chỉ là cái rắm. Thôi Hưng Khải, tiền bối Trương lợi hại thì ai cũng biết rồi, tôi không so nổi. Tôi chỉ cần hơn cậu là thỏa mãn lắm rồi. Hai bọn họ cãi nhau khiến rất nhiều bạn học kéo tới hóng hớt, cũng có người ra vẻ khuyên bảo này nọ. Lúc này, một người có nickname Băng Khả Lạc hỏi, Ngô Đại Thần lợi hại vậy sao? Thôi Hưng Khải, công trình của cậu thực sự là do anh ấy giới thiệu sao? Thôi Hưng Khải, đúng vậy, Ngô Bình chỉ gọi mỗi cuộc điện thoại là công trình đó đã về tay mình. Hoa Khôi Liễu Khinh Mi, nghe nói cậu cũng đang ở Hải Thành, hôm nào đi ăn cơm nhé. Ba Hoa Khôi là Liễu Khinh Mi, Hà Hân Di và Tô Phi đều ở trong nhóm này, đây cũng là lý do có rất nhiều bạn học tham gia nhóm chat này. Bọn họ đều là vì các nàng Hoa Khôi mà tham gia vào đây. Liễu Khinh Mi, được, giờ mình có thời gian, đợi điện thoại của cậu. Thôi Hưng Khải, nói chuyện riêng nhé. Đọc được đoạn tin nhắn này,
Tô Phi bĩu môi cười nói, Ngô Bình, xem ra có không ít người muốn cầu cạnh cậu đâu. Ngô Bình cười đáp, đừng nghe Thôi Hưng Khải chém gió, mình không có bản lĩnh đó đâu. Tô Phi, cậu đương nhiên là lợi hại rồi, có cho mình 100 năm thì mình cũng không đỗ được Đại học Hoa Thanh chứ đừng nói là thêm hai bằng tiến sĩ. Mình nghe nói tiến sĩ Đại học Hoa Thanh vừa ra trường là lương hàng năm đã lên tới hàng triệu tệ, quá ngưỡng mộ. Ngô Bình, học y rất khổ, lại thêm đó là trường đào tạo ngành y tốt nhất cả nước nên lương cao cũng là điều đương nhiên. Sau đó anh nói tiếp, đúng rồi, nhắc tới Trương Quảng Thái, mình nhớ năm đó anh ta cũng từng theo đuổi cậu. Tô Phi cười khổ, năm chúng ta học lớp 10, anh ta học lớp 12. Anh ta theo đuổi nhiều người lắm, ngoài mình còn có Liễu Khinh Mi và Hà Hân Di. Ngô Bình, Trương Quảng Thái cũng được coi là huyền thoại của trường ta. Anh ta vì mải chơi điện tử mà quên đi thi toán, thế mà vẫn đỗ vào trường cấp 3 số 2, lại còn cao hơn mình 3 điểm, đúng là lợi hại. Tô Phi, đúng vậy, chuyện đó đã thành truyền kỳ ở trường chúng ta. Năm đó cũng có rất nhiều cô bị anh ta mê hồn. Ngô Bình cười đáp, vậy mà ba hoa khôi của chúng ta vẫn bình tĩnh vậy sao? Tô Phi bĩu môi cười đáp, ba bọn mình quan hệ khá tốt. Anh ta cùng lúc viết thư tình cho cả ba người thì cậu nghĩ xem bọn mình sẽ nghĩ thế nào. Ngô Bình không khỏi cảm thấy buồn cười, hóa ra các cậu đã thông tin với nhau trước rồi, chẳng trách anh ta không đạt được mục đích. Chương 318, cuộc hội họp của giới thượng lưu. Hai người họ đang nói chuyện thì một cô gái khá xinh đẹp từ bên cạnh đi tới, nói Tô Phi, sao cậu lại ở đây? Tô Phi vội đáp, Đinh Diệm, mình đang ăn cơm cùng bạn học cũ, cậu ngồi xuống ăn cùng không? Đinh Diệm nghe vậy thì vô tư ngồi xuống bên cạnh Tô Phi, ngước đôi mắt xinh đẹp lên đánh giá Ngô Bình. Cô gái này quen biết nhiều nên vừa nhìn thấy quần áo, cách ăn mặc của Ngô Bình là cảm thấy vô cùng thất vọng. Ngô Bình mặc quần áo rất giản dị, là các nhãn hiệu mà tầng lớp trung lưu hay mặc, kiểu dáng cũng không mới mẻ. Trên tay anh không đeo đồng hồ, cũng chẳng có trang sức đắt tiền gì. Bởi lẽ đó, Đinh Diệm cho rằng anh cũng chẳng lắm tiền nhiều của gì cho cam. Ấn tượng đầu tiên đã làm nhiệt huyết của Đinh Diệm nguội lạnh, thầm nhủ lát nữa sẽ khiến tên Ngô Bình này hiện nguyên hình. Đinh Diệm cười nói, để tôi tự giới thiệu, tôi tên Đinh Diệm, là chị em tốt của Tô Phi. Tô Phi, cô ấy là bạn cùng ký túc thời đại học của mình, bọn mình thân như chị em, là bạn tốt nhất của nhau. Đinh Diệm cười hi hi nói, không sai, chúng tôi có thể coi như là vợ chồng của nhau. Ngô Bình gật đầu, xin chào, tôi là Ngô Bình, là bạn cấp 3 của Tô Phi. Đinh Diệm đáp, gặp hai người ở đây trùng hợp thật, mình đang chuẩn bị đi tham gia một buổi họp mặt nhỏ. Tô Phi, chúng ta cùng đi được không? Tô Phi nhìn sang Ngô Bình để trưng cầu ý kiến anh. Nếu Ngô Bình nói không muốn thì cô cũng sẽ không đi. Tối hôm đó Ngô Bình cũng không bận việc gì nên đáp, Tô Phi quyết định đi, mình thì thế nào cũng được. Đinh Diệm cười đáp, vậy cứ chốt thế đi, mình đi trước lát gửi địa chỉ cho hai người. Nhất định phải tới nhé. Đinh Diệm này cứ như một cơn lốc, đến và đi đều nhanh đến chóng mặt. Ngô Bình đáp, bạn học của cậu cũng xinh thật, đúng là những người giống nhau thường chơi cùng nhau. Tô Phi đỏ mặt, cậu ấy là hoa khôi trường đại học của bọn mình, các cậu trai xếp hàng dài để theo đuổi cậu ấy. Ngô Bình cười đáp, người theo đuổi cậu cũng đâu có ít nhỉ. Tô Phi mỉm cười, thế thì cũng có tác dụng gì đâu cơ chứ, hiện giờ mình vẫn độc thân mà. Còn cậu có bạn gái chưa? Ngô Bình đương nhiên là đã có bạn gái nên gật đầu đáp, mình có rồi. Tim Tô Phi như bị một tảng đá nặng đè lên, phút chốc trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng, sự vui vẻ ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Cô ấy ồ một tiếng rồi nói tiếp, cũng phải, cậu giỏi như vậy thì sao có thể chưa có bạn gái được cơ chứ? Chắc chắn cô ấy rất xinh đẹp. Ngô Bình cười ha ha đáp, xinh đẹp như cậu vậy. Tô Phi đang định bảo Ngô Bình lát nữa không đi họp mặt nữa. Nhưng trong đầu cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, nếu mình và cô gái đó đều xinh đẹp như nhau thì cớ gì mà mình phải chịu thua cơ chứ? Tô Phi nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc, đáp, Ngô Bình, cậu là tiến sĩ y khoa, mình có vấn đề này cần nhờ cậu giải đáp. Ngô Bình gật đầu đáp, được, cậu nói đi. Tô Phi, dạo gần đây mình cứ bị mất ngủ, ban ngày thì mệt mỏi, cậu nói xem liệu mình có bệnh gì không? Ngô Bình bảo Tô Phi đưa tay ra cho anh bắt mạch. Bắt mạch xong, anh đáp, không có vấn đề gì cả, chỉ là cơ thể có chút rối loạn mà thôi. Để mình kê cho cậu liều thuốc, uống vài ngày là hồi phục thôi. Tô Phi, ngày nào mình cũng chạy bộ, còn tập yoga nữa, sao sức khỏe lại rối loạn được cơ chứ?
Ngô Bình, tình trạng này không chỉ xảy ra do đau ốm về mặt thể chất mà còn do tâm trạng, có thể cậu gặp quá nhiều áp lực hoặc có nhiều tâm sự. Tô Phi ngẩn người, cô quả thực có tâm sự, cô vốn xinh đẹp, cũng rất nỗ lực, thế nhưng có những cô gái không xinh đẹp cũng không nỗ lực bằng cô mà sống tốt hơn cô rất nhiều. Đương nhiên, những cô gái này cô nào cũng có một anh bạn trai giỏi giang. Con người là loài động vật có tính quần thể, một khi đem mình so sánh với người khác ắt sẽ sinh ra bất mãn. Bởi vậy, Tô Phi thường xuyên tự thương hại bản thân. Thời gian lâu dần, khó tránh tâm trạng nặng nề ủ rột, bởi vậy nên mới mất ngủ, mệt mỏi. Cô cười khổ đáp, là do mình suy nghĩ quá nhiều. Ngô Bình vỗ nhẹ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, nghĩ thoáng ra, những chuyện không vừa ý trên đời phải tới 80-90%. Chỉ cần mình cố gắng hết sức, thấy bình yên trong tâm hồn là được. Tô Phi gật mạnh đầu, mình hiểu rồi. Nói chuyện thêm một lát nữa là hai người khởi hành đi tới chỗ họp mặt. Đó là một câu lạc bộ cao cấp ở Vân Đình. Ban đầu những câu lạc bộ như thế này giống như biểu tượng của giới nhà giàu, nhưng những năm gần đây những cơ sở kinh doanh tương tự mọc lên như nấm sau mưa. Thế nhưng câu lạc bộ hôm nay họ tới quả thực là câu lạc bộ xịn nhất Vân Đình. Câu lạc bộ này nằm ở ngoại ô, xung quanh là công viên vô cùng thanh tĩnh. Bên ngoài đỗ mấy chục chiếc xe sang. Hoàng tử Cường lái xe đến đón họ. Vẫn là chiếc xe công vụ lần trước bị đập cho bể nát nhưng giờ đã được sửa xong. Sau khi xuống xe, họ đi vào một tòa nhà 6 tầng. Tòa nhà này có kiến trúc kiểu châu Âu, đại sảnh tầng 1 được bố trí trở thành nơi tổ chức buổi tiệc rượu. Ở đó có không ít nam nữ thanh niên đang cười đùa thả thính nhau. Hai người họ vừa đi vào sảnh thì Đinh Diệm đã ra đón, Tô Phi, Ngô Bình, đợi hai người mãi. Lúc này một chàng trai tóc dài từ phía sau Đinh Diệm đi tới. Tay anh ta cầm ly rượu cười nói, Tiểu Diệm, đây là Tô Phi mà em hay nhắc đến sao? Đinh Diệm cười đáp, đúng vậy, để mình giới thiệu một chút. Tô Phi, đây là bạn mình từ Phú Bỉ, cậu chủ tập đoàn Vân Điên. Nhà họ Từ là một trong những gia tộc giàu nhất Vân Đỉnh, gia sản lên tới mấy tỷ tệ. Tô Phi lịch sự mỉm cười gật đầu đáp, chào cậu chủ Từ. Đinh Diệm không hề giới thiệu Ngô Bình nhưng anh cũng chẳng để bụng mà đưa mắt đánh giá những người trong đại sảnh đó. Bởi vì anh đứng cạnh Tô Phi nên trông hai người khá thân mật, cậu chủ từ kia thấy vậy liền hỏi, Đinh Diệm, còn vị này là? Đinh Diệm liếc nhìn anh một cái rồi trả lời, à, đây là bạn học của Tô Phi, tên là Ngô Bình. Cậu chủ từ gật đầu, xin chào, hoan nghênh anh tham gia buổi họp mặt hôm nay. Ngô Bình, chào anh, không mời mà tới, phiền mọi người rồi. Cậu chủ từ mỉm cười đáp, mời hai vị, sau đó anh ta nháy mắt với hai tay bảo vệ đứng hai bên cửa. Khi Ngô Bình đang định bước vào thì một tay bảo vệ giơ tay ra chặn lại. Hắn dùng giọng điệu nghe thì có vẻ lịch sự nhưng lại rất coi thường nói với Ngô Bình, xin lỗi anh, bữa tiệc này chỉ những người ăn mặc chỉn chu mới được vào, mời anh lập tức đi cho, đừng làm phiền những khách quý của chúng tôi ở bên trong. So với đám nhà giàu mặc vest đi giày da bóng lộn kia thì cách ăn mặc của Ngô Bình quả thực có chút tùy tiện. Anh mặc một bộ đồ thoải mái và đi đôi giày trắng. Ở nơi này, trước mặt bao nhiêu người, lời của tên bảo vệ khiến anh rất tức giận. Anh dùng sức mạnh của thần thức gần giọng quát, cút ra. Đoàng! Trong đầu tên bảo vệ nổ một tiếng rền vang như sấm. Hắn sợ hãi kêu á lên một tiếng, giống như một con mèo bị giật mình nhảy giật lùi về phía sau, dán chặt lưng vào tường. Tên bảo vệ không dám động đậy, một dòng nước màu vàng chảy ra khỏi ống quần hắn ta. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo tay Tô Phi còn đang ngớ người ra đi vào bên trong. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Cậu chủ từ cũng kinh ngạc không kém. Chuyện gì thế này? Sao tên bảo vệ này mới bị dọa một câu đã tè cả ra quần thế này? Từ Phú Bỉ vừa nhìn thấy Tô Phi là đã quyết tâm phải có được cô nên đương nhiên anh ta phải bắt đầu từ việc loại bỏ chướng ngại vật bên cạnh cô là Ngô Bình trước. Nhưng anh ta đâu có ngờ, người trước mặt là một vị tông sư cảnh giới thần chứ đâu phải người mà một kẻ phàm phu tục tử như anh ta có thể dễ dàng sỉ nhục. Cậu chủ từ vẻ mặt vô cùng khó coi, anh ta đi sau lưng Ngô Bình, sau đó nháy mắt với mấy người khác. Đột nhiên, 7-8 cậu thiếu gia nhà giàu ở Vân Đỉnh đi tới. Mấy người đó không ai có ý tốt với Ngô Bình, vẻ mặt vô cùng không thiện chí. Tên nhà quê này ở đâu ra vậy? Ăn mặc thế này mà cũng dám đến đây tham gia buổi tụ họp của chúng ta sao? Một gã thanh niên để đầu bằng, nhuộm một nửa màu vàng, tai đeo rất nhiều khuyên. Mỗi chiếc khuyên đều đính đá nên chúng lấp lánh dưới ánh đèn. Ngô Bình cảm nhận được đám người này đang cố tình hạ nhục mình. Mặt anh không cảm xúc nhìn thanh niên tai đeo đầy khuyên kia,
lạnh lùng hỏi, anh quen tôi hay sao? Chương 319, không được sỉ nhục tông sư. Thanh niên đeo khuyên tai kia hừ một tiếng rồi đáp, tôi đường đường là cậu chủ nhà họ Trung, sao có thể quen biết tôm tép như anh được chứ? Ngô Bình, không quen tôi mà dám gây sự với tôi như vậy, gan anh quả là không nhỏ đâu. Thanh niên đeo khuyên xứng lại, sau đó cười lớn, gây sự với anh. Anh xứng sao, trong mắt tôi, anh chẳng khác nào con kiến, kể cả tôi có dẫm lên anh vì tôi thích thế thì cũng chẳng sao. Những người xung quanh đều cười ồ lên nhìn Ngô Bình như một trò hề, chờ đợi xem tiếp theo màn kịch này sẽ diễn biến ra sao. Cậu chủ từ ban nãy cũng chen miệng vào, cậu chủ Chung, nể mặt tôi một chút. Đây là anh Ngô Bình mới ở tỉnh lẻ tới, chưa được thấy thế giới bên ngoài bao giờ nên cậu đừng so đo với người không cùng tầng với mình như vậy. Ninh Diệm nhìn Ngô Bình, nói, Ngô Bình, mau xin lỗi cậu chủ Chung đi, gia tộc nhà họ Chung là một trong số những doanh nghiệp kinh doanh vật liệu thép lớn nhất tỉnh. Lại còn có tập đoàn Đường Thị Hậu Thuẫn, doanh thu hàng năm lên tới hơn 5 tỷ tệ. Gia tộc lớn như vậy, anh không thể đắc tội được đâu. Ồ, có liên quan đến tập đoàn Đường Thị sao? Vậy thì số anh đen rồi, đột nhiên Ngô Bình nói vậy khiến không ai hiểu mô tê gì. Ninh Diệm cau mày hỏi, Ngô Bình, anh đang nói gì vậy? Ngô Bình không thèm trả lời, chỉ quay sang nói với Tô Phi, đám người này không có thiện chí, chúng ta nên về trước thì hơn. Muốn đi? Đi nổi không, cậu chủ Chung kia đột nhiên cười lạnh, sau đó có hai tên vệ sĩ đi tới vây lấy hai bên trái phải Ngô Bình. Tô Phi kinh ngạc, cô nhìn Đinh Diệm, mấy người đang làm gì vậy? Đinh Diệm ung dung đáp, Tô Phi, ngay lần đầu gặp mình đã biết hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo, không phải con nhà giàu gì cho cam. Nhìn dáng vẻ khố rách áo ôm của hắn nào có giống thiếu gia nhà giàu. Hôm nay cho hắn nếm mùi đau khổ, tránh việc sau này hắn còn bám lấy cậu. Tô Phi giận dữ đáp, Đinh Diệm, cậu quá đáng lắm. Thả bọn tôi đi, chúng tôi không tham gia buổi gặp mặt này nữa. Cậu chủ từ cười nói, cô Tô, sao mà phải vội vàng đến vậy? Tối nay những người ở đây đều thuộc giới thượng lưu của Vân Đình, kết thêm bạn mới sẽ không có hại gì cho cô đâu. Tô Phi lắc đầu, không, giờ tôi muốn rời khỏi đây, phiền các người tránh ra cho. Cậu chủ Chung kia lạnh lùng nói, ném tên khốn này ra khỏi đây, nhìn mà khó chịu. Một tên vệ sĩ lập tức vươn tay ra định ấn vai Ngô Bình xuống. Thế nhưng tay hắn vừa chạm vào thì như bị điện giật, toàn thân run rẩy, sau đó ngã bịch một tiếng nặng nề ra sàn, sùi bọt mép, hai mắt chuyển thành màu đỏ máu. Cái gì? Đám đông kinh ngạc, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vệ sĩ còn lại dường như nghĩ ra điều gì đó, sợ hãi nhìn Ngô Bình rồi run rẩy hỏi, cậu là tông sư cảnh giới thần sao? Ngô Bình mặt không cảm xúc, ra lệnh, quỳ xuống. Tay vệ sĩ vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn quỳ xuống, tôi xin lỗi, xin hãy bớt giận, tôi không biết. Cút, Ngô Bình chẳng buồn nhiều lời mà đuổi tay vệ sĩ đi luôn. Tay vệ sĩ không nói hai lời, lập tức chuồn thẳng như thể một con thỏ kinh hãi chạy trốn khi gặp sư tử. Đám người xung quanh vẫn còn đang sững sờ, tông sư cái gì kia chứ, tay vệ sĩ kia thần kinh có vấn đề ư. Cậu chủ Chung sầm mặt lại, nhìn Ngô Bình chòng chọc. Nói, anh tưởng biết chút cung phu là có thể đấu lại với tôi sao? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là khoảng cách giữa quý tộc và lũ dân đen. Nói rồi, anh ta quát lớn, Mã Đại Sư, ra tay đi. Từ trên tầng 2, một người đàn ông trung niên đi xuống. Ông ta chừng ngoài 40, đôi mắt có thần, bước đi vững chãi. Đây là một vị cao thủ cảnh giới khí, khổ luyện quyền pháp 30 năm, cũng thuộc top cao thủ có số má tại Vân Đỉnh này. Thế nhưng... khi ông ta vừa nhìn thấy Ngô Bình thì lập tức run rẩy, vội vã chạy tới hành lễ với anh, Ngô Tông Sư. Không biết Tông Sư tới, tôi thất lễ quá. Người này Ngô Bình có quen, trước đó anh đã gặp ông ta ở đại hội gặp mặt các cao thủ võ lâm Vân Đình, thậm chí ông ta còn kính anh một ly rượu. Lúc đó, Ngô Bình uống ly rượu đó khiến ông ta cảm thấy vô cùng vinh dự, cảm thấy như cuộc đời mình không hoài phí. Dù gì thì chàng trai đứng trước mặt ông ta là Tông Sư võ thuật kia mà. Sau này có khi chàng trai này còn có thể lập ra hẳn một môn phái võ thuật ấy chứ. Ngô Bình, Mã Tam Tuyệt, sao ông lại chạy tới đây đánh thuê cho bọn họ chứ? Mã Tam Tuyệt là biệt danh còn tên thật của ông ta là Mã Bửu Câu. Nghe Ngô Bình hỏi vậy, ông ta đỏ mặt xấu hổ đáp, để tông sư chê cười rồi, nhà tôi xảy ra chút chuyện, bí quá nên tôi mới. Ngô Bình cau mày, đã là giang hồ đồng đạo, nếu có khó khăn, tại sao ông không nói? Anh lấy ra một tờ chi phiếu, đây là 2 triệu tệ,
nếu còn chưa đủ ông hãy đến tìm Trương Cửu Hàn, cứ nói với ông ấy tôi bảo ông tới là được. Ninh Diệm ngớ người, tên khố rách áo ôm trước mặt trong tích tắc đã lấy ra được 2 triệu tệ sao. Mã Bửu Câu vô cùng cảm động, nhận lấy tờ chi phiếu bằng hai tay, đôi mắt đỏ hoe đáp, đa tạ Ngô Tông Sư, tôi. Được rồi, đi xử lý việc của ông đi, Ngô Bình xua tay. Mã Bửu Câu cũng không dám lôi thôi, hành lễ với anh một lần nữa nhưng sau đó ông ta không đi ngay mà tới đứng bên cạnh Ngô Bình. Sau đó, ông ta nhìn cậu chủ Trung kia với vẻ mặt dữ tợn, nói cậu chủ Trung, người trước mặt câu là tông sư cảnh giới thần, cậu có thể không thích, nhưng không được phép bôi nhọ tông sư. Nếu không thì dù bố cậu có 100 tỷ tệ cũng không cứu nổi cậu đâu. Cậu chủ Trung kia xứng người, anh ta không hiểu cái gì gọi là tông sư, cái gì là cảnh giới thần. Anh ta chau mày đáp, Mã Đại Sư, ông nhận tiền của tôi rồi mà làm ăn như vậy sao? Mã Bửu Câu cười lạnh, tiền của cậu tôi còn chưa nhận. Tôi nói trước, ai muốn vô lễ với tông sư thì phải hỏi nắm đấm của tôi đã. Hành động của Mã Bửu Câu khiến cậu chủ Trung nổi điên gầm lên, họ Mã kia, ông dám chống đối tôi. Ông có tin tôi chỉ cần một cú điện thoại là cho ông đi tù mọt gông 10 năm không? Cậu chủ từ ban nãy cũng lạnh lùng nói, tôi mặc kệ cái gì mà võ lâm giang hồ. Kẻ nào dám làm càn trên địa bàn của tôi thì sẽ phải gánh chịu cơn giận của thiếu gia đây. Nói rồi anh ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Alo, đội trưởng Hoàng của đội hình sự phải không? Ở câu lạc bộ của tôi có phần tử phạm tội, nhờ anh tới đây một chuyến. Vất vả cho anh rồi. Sau khi cúp điện thoại, cậu chủ từ lạnh lùng nói, hai vị, tôi nghi ngờ các vị đã ăn trộm đồ vật quý giá trong nhà tôi, lát nữa mời hai người hợp tác với cảnh sát để điều tra. Mã Bửu Câu tức điên, nói láo, cậu có cái quái gì đáng để tôi trộm cơ chứ? Tô Phi tức đến đỏ cả mắt, nói các người thật quá đáng, sau đó cô nhìn Đinh Diệm, mong Đinh Diệm có thể nói một câu công bằng. Thế nhưng Đinh Diệm lại quay mặt đi, vẻ mặt như cười như không. Những người có mặt ở đây hôm nay cô ta đều không thể đắc tội, trước mắt chỉ đành làm việc có lỗi với bạn mình. Thực ra, nhiệm vụ của cô ta hôm nay là dẫn Tô Phi tới để giới thiệu cho mấy vị thiếu gia nhà giàu kia làm quen. Ngô Bình mặt không biến sắc, chẳng nói chẳng rằng. Cậu chủ từ nhìn Tô Phi, nói bằng giọng uy hiếp, cô Tô, cô tốt nhất không nên đứng cùng phe với anh ta. Chỗ của cô nên ở bên cạnh tôi mới phải. Tô Phi đột nhiên khoác tay Ngô Bình, lạnh lùng đáp, tôi không đứng cùng phe với kẻ xấu. Kẻ xấu, cậu chủ từ kia lắc đầu cười mỉa, trên thế giới này chỉ có người giàu và kẻ nghèo hèn, không có người tốt và kẻ xấu. Cô Tô, cô thực sự, quá ngây thơ. Lúc này, lại có một thanh niên tóc đỏ đứng ra, chỉ vào ba người họ nói, ba kẻ này đột nhập vào phòng ăn trộm, là tôi tận mắt chứng kiến, lát nữa lên đồn mà suy xét lại về bản thân đi nhé. Ninh Diệm lắc đầu, nói với Tô Phi, Tiểu Phi, cậu còn không mau qua đây. Vị này là Lý Hoàn, là con trai của cục phó Lý cục trị an Vân Đình. Nếu anh ấy muốn cho ai vào tù thì người đó phải vào tù. Lẽ nào cậu muốn ngồi tù cùng bọn họ? Tô Phi không hề động đậy, lạnh lùng đáp, Đinh Diệm, từ hôm nay trở đi, cậu không còn là chị em tốt của tôi. Tình bạn của chúng ta đến đây là chấm hết. Chương 320, dập đầu xin tha. Đinh Diệm cau chặt mày lại đáp, Tô Phi, không ngờ cậu lại cố chấp đến vậy. Ngô Bình kéo một chiếc ghế cho Tô Phi ngồi xuống, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh, không mảy may để tâm đến những con mắt đang dán chặt vào mình. Anh cười nói, bạn học cũ, cậu thú vị thật đấy. Mình không thể để cậu chịu ấm ức được, mình sẽ khiến đám người này quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ. Tô Phi kinh ngạc chỉ vào mình hỏi lại, quỳ xuống xin mình tha thứ á? Ngô Bình gật đầu, không sai. Sau đó anh rút điện thoại ra, gọi điện cho Đường Tử Di, Tử Di, anh hỏi chuyện này một chút. Đường Tử Di đang ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa, thấy anh gọi tới, cô mỉm cười đáp, anh nói đi. Ngô Bình, ở Vân Đỉnh có một gia đình họ Trung kinh doanh vật liệu thép, cung cấp vật liệu cho tập đoàn Đường Thị. Có phải vậy không? Đường Tử Di nghĩ một lát rồi đáp, quả là có, đó là gia đình có họ hàng với chủ tịch. Sao thế? Ngô Bình, sau này đừng dùng nguyên vật liệu của nhà họ Trung nữa, hơn nữa các khoản chưa thanh toán cứ treo ở đó càng lâu càng tốt. Đường Tử Di không hỏi tại sao, chỉ lập tức đáp, được, em sẽ lập tức sắp xếp. Đúng rồi, khi nào anh đến Vân Kinh vậy? Dạo này vai em đau quá, anh tới nắn giúp em được không? Ngô Bình, vài ngày nữa nhé, anh sẽ trộn cho em dầu thuốc nữa. Anh cúp điện thoại, cậu chủ Trung kia đứng đực ra đó. Ngô Bình vừa nhắc tới Tử Di khiến anh ta lập tức nghĩ tới một người, Đường Tử Di.
Cô ấy là người giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn Đường Thị. Lẽ nào Ngô Bình quen Đường Tử Di? Không thể nào, một tên nhà quê sao có thể quen giám đốc Đường được kia chứ? Ngô Bình nói, cậu chủ Trung, thật ngại quá, người như tôi có tính xấu là có thù tất sẽ báo. Anh làm tôi khó chịu, thì tôi cũng sẽ khiến anh phải đau khổ. Nói rồi, anh gọi cuộc điện thoại thứ hai, nhưng lần này anh gọi cho Cục trưởng Cục Trị An Vân Đỉnh Hồ Hán Bân. Anh hỏi, Hồ Hán Bân, có phải cục của ông có một phó cục họ Lý không? À, người này có vấn đề, ông lập tức bắt lại cho tôi, thẩm vấn thật kỹ, dốc toàn lực điều tra. Nếu không tra ra kết quả thì ông khỏi làm cục trưởng nữa. Hồ Hán Bân đang ở nhà uống trà đọc báo, nhận điện thoại của Ngô Bình xong thì hết hồn, vâng, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hạng sát thần như Ngô Bình, ông ta đâu có dám chọc giận. Hôm qua ông ta đã nghe ngóng rồi, Ngô Bình không chỉ là cảnh giám cấp 2 mà thân thế còn lẫy lừng đến phát sợ nên ông ta đương nhiên không dám đắc tội. Lý Hoàn giận dữ quát, làm bộ làm tịch gì hả? Làm gì có chuyện anh tùy tiện gọi cho cục trưởng Hồ như thế? Ngô Bình không thèm quan tâm đến lời anh ta nói mà quay sang hỏi Đinh Diệp, cô Đinh, cô nói cậu chủ từ này xuất thân từ tập đoàn nào ấy nhỉ? Đinh Diệm cũng chưa biết Ngô Bình rốt cuộc có đang bốc phét hay không. Cô ta đáp, tập đoàn Vân Điên, đó là nhà thầu cấp một các dự án xây dựng hạ tầng giao thông của tỉnh. Ngô Bình hiểu thế nào gọi là nhà thầu cấp một, chính là một số công ty lớn, mỗi khi tỉnh có dự án lớn gì thì công ty đó có thể kiếm được một số tiền lớn nhờ việc sang nhượng thầu. Ví dụ một dự án có giá đấu thầu là 100 triệu tệ, sau khi nhà thầu cấp một nhận thầu thì sẽ nhượng lại cho nhà thầu cấp 2 làm với giá 40 triệu tệ. Vậy là nhà thầu cấp 1 đã dắt túi 60 triệu tệ. Sau đó nhà thầu cấp 2 lại nhượng lại cho nhà thầu cấp 3 gói thầu đó với giá 20-30 triệu tệ. Cứ tầng tầng lớp lớp như vậy, sau cùng khi tới tay nhà thầu cuối cùng thì công trình giá 100 triệu tệ ban đầu chỉ còn khoảng 1-20 triệu tệ. Đã vậy các nhà thầu bên trên còn ra sức kéo dài thời gian thanh toán, khi nào chủ công trình trả tiền cho họ thì họ mới trả tiền cho nhà thầu cuối cùng. Ngô Bình nói, hóa ra là ăn tiền công trình. Sau đó anh lại rút điện thoại ra, gọi điện cho Từ Khắc Mẫn. Từ Khắc Mẫn dù là con trai của Phó Chủ tịch tỉnh nhưng không làm việc trong tỉnh. Thế nhưng, sức ảnh hưởng của anh ta không nhỏ chút nào, mấy chuyện như hợp đồng thầu này anh ta chỉ cần nói một câu là giải quyết xong. Khắc Mẫn, đang làm gì thế, Ngô Bình cố tình để loa ngoài điện thoại. Từ Khắc Mẫn vội đáp, chú nhỏ, chú có gì sai bảo ạ? Ngô Bình và Từ Quý Phi, Từ Bá Nhân coi như ba anh em. Vậy Từ Khắc Mẫn gọi Ngô Bình một tiếng chú nhỏ cũng là hợp lý. Ngô Bình, là thế này, tỉnh ta có một nhà thầu cấp một họ Từ chuyên nhận thầu cơ sở hạ tầng giao thông, cậu có biết không? À, chú đang nói đến nhà họ Từ ở Vân Đỉnh sao? Cháu biết, dòng họ đó có họ với ông nội cháu vẫn giúp họ nhận thầu. Chú nhỏ, sao chú lại nhắc tới họ? Ngô Bình, họ hàng của ông nội cậu hung dữ lắm, đang nhốt tôi lại còn vu oan cho tôi trộm đồ của họ. Giờ tôi sợ quá, chỉ đành gọi điện cho cậu. Từ Khắc Mẫn hú hồn, chú nhỏ, chú đừng đùa, ai mà dám chọc giận chú kia chứ. Chú đưa điện thoại cho người nhà họ Từ ở đó đi, cháu mắng chết hắn. Nghe giọng Từ Khắc Mẫn trong điện thoại, cậu chủ Từ kia chân đã run. Trời ơi, Ngô Bình này lại quen cả Từ Khắc Mẫn, sao có thể vậy được? Anh ta vội vã đi tới nhận điện thoại, cẩn trọng trả lời, chú Khắc Mẫn, cháu là Phú Bỉ. Từ Khắc Mẫn nghe giọng anh ta là nổi giận lôi đình, Phú Bỉ. Cậu bị âng sao rồi hả? Lừa đá vào đầu hay sao mà dám chọc tức chú nhỏ của tôi? Chú nhỏ của chú, là Ngô Bình sao? Phí lời, Từ Khắc Mẫn quát như sấm, lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi 100 cái. Thiếu một cái thì cậu và ông cậu đợi mà tán ra bại sản đi. Từ Phú Bỉ kinh hãi, như thể một phản xạ quỳ sụp xuống, sợ hãi nhìn Ngô Bình nói, ông à. Cháu sai rồi, cháu dập đầu xin lỗi ông. Ngô Bình chán ghét ra mặt đáp, ai là ông anh? Dập đầu với Tô Phi đi, xem cô ấy có tha thứ cho anh không? Vâng vâng, cháu lập tức dập đầu, anh ta thực sự quay sang dập đầu với Tô Phi, cái nào cái nấy nện xuống đất kêu thịch thịch. Chán anh ta một lát sau đã chảy máu. Cô Tô, tôi sai rồi, tôi xin cô tha lỗi. Cô Tô, tôi không phải con người, xin cô tha lỗi. Tô Phi sững sờ. Đinh Diệm sững sờ, tất cả mọi người đều sững sờ. Cậu chủ Lý và cậu chủ Trung kia cũng cảm thấy sự chẳng lành, lẽ nào những lời Ngô Bình vừa nói đều là thật. Rồi điều họ sợ hãi đã xảy ra, cậu chủ Lý nhận được điện thoại trước, là điện thoại của bố anh ta. Trong điện thoại bố anh ta vô cùng lo lắng nói, con trai,
con mau về nhà, mang tiền trốn ra nước ngoài với mẹ con, đừng bao giờ về nước nữa, bố gặp chuyện rồi. Nói rồi đầu dây bên kia truyền tới những tiếng quát lớn, sau đó là một tràng tạp âm. Có tiếng người nói, Lý Tông Nghĩa, ông đã bị bắt. Bốp! Chiếc điện thoại trong tay anh ta rơi xuống sàn, kinh hoàng nhìn Ngô Bình. Rốt cuộc đây là ai mà chỉ một cuộc điện thoại cũng có thể khiến bố anh ta bị bắt ngay lập tức. Sau đó anh ta như thể nghĩ ra điều gì đó, điên cuồng chạy tới chỗ Ngô Bình quỳ sụp xuống, tôi sai rồi cậu chủ Ngô, tôi không nên đắc tội với cậu. Tôi đáng chết. Anh ta vừa nói vừa tự vả vào miệng mình đến nỗi chảy máu. Ngô Bình chỉ vào Tô Phi, đi xin lỗi cô ấy. Vâng vâng, anh ta vội vã sang quỳ cùng Từ Phú Bỉ, cầu xin Tô Phi tha lỗi. Cậu chủ Trung kinh hãi như người mất hồn, sau cùng cắn răng gọi điện về nhà. Đầu dây bên kia rất ồn ào, hình như có rất nhiều người ở đó. Người nhấc điện thoại là Trung Hằng, bố ruột anh ta. Ông ta nói, con trai, mau về nhà đi, có chuyện lớn rồi. Cậu chủ Trung lúc này tim đập như trống trận hỏi lại, bố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.